Diệp thần quá hung mãnh, bất hủ phong bi trên ghi chép sử thi truyền kỳ, vô số quang vinh câu chuyện, toàn bộ là chân thực tồn tại, đều là hắn đã từng là trải qua. Những kinh nghiệm này, đúc thành hắn cường đại đạo tâm cùng khí thế, trực tiếp dung chuyển Chu Võ Hoàng chủ tâm, để cho hắn kiếm cũng cầm không vững. Chu Võ Hoàng sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn sợ hãi, lại không dám tin tưởng. Bảy tội kiếm đạo, lười biếng kiếm, phá. Lúc này, thiên nữ gặp Chu Võ Hoàng tình thế bất lợi, vội vàng giơ kiếm ra tay, rất kiếm đâm về phía Diệp thần, sử xuất bảy tội kiếm đạo. Bảy tội kiếm đạo, là kiếm tử tiên trần sáng chế kiếm đạo, ẩn chứa bảy tông tội bí ẩn, theo thứ tự là, ngạo mạn, ghen tị, giận dữ, lười biếng, tình dục, tham lam, bạo thực. Lúc này thiên nữ sử, chính là lười biếng kiếm, kiếm ý mang theo mãnh liệt tinh thần đánh vào, có thể khiến người rơi vào lười biếng mặt trái trạng thái bên trong, ý chí chiến đấu làm hao mòn, chiến ý không tích trữ, trở thành cái xác biết đi. Đối mặt thiên nữ bảy tội kiếm đạo, Diệp thần không sợ hãi chút nào, luân hồi đạo tâm vận chuyển, vững chắc tâm thần, bàn tay hóa thành hoàng kim long chảo, cong ngón tay bắn ra, đang ních một tiếng, liền đem thiên nữ trường kiếm đánh bay. Thiên nữ thất kinh, nào nghĩ tới Diệp thần như thế lợi hại, bắn ra chỉ liền đánh bay nàng kiếm, nàng chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, cổ tay phát đau, chiến lực cùng Diệp thần chênh lệch quá xa. Thiên nữ, người bảy tội kiếm đạo, đối với ta không dùng. Ta luân hồi đạo tâm, không phải ngươi có thể nhiễu loạn. Diệp thần ánh mắt như đuốc, lãnh đạm cười nói. Hôm nay Diệp thần thực lực, và so với trước kia, vậy đơn giản là đột nhiên tăng mạnh. Trước kia hắn muốn dựa vào võ tổ đạo tâm, nhưng bây giờ, đã không cần. Dĩ nhiên phải dùng cũng có chỗ tốt. Chính hắn luân hồi đạo tâm, đã cường đại đến không thể coi nhẹ tồn tại, không phải bất kỳ tinh thần đánh vào, có thể dung chuyển. Luân hồi trật tự, dĩ nhiên không phải hoàn mỹ trật tự. Chân chính hoàn mỹ thế giới, Diệp thần cũng không biết là gì sao. Nhưng nếu như, hoàn mỹ thế giới, thật không cách nào chế tạo ra nói, vậy Diệp thần muốn thiết lập, chính là một cái lấy luân hồi vi tôn thế giới, chính là luân hồi thiên quốc. Hắn nắm giữ thiên hạ, vạn vật đều là nhập luân hồi, đây là hắn lúc ban đầu ý nghĩ, cũng là hắn đạo tâm hải đăng chỗ. Không, Diệp thần, ta không tin, ngươi làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Thiên nữ cắn răng, có chút không dám tin tưởng. Rồi sau đó, nàng trong mắt lại thoáng qua một chút kiên quyết vẻ, bất quá, ta còn có một lá bài tẩy, ta phải dùng ngươi đi đối phó ngươi. Long thần ảo tưởng sách, hạ xuống đi. Thiên nữ giơ hai tay lên, phát ra ngâm sướng. Trong hư không, từng luồng thần quang tràn ngập, hóa ra một quyển cổ xưa sách. Quyển thư tịch này, phong bì trên in rồng thần đồ đằng, lại là chú tinh long thần vật lưu lại, muốn đến là thiên nữ ở long thần vực tìm bảo thời điểm, lấy được cơ duyên. Đây là một quyển long thần ảo tưởng sách, ký thác chú tinh long thần trung cực ảo tưởng. Chú tinh long thần ảo tưởng, chính là thế gian tồn tại một vị biết hết toàn năng trung cực thần, cái này trung cực thần, chính là luân hồi chi chủ. Diệp thần dĩ nhiên không phải cái gì trung cực thần, nhưng chú tinh long thần nhưng là nghĩ như vậy, cũng là như thế tin tưởng. Chỉ phải tin tưởng, chỉ cần có tín ngưỡng, thì có thể tạo thần. Giao. Thiên nữ mở ra long thần ảo tưởng sách. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ gặp từ vậy long thần ảo tưởng sách bên trong, đi ra một người. Người kia, bề ngoài hình dáng, lại có thể cùng Diệp thần giống nhau như đúc, nhưng khí chất muốn trong trẻo lạnh lùng rất nhiều, như thần minh vậy cao cao tại thượng, coi chúng sanh như con kiến hôi. Cái này Diệp thần, là chú tinh long thần ảo tưởng, ký thác hắn vô số tâm huyết, có thể nói là hắn chế tạo ra thần minh, là hắn trong ảo tưởng trung cực thần. Diệp thần thấy cái này trong ảo tưởng luân hồi chủ thần sau đó, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới chú tinh long thần đối luân hồi tín ngưỡng, lại là như vậy thành kính điên cuồng, thậm chí tự tạo một cái thần đi ra. Thiên nữ cắn răng, khóe miệng rịn ra máu tươi, nhưng nàng cố nén, thi triển pháp quyết, thúc giục như bánh xe hồi huyễn thần, hướng Diệp thần công tới. Cái này luân hồi huyễn thần, là chú tinh long thần ảo tưởng, người ngoài là không tư cách khu động. Thiên nữ cưỡng ép mở long thần ảo tưởng sách, giá phải trả vậy là đặc biệt to lớn. Diệp thần thấy sắc mặt nàng, ở trong nháy mắt đổi được vô cùng trắng bệch, thân thể mềm mại đang lay động, không khỏi được thở dài một cái, nói. Thiên nữ, người đây cũng là cần gì phải. Một cái huyễn thần, lại tại sao có thể là ta địch thủ. Tại mới vừa ngắn ngủi sau khi kinh ngạc,
Diệp Thần đã chấn định lại. Hắn thấy như bánh xe hồi huyễn thần, thi triển ra lục đạo luân hồi pháp, huy trưởng hướng hắn công tới, hắn liền cưỡi băng phôi thú nghiêng người né tránh. Như bánh xe hồi huyễn thần đạo pháp, nhìn như 10 phần tuyệt diệu, nhưng trong thực tế ở Diệp Thần trong mắt, đều là chút động tác võ thuật đẹp, không chỗ dùng chút nào. Dẫu sao là một tôn huyễn thần, không có chân thật linh hồn, hoàn toàn uy hiếp không được Diệp Thần. Bất Hủ Phong Bi, cho ta trấn áp. Diệp Thần khí định thần nhàn, liền trực tiếp sử dụng Bất Hủ Phong Bi, một tiếng nổ, mang vạn số tiền lớn quang, quay đầu đè xuống như bánh xe hồi huyễn thần, chỉ nhất kích, liền đem huyễn thần nghiền nát, long thần ảo tưởng sách rớt xuống đất, thiên nữ gặp liên lụy, trong miệng máu tươi cuồng phún. Bất Hủ Phong Bi, ngươi nhanh như vậy liền chế tạo ra tới. Thiên nữ ngơ ngác nhìn Bất Hủ Phong Bi, phía trên ghi chép sử thi truyền kỳ, quang vinh câu chuyện, cũng không phải là cái gì giả dối ảo tưởng, mà là Diệp Thần chân thật trải qua. Những thứ này truyền kỳ quang vinh, đúc Diệp Thần cường đại linh hồn, để cho hắn ra tay một cái, liền nghiền nát huyễn thần. Bất Hủ Phong Bi bản vẽ, là thiên nữ cho Diệp Thần, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Diệp Thần nhanh như vậy đánh liền tạo thành công. Mặc dù cái này không mục nát Phong Bi, cũng không phải là đệ nhất tử thần ý nghĩ như vậy, có thể ngàn gấp vạn lần phóng đại chiến công tồn tại, nhưng Diệp Thần có thể chế tạo ra thật thể, đã là ra thiên nữ dự liệu. Thật ra thì, Diệp Thần có thể chế tạo ra Bất Hủ Phong Bi, là bởi vì là có độc thủ dược thần trợ giúp. Nếu như không có độc thủ dược thần liều mình ủng hộ, hắn dựa hết vào mình, cũng không khả năng nhanh như vậy thì thành công. Bất quá, thiên nữ cũng không biết một điểm này, còn tưởng rằng là Diệp Thần theo dựa vào chính mình thực lực đi hoàn thành. Thiên nữ, từ nay về sau, liền làm ta tín đồ đi. Diệp Thần ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm thiên nữ, gọi ra luân hồi thiên quốc, vừa muốn đem thiên nữ nhét vào thiên quốc bên trong. Thiên nữ nhìn luân hồi thiên quốc khí tượng, nhưng là vô cùng sợ hãi, lắc đầu liên tục nói. Không, luân hồi thiên quốc, là một cái thống khổ thế giới, ta không thể nhập luân hồi, ta muốn chân chính siêu thoát. Mang to lớn kinh hoàng, thiên nữ xoay người chạy trốn, không dám lại khiêu chiến Diệp Thần. Diệp Thần quá mạnh mẽ, coi như nàng và Chu Võ Hoàng liên thủ, vậy tuyệt đối con không địch lại. Thấy thiên nữ chạy trốn, Diệp Thần có chút bất ngờ, thi triển xong xà tinh tọa, rơi xuống không gian cũi, muốn vây khốn nàng. Nhưng, thiên nữ chạy trốn tốc độ cực nhanh, chân đạp băng hoàng, trong nháy mắt liền phi độn đi, không thấy bóng dáng. Nàng thân là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, đánh thì đánh bất quá Diệp Thần, nhưng chạy trốn nhưng là dễ như trở bàn tay. Chu Võ Hoàng sửng sốt một chút, hắn chưa kịp chạy trốn, bị Diệp Thần không gian phong tỏa vây khốn, trước mắt là một phiến thủy tinh tường vậy tinh bích. Diệp Thần, coi là ngươi lợi hại. Chu Võ Hoàng khẽ cắn răng, trong mắt lại mang vô hạn như đưa đám, biết mình không phải là Diệp Thần địch thủ, chàng này tranh phong thi đấu. Đã không khả năng sẽ cùng Diệp Thần tranh đoạt hạng nhất. Hắn mất hết ý chí dưới, lại e sợ cho gặp bất trắc, vội vàng nắm thiên tội cổ kiếm, một kiếm phá mở đôi rắn không gian tinh bích, đi bên ngoài nhanh chóng bỏ chạy. Diệp Thần nhìn Chu Võ Hoàng chạy trốn, cũng không có đuổi theo. Dẫu sao hắn cũng biết, lấy Chu Võ Hoàng thực lực, nếu như thiết tim tránh đánh chạy trốn, hắn là truy đuổi không giết được. Bất quá, Diệp Thần vậy không quan tâm. Chỉ cần có thể lên cấp 16 mạnh, tiến vào trận chung kết liền tốt. Ở trận chung kết trên lôi đài, bất kể là ai, cũng không có chạy trốn cơ hội. Thiên nữ và Chu Võ Hoàng, vội vã tới, vội vã chạy trốn, đặc biệt vội vàng. Bọn họ và Diệp Thần tới giữa, thậm chí không có bùng nổ hơn đại quy mô chiến đấu. Bởi vì, Diệp Thần thực lực cường hãn, hung mãnh vô địch, cơ hồ là điện quang hỏa thạch lúc đó, liền đem thiên nữ và Chu Võ Hoàng đánh bại. Đi theo thiên nữ và Chu Võ Hoàng tới rất nhiều thiên tài đệ tử, tất cả đều bối rối. Bọn họ ở bên ngoài là thiên tài, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, bất quá con kiến hôi tồn tại, hoàn toàn không pháp tướng kháng. Diệp Thần cười híp mắt đánh giá bọn họ, ánh mắt giống như là nhìn một đám dê con đợi làm thịt, làm được đám người run lẩy bẩy. Cầm trên mình bảo bối cơ duyên đều lưu lại, sau đó liền cút đi. Diệp Thần cười nói. Đám người nghe được Diệp Thần mà nói, nhưng lại như là lấy được đại xá, rối rít đem bảo bối cơ duyên lưu lại, rồi sau đó thiên ân vạn tạ, bóp vỡ đại lộ làm truyền tống rời đi. Diệp Thần thu hoạch đại lượng bảo bối cơ duyên, điểm tích lũy bão táp,
lập tức lại leo lên điểm tích lũy bảng đứng đầu bảng, đơn giản là ảo mộng. Thiên sát tinh Diệp Thu, tân tinh Nhã, san hô cùng vũ ba người, cũng xem được nán lại, nào nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại, dễ như trở bàn tay liền đánh tan thiên nữ và Chu Võ Hoàng, còn cắt lấy đại lượng cơ duyên. Tân tinh Nhã vui vẻ nói, Diệp đại ca, xem ra cái này giới thi đấu hạng nhất, khẳng định chính là ngươi, không người có thể cùng ngươi cướp. San hô cung vũ nói, chúc mừng thiên chủ, sắp phui đoạt quốc quân, chờ ngươi bắt được thiên đế thần nguyên sau đó, nhất định có thể dũng mãnh tinh tiến, bước lên thần xưng đế, hùng bá chư thiên. Diệp thần cười nói, trận chung kết cũng còn chưa bắt đầu, nói đoạt quốc vậy quá sớm chút. San hô cung vũ cười nói, không còn sớm, chúng ta đều có thể trước thời hạn mở tiệc ăn mừng, ha ha. Diệp thần cười không nói, trong lòng thật ra thì cũng giống như nhau ý tưởng. Hơi có chút nhiệt huyết hỗn loạn. Hạng nhất đang ở trước mắt, thiên nữ và Chu Võ Hoàng, đều bị hắn đánh tan, còn có ai là địch thủ của hắn? Ở người xem quảng trường bên kia, thiên khư thần điện, kiếm tử tiên trần, tử thần giáo đoàn, cổ tinh môn, hồng quân lão tổ vân. Vân trận doanh, đều là vô cùng khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp thần lại mạnh mẽ đến tình cảnh này, lật tay tới giữa, liền đem thiên nữ và Chu Võ Hoàng đánh tan. Như vậy trận thi đấu, làm sao còn kéo dài nữa? Xem ra luân hồi chi chủ, chính là lần này thi đấu hạng nhất. Tên này quả nhiên là vô địch à, còn không bước lên thần cứ như vậy lợi hại, cho hắn bước lên thần vậy còn có. Thật là hâm mộ à, hắn là có nhâm phi phàm thể bảo vệ, mới có lớn lên cơ hội, nếu không sớm bị những đại nhân vật kia giết chết. Bất quá hắn nếu là bước lên thần, cùng thần đạo cảnh sau đó, thiên đao thể ước giãn ra. Cái khác đối nghịch trận doanh người, có thể phái thiên nguyên cảnh cao thủ đi đánh chết hắn, ta xem hắn vậy không nhịn được bao lâu. Đúng vậy, nếu là có thiên nguyên cảnh cao thủ ra tay, luân hồi chi chủ nhất định phải chết. Thiên nguyên cảnh, dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, cũng chỉ có không tới hai thành người, có thể đạt tới cảnh giới này. Khán đài bên trong, rất nhiều lung tung kia tiếng nghị luận vang lên, đều đang nghị luận Diệp Thần. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Diệp Thần chính là cái này giới thi đấu hạng nhất, không người có tư cách cùng hắn tranh đoạt. Bất quá, cũng có người lo lắng, Diệp Thần mũi nhọn, duy trì không được bao lâu. Bởi vì, Diệp Thần tuy là hoành đẩy thần đạo cảnh vô địch, nhưng nếu là đụng phải thiên nguyên cảnh cường giả, vậy sợ rằng thì không phải là địch thủ. Thần đạo cảnh, chỉ là hạ vị thần cảnh giới. Mà thiên nguyên cảnh, đã là trung vị thần, này cùng cảnh giới, coi như là dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không. Cũng chỉ có không tới hai thành người có thể đạt tới. Một cái thiên nguyên cảnh cường giả, ở tất cả đại môn phái thế lực bên trong, hoặc là đệ tử chân truyền, hoặc là trung tầng người quản lý, là trung lưu chỉ trụ tồn tại. Thiên nguyên cảnh sức chiến đấu, vậy so với thần đạo cảnh mạnh mẽ được nhiều, có thể trực tiếp hấp thu giữa trời đất bổn nguyên nhất linh khí, nắm giữ bổn nguyên nhất quy luật, có thể nói là miệng chứa thiên hiến, nói sao làm vậy, đối nhân quả luật nắm trong tay. Vậy so với thần đạo cảnh mạnh mẽ rất nhiều. Vậy mà nói, thần đạo cảnh và thiên nguyên cảnh tới giữa, chênh lệch là có thể nói hồng câu vậy to lớn, vượt cấp chiến đấu là đặc biệt chật vật. Bởi vì, thiên nguyên cảnh đối nhân quả luật nắm trong tay, là hoàn toàn nghiền ép thần đạo cảnh. Đối mặt thần đạo cảnh hạ vị thần, thiên nguyên cảnh cường giả, cũng không cần trực tiếp ra tay, chỉ cần nói một câu, định nghĩa một cái nhân quả luật, liền có thể quyết định người sống chết. Cảnh giới chênh lệch đặc biệt khủng bố. Thiên khư thần điện trận doanh bên trong. Đại Chu gia tộc gia chủ, thiên khư thần điện sau lưng nắm giữ Chu Mục Thần, giờ phút này đúng như quả cầu ra xì hơi vậy, nản lòng tang ý tê liệt ngồi trên ghế ngồi, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới võ hoàng hài nhi, triệu hoán thiên tội cổ kiếm, cũng không địch lại luân hồi chi chủ. À, cái này giới thi đấu hạng nhất, xem ra là không hy vọng gì tranh đoạt. Dừng một chút. Chu Mục Thần trong mắt lại lướt qua một chút sát ý, trong bụng nghĩ ngợi. Bất quá, chờ vậy tiểu tử bước lên thần, ta có thể vận dụng thiên nguyên cảnh chiến lực đi đánh chết hắn, ngược lại cũng không cần xem hắn phách lối bao lâu. Băng phôi tử vực. Thời gian đi tới nửa đêm, Diệp Thần, thiên sát tinh Diệp Thu, san hô cung vũ, tân tinh Nhã bốn người, đang sát thần trên đảo, ở thiên đấu sát thần dưới pho tượng hạ trại nghỉ ngơi. Bởi vì Diệp Thần tuần phục băng phôi thú. Cho nên có thể ung dung mang đám người vượt biển mà qua. Thiên đấu sát thần pho tượng, bốn người đã cúng tế qua. Dưới bóng đêm pho tượng, lộ vẻ được 10 phần thê lương.
Thiên sát tinh Diệp Thu vẻ mặt có chút hoảng hốt, đột nhiên hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần huynh, có hứng thú thừa kế ta thiên sát tinh sao? Lúc này Diệp Thần, đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu suy diễn tu luyện rất nhiều thuật pháp, có phi hoa vũ kính thuật, mà ban thiên lão quyết, rắn thiên đế chăn nuôi pháp môn, cốt thiên đế phép luyện thể vân. Vân, những thứ này thuật pháp, đều là san hô cung vũ cung phụng cho hắn, đặc biệt minh mông, hắn cần thời gian tiêu hóa. Nghe được thiên sát tinh Diệp Thu nói sau đó, Diệp Thần mở mắt ra, sửng sốt một tí, nói, người nói gì sao? Thiên sát tinh Diệp Thu nói, có hứng thú thừa kế ta thiên sát tinh sao? Thật ra thì, ta vẫn luôn sống được rất thống khổ, viên này thiên sát tinh, đối ta lại nói, bất quá là một cái to lớn gánh nặng. Hơn nữa, ngôi sao này, còn bị hắc ám hồn tộc nguyền rủa ô nhiễm, mang cho ta cực lớn đau khổ. Diệp Thần, ta hy vọng ngươi có thể thừa kế, lấy ngươi luân hồi huyết mạch năng lượng, tất có thể rửa sạch hắc ám hồn tộc nguyền rủa. Trong lúc nói chuyện, thiên sát tinh Diệp Thu ở tim mình chỗ sờ một cái, tay lộn một cái, lòng bàn tay liền hiện ra một ngôi sao. Cái ngôi sao kia, thấm ra vô biên vô tận khí tức giết hại, tựa hồ dính liền thế gian nhất mãnh liệt máu tươi, trên ngôi sao lại có vô số thi thể, xương trắng, quả đen, dã thú, yêu ma vân. Vân quỷ dị tàn khốc khí tượng lưu truyền, đặc biệt khủng bố. Nhưng ở ngôi sao bề ngoài, lại có từng tầng một bóng tối nguyền rủa phù văn. Những thứ này nguyền rủa phù văn, cầm giữ lực lượng của tinh thần, để cho ngôi sao này hơi thở, không cách nào hoàn toàn thả ra ngoài. Diệp Thần thấy ngôi sao này, nhất thời lấy làm kinh hãi, nói, đây chính là trong truyền thuyết thiên sát tinh sao. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, viên này thiên sát tinh nội tình đáng sợ, giống như có thể phai mở thiên đế, uy năng vô lượng. Suy nghĩ một chút cũng phải, thủy mẫu đế cơ vì bồi dưỡng thiên sát tinh. Hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết tài nguyên, thiên sát tinh năng lượng nội tình, dĩ nhiên là kinh khủng. Bất quá, bởi vì có hắc ám hồn tộc nguyền rủa hạn chế, cho nên thiên sát tinh uy lực, không cách nào hoàn toàn phát huy được. Ngôi sao này, nếu là uy lực trình độ cao nhất bùng nổ, ngày trước đế cao thủ cũng chưa chắc chống đỡ được. Thiên sát tinh Diệp Thu nói, ừ, Diệp thần huynh, đây chính là thiên sát tinh, ta muốn giao cho ngươi giữ. Diệp thần trong lòng động một cái. Nhưng thấy thiên sát tinh Diệp Thu trong mắt ẩn hàm bi thương vẻ, lắc lắc đầu nói. Không, ngôi sao này, ta không thể nhận. Ngươi nếu là mất đi thiên sát tinh, sợ rằng ngay cả tính mệnh cũng không gánh nổi chứ. Thiên sát tinh Diệp Thu bị Diệp Thần điểm phá, nhất thời lộ ra một cái cười khổ, nói, mạng ta không trọng yếu, cái chết đối với ta lại nói, có lẽ còn là một giải thoát. Diệp Thần vẫn lắc đầu, nói, không được, cái này thiên sát tinh, nhân quả quá lớn. Trước không nói ngươi tánh mạng, ta nếu là nhận, mẹ ngươi sợ rằng sẽ tìm ta phiền toái. Viên này thiên sát tinh, ký thác thủy mẫu đế cơ vô số tâm huyết, nhân quả trọng đại, Diệp thần là không dám tùy tiện dính. Thiên sát tinh Diệp Thu nói, không có chuyện gì, mẫu thân ta đã sớm đối với ta vô cùng chán ghét chê, bởi vì thiên sát tinh sớm bị nguyền rủa, đã mất đi giá trị. Ta nghĩ, Diệp thần huynh, dòng chỉ có cầm ngôi sao này, giao đến trong tay ngươi. Mới có thể lần nữa tỏa sáng vinh quang. Diệp thần như cũ lắc đầu, không nói gì thêm, thái độ rất kiên quyết. Nhưng, hắn luân hồi mộ địa bên trong, nhưng truyền ra từng cơn chấn động, thiên đấu sát thần mộ bia, chữ phía trên thể đang lóe lên. Tựa hồ thiên đấu sát thần, đối viên kia thiên sát tinh, cũng là tràn đầy khát vọng. Diệp thần cảm nhận được liền mộ bia chấn động, hơi có chút giật mình. Đao phong nữ hoàng ngay tại thiên đấu sát thần trước mộ bia. Hướng Diệp thần nói, mộ chủ, người cầm vậy thiên sát tinh thu cất đi, đó là cần phải thiên đấu sát thần mà sinh tinh thần, nếu như luyện hóa, có thể giúp thiên đấu sát thần lực lượng khôi phục. Diệp thần nói, ta không thể nhận, thu sẽ chết người. Đao phong nữ hoàng nói, vậy cái gì Diệp thu sao? Hắn chết thì chết, dù sao hắn không phải một cái đổ đựng sao? Nghe vậy, Diệp thần cũng là nở nụ cười khổ, xem ra đao phong nữ hoàng và thiên đấu sát thần. Là hoàn toàn không quan tâm người ngoài sống chết. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, bởi vì hỗn độn thời đại các cổ thần, đều là tàn nhẫn như vậy lãnh khốc, ở áp lực sinh tồn hạ, ở mạnh ăn hiếp yếu quy luật hạ, bọn họ chỉ sẽ từ mình lợi ích xuất phát. Không được, ta không thể nhận. Diệp thần rất kiên quyết tỏ rõ mình thái độ, tuyệt sẽ không làm có làm trái bản tâm sự việc. Đao phong nữ hoàng đại khái minh bạch Diệp thần tâm tư, nói, được rồi.
ta biết, mộ chủ, ngươi luân hồi đạo tâm, và cửu thương cổ hoàng như nhau, đều là chú trọng trật tự, danh nghĩa, công đạo, các ngươi đạo tâm là chân chánh vương đạo, và chúng ta sát đạo, bá đạo là bất đồng. Diệp thần nói, đúng vậy. Đao phong nữ hoàng chân mày hơi cau lại, nói, bất quá, ta tại sao dường như ngửi được một chút mùi nguy hiểm. Diệp thần nói, nguy hiểm gì? Đao phong nữ hoàng nói, quyết tái nguy hiểm, mộ chủ, ngươi nhìn qua tựa hồ có thể đoạt cúp, nhưng ta mơ hồ bắt được thiên cơ, luôn cảm giác còn sẽ có to lớn biến số, ngươi sẽ không như thế dễ dàng liền lấy đến hạng nhất. Hoặc là, ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một tí, nhận lấy thiên sát tinh, đây chính là bảo bối hiếm có thể giúp ngươi ứng đối bất ngờ kiếp số. Diệp thần cau mày nói, sẽ có gì ngoài ý muốn kiếp số? Hiện tại nhìn cục thế, đơn giản là một phiến thật tốt, nhưng vậy chỉ là nhìn như. Bất kỳ nguy cơ đều có thể núp ở vô tận hắc ám bên trong. Diệp thần là tất cả người dự thi bên trong, nhất vô địch tồn tại, thiên nữ và Chu Võ Hoàng, ở thủ hạ hắn cũng không nhịn được mấy chiêu, hắn chỉ cần có thể vào trận chung kết, nhất định là có thể đoạt cúp, không người có thể đánh thắng được hắn. Coi như Hoa Tổ là chủ trọng tài, muốn đối Diệp thần bất lợi, nhưng ở tuyệt đối thực lực nghiền ép hạ. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng mất đi ý nghĩa. Diệp thần thật sự là không tưởng tượng nổi, còn sẽ có biến số gì xuất hiện. Đao phong nữ hoàng ngưng trọng nói, tóm lại, sự việc không thể nào như thế thuận lợi. Mộ chủ, thừa dịp khoảng cách trận chung kết, còn có chút thời gian, ngươi liền cùng ta tu luyện tuần thú chữ bát quyết. Cái này tuần thú chữ bát quyết, trời, uy, diệt, bạn bè, thực, nuôi, cho đòi, dốc vào ta trọn đời tâm huyết. Mỗi một chữ đều là bác đại tinh thâm, huyền nhỏ tuyệt áo. Người cũng là dã thú một loại, ta cái này tuần thú chữ bát quyết, cũng có thể cầm đi đối phó người. Người chỉ cần có thể nắm giữ, coi như đụng phải có gì ngoài ý muốn, vậy có thể đối phó. Diệp thần tinh thần chấn động, nói, tiền bối, vậy thì làm phiền ngươi truyền công. Thời gian kế tiếp, Diệp thần liền cùng Đao Phong nữ hoàng, tu luyện tuần thú chữ bát quyết. Băng phôi tử vực mạo hiểm thi đấu, là muốn kéo dài 10 ngày, bất quá Diệp thần điểm tích lũy, đã là đệ nhất, không cần lại đi ra tìm cơ duyên. Hắn trong thời gian kế tiếp, liền toàn tâm toàn ý, hiểu tuần thú chữ bát quyết. Không thể không nói, cái này tuần thú chữ bát quyết, đích xác là bác đại tinh thâm, coi như là lấy Diệp thần thiên phú, cũng cần suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc, vòng thứ 3 thi đấu thời gian kết thúc. Diệp thần cũng là bước đầu nắm giữ tuần thú chữ bát quyết diệu pháp. Hắn điểm tích lũy, vẫn là xếp hạng đứng đầu bảng. Vòng thứ 3 tranh tài kết thúc, sử trưởng lão hạ xuống, đem đám người mang ra ngoài. Có thể đi tham gia quyết tái, chỉ có điểm tích lũy trước nhất 16 người. Còn có rất nhiều người dự thi, không có thể lên cấp 16 mạnh, nhưng bọn họ cũng không có nhiều ít như đưa đám. Bởi vì, đại lộ tranh phong. Cạnh tranh bản thân liền đặc biệt tàn khốc, không phải cao cấp thiên tài, căn bản chống đỡ không tới trận chung kết. Giống vậy người dự thi, có thể chống được vòng thứ 3, đã thu hoạch được rất nhiều cơ duyên, không uổng công chuyến này. Các ngươi ở vẫn tinh thế giới lấy được cơ duyên, trừ thương thiên thư ra, ngoài ra đều là có thể mang đi ra ngoài, các ngươi cầm thương thiên thư giao cho ta đi. Sử trưởng lão hướng mọi người nói. Đám người rối rít đem thu thập được thương thiên thư tàn trang, giao cho sử trưởng lão. Diệp thần cũng đem mình có nộp lên. Sử trưởng lão thu thập lại, đem thương thiên thư tàn trang và tổng cương, hợp đặt thành sách, một bộ hoàn chỉnh thương thiên thư, ngay tại trong tay hắn ra đời. Thương thiên thư, người này hoàng thần điển, thật đúng là khoáng đạt huyền ảo à. Sử trưởng lão hơi có vẻ tang thương than thở, gầy đét vặn vẹo bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thương thiên thư. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp sử trưởng lão hình mạo, dần dần rút đi xấu xí và dữ tợn, cả thân dơ bẩn mù tản đi, hình mạo đổi được hiền hòa hòa ái đứng lên, sắc mặt đỏ thắm, tinh khí thần 10 phần. Một màn này thay đổi, để cho được Diệp thần cùng người dự thi, đều là vô cùng chấn động, rối rít hô kêu. Diệp thần trong đầu nghĩ, cái này thương thiên thư quả nhiên lợi hại, lại có thể liền sử thần sát khí cũng có thể xua tan. Vốn là... Sử trưởng lão trước kia bị qua sử thần đánh vào, hình mạo đổi được vô cùng kinh tởm. Nhưng hiện tại, hắn bắt được thương thiên thư, mượn thương thiên thư khoáng đạt nhân hoàng chánh khí, liền xua tan tất cả kinh tởm, lần nữa tại thân thể thành lập vững chắc quy luật trật tự, người cũng thay đổi phải cùng ái tinh thần. Có thể tưởng tượng,
nếu như có thể chấp trưởng Thương Thiên Thư mà nói, liền ngang hàng là chấp trưởng thế gian lúc ban đầu nhân hoàng trật tự, chư tà không vào, vạn ác bất xâm, đơn giản là vô địch. Sửu trưởng lão Hình Mạo sau khi khôi phục, mười phần vui sướng cười một tiếng, hướng mọi người nói, cùng ta đi thôi. Hắn mang đám người, truyền tống trở lại người xem quảng trường bên kia. Hoành sân rộng trên, chư thiên các phái trận doanh các nhân vật, cũng đang ngẩng đầu ngóng trông, thấy rất nhiều người dự thi trở về, toàn trường liền bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng ủng hộ. Rất nhiều người dự thi bên trong, không có lên cấp 16 mạnh, rối rít trở lại riêng mình trận doanh bên trong, mà thành công lên cấp những người dự thi, thì trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tiếp nhận các khán giả ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Diệp Thần, Tân Tinh Nhã, San Hô Cung Vũ, Thiên Sát Tinh Diệp Thu, Chu Võ Hoàng, Đảm Nhiệm Thiên Nữ, Độc Cô Già La, Hàn Diễm, cũng thuận lợi đi tới trận chung kết. Trong đó, nổi bật nhất người, không thể nghi ngờ là Diệp Thần. Toàn trường xem ánh mắt của mọi người, cũng hội tụ ở Diệp Thần trên mình. Luân hồi trận doanh bên trong, Nhâm Phi Phàm, Phật Tổ, Thần Độ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dính, Võ Giao các người, thấy Diệp Thần thuận lợi lên cấp trận chung kết, dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ. Nhưng Phật Tổ và Nhâm Phi Phàm, mừng rỡ hơn, giữa trán lại hơi có vẻ lo lắng âm thầm. Phật Tổ nói, Nhâm huynh, người cảm thấy luân hồi chi chủ có thể đoạt cúp sao? Nhâm Phi Phàm nói, y theo cục thế trước mắt tới xem, vậy nhất định là có thể đoạt cúp, đừng nói lôi đài trận chung kết là đơn đả độc đấu, chính là những người khác chen nhau lên, cũng chưa chắc là Diệp Thần địch thủ, thằng nhóc này tiến bộ có thể quá nhanh. Phật Tổ nhưng trầm giọng nói, chỉ sợ sẽ có phát sinh ngoài ý muốn, ta luôn cảm giác sẽ không như vậy thuận lợi. Nhâm Phi Phàm nói, đích xác, Hoa Tổ là chủ trọng tài, lại làm sao có thể như thế dễ dàng, liền để cho chúng ta luân hồi trận doanh đoạt cúp. Thiên Khư Thần Điện trận doanh, Cổ Tinh Môn trận doanh, Tử Thần Giáo Đoàn trận doanh, Ngoại Thần Hồng Quân trận doanh vân. Vân, hôm nay đều là một phiến căm hận cùng như đưa đám, nhưng cũng cho rằng Diệp Thần tất thắng không thể nghi ngờ, bọn họ đã mất đi tranh đoạt vô địch cơ hội. Chỉ gặp Đạo Tông trận doanh bên trong, Thẩm Phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt đứng lên, cao giọng hướng Diệp Thần đám người nói. Chúc mừng các ngươi, thành công lên cấp đến trận chung kết. Phía dưới, liền do chủ trọng tài Hoa Tổ Thiên Tôn, tới nói một chút quyết tái quy củ. Ánh mắt nhìn về Hoa Tổ. Hoàng Lão, Kiếm Tử Tiên Trần đám người ánh mắt, vậy nhìn về phía Hoa Tổ, diễn cảm khác nhau. Hoàng Lão là vui duyệt khinh thường hình dáng, trong đầu nghĩ, Mạc Uyên Mạn Đà, người cái này lão quỷ, ta xem ngươi còn như thế nào ngăn trở Diệp Thần đoạt cúp. Kiếm Tử Tiên Trần chính là không cam lòng cùng không biết làm sao, lại mang điểm may mắn, nghĩ ngợi, hôm nay muốn ngăn cản luân hồi chi chủ đoạt cúp, để cho thiên đế thần nguyên rơi vào nhà ta thiên nữ trong tay, chỉ có xem Hoa Tổ còn có thủ đoạn gì nữa. Hoa Tổ đứng dậy, ánh mắt nhìn về 16 không vị trận chung kết tuyển thủ, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi lên cấp trận chung kết. Ở phía trước ba đợt thi đấu bên trong, chắc hẳn các ngươi cũng thu hoạch được rất nhiều cơ duyên. Nhưng các ngươi có thể sẽ có chút kỳ quái, tại sao thu lấy như thế nhiều cơ duyên, tự thân tu vi lại không có đột phá. Đây là bởi vì, chúng ta Đạo Tông, ở nơi này phiến vẫn tinh thế giới, bày ra đặc thù nhân quả luật hạn chế, đang so thi đấu trong quá trình, vậy không cho phép người dự thi lại đột phá. Thứ nhất, là vì bảo đảm tranh tài công bằng ổn định, phòng ngừa có người trước đột phá đến thiên nguyên cảnh. Lập tức liền càn quét toàn trường vô địch, dẫu sao thiên nguyên cảnh chiến lực, xa xa nghiền ép thần đạo cảnh, các ngươi vậy là biết. Thứ hai, là vì duy trì cái này phiến vẫn tinh thế giới quy luật trật tự, phòng ngừa kịch liệt linh khí thay đổi, nhiễu loạn thế giới này. Các ngươi đều biết, đây là một cái đặc biệt cổ xưa thế giới, cổ xưa đến không không lúc nào không còn không ra đời trước, cái thế giới này cũng đã tồn tại. Bất quá, hôm nay đã đi tới quyết tái thời điểm, cái này rất nhiều hạn chế. Cũng không cần phải lại giữ nguyên. Ta tuyên bố, lập tức giải trừ tất cả nhân quả luật hạn chế, tất cả người dự thi, các ngươi lắng đọng xuống cơ duyên tạo hóa, đều có thể lập tức thay đổi là tự thân tu vi, trực tiếp đột phá cảnh giới. Tiếng nói rơi xuống, Hoa Tổ giang hai cánh tay, hào hùng kim quang từ hắn trong tròng mắt bắn ra, thiên đế uy nghiêm xuyên qua hư không. Trong hư không, rắc rắc sát vang dội, phảng phất có vô số cái cùm nặng khóa, bị hung hăng đánh vỡ. Bao phủ ở vẫn tinh thế giới rất nhiều nhân quả luật hạn chế, vào giờ khắc này hoàn toàn giải trừ.
Theo hạn chế giải trừ, Diệp Thần cảm giác được, trước đây hắn thu hoạch rất nhiều cơ duyên, năng lượng điên cuồng bộc phát ra, cuồng bạo linh khí tràn ngập toàn thân, hắn cảnh giới vách ngăn bị mãnh liệt đánh vào, xuất hiện giãn ra, thần đạo cảnh cửa đang ở trước mắt. Giờ khắc này, Diệp Thần sắp bước lên thần. Ùm ùm. Trên trời mơ hồ truyền tới thanh âm của Lôi Minh, thuộc về Diệp Thần bước lên thần thiên kiếp, cũng nhanh muốn hạ xuống. Sắp độ kiếp đột phá, Diệp Thần nhưng không có vui sướng chút nào, ngược lại nội tâm một phiến chấn động cùng hỗn loạn. Bởi vì, hắn cơ duyên năng lượng bùng nổ, đột phá tu vi, những người khác khẳng định cũng có thể đột phá. Hơn nữa, người khác từ thần đạo cảnh đến thiên nguyên cảnh, cũng không cần độ kiếp. Bước lên thần sau đó, chính là một phiến đường bằng phẳng, đột phá cảnh giới không cần lại độ kiếp, chỉ cần cơ duyên năng lượng tích lũy đủ, liền có thể tiến bộ đột phá. Chỉ có đến cuối cùng, hướng cực hạn thiên đế cảnh phát động công kích, mới cần độ kiếp. Quả nhiên, như Diệp Thần sở liệu, chung quanh hắn mọi người, Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ, Hàn Diễm, Tân Tinh Nhã Vân. Vân, bọn họ ở đạo tông hạn chế giải trừ sau đó, tự thân hơi thở bão táp, tu vi nhanh mạnh tăng lên, cả người đều có vô cùng kim quang, ngút trời thụy khí, cuồn cuộn hà thải thần hy tách thả ra ra. Bọn họ tu vi, đều phải từ thần đạo cảnh, hướng thiên nguyên cảnh bão táp bước vào. Thấy một màn này, Diệp Thần hoàn toàn chấn động. Hắn sắp bước lên thần, những người khác sắp bước vào thiên nguyên cảnh, cái này nhìn, hắn và người khác cảnh giới chênh lệch, tựa hồ cũng là và trước kia như vậy, kém một cảnh giới. Nhưng trong thực tế, cái này là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì thiên nguyên cảnh sức chiến đấu, có thể hoàn toàn nghiền ép thần đạo cảnh. Một khi Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ thành công lên cấp thiên nguyên cảnh mà nói, vậy Diệp Thần còn muốn vượt cấp khiêu chiến, thì trở nên được vô cùng khó khăn. Hơn nữa, đáng sợ hơn phải, Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ, ở linh khí đủ sau đó, có thể nước chảy thành sông đột phá cảnh giới. Nhưng Diệp Thần, hắn muốn đột phá, thì phải độ kiếp. Trời mới biết bước lên thần kiếp nạn, sẽ có đáng sợ dường nào, Diệp Thần có thể hoàn toàn không có chuẩn bị. Hoa Tổ cười híp mắt nói, xem ra, các người phần lớn người, cũng mau tấn thăng thiên nguyên cảnh, trận chung kết chắc hẳn vậy sẽ thành được xuất sắc rất nhiều. Ha ha, ta tuyên bố, trận chung kết đem vào ngày mai cử hành, mời các vị người dự thi, ngày hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, quen thuộc mới cảnh giới lực lượng, là ngày mai trận chung kết làm chuẩn bị. Dừng một chút, Hoa Tổ ánh mắt, rơi vào Diệp Thần trên mình, nói, ồ, luân hồi chi chủ, người nhìn như, sắc mặt tại sao dường như có chút đúng không? À, đúng rồi, người vậy sắp đột phá, chúc mừng người sắp bước lên thần. Người bước lên thần thiên kiếp sắp hạ xuống, có cần hay không ta cho người an bài một cái địa phương an tĩnh độ kiếp? Bất quá, ngày hôm nay người phải độ kiếp thành công, bởi vì ngày mai trận chung kết liền muốn bắt đầu, thời gian không đợi người à. Nghe Hoa Tổ mang diễu cợt ngữ khí lời nói, Diệp Thần mặt đều tối. Hoa Tổ đây là đang nhằm vào hắn, đột nhiên giải trừ nơi có hạn chế, để cho những người khác một bước lên trời, mà Diệp Thần nhưng phải đối mặt độ kiếp nguy hiểm. Ngày mai sẽ là trận chung kết, ngắn ngủi một ngày thời gian, Diệp Thần không có chút nào dưới sự chuẩn bị, lại làm sao có thể độ kiếp thành công. Toàn trường người xem thấy một màn này, đều là rối loạn rối loạn. Bọn họ vốn đang cho rằng, Diệp Thần khẳng định có thể đoạt cúp, nhưng nào nghĩ tới, Hoa Tổ được rồi nước cờ này, lại có thể cầm đạo tông tất cả nhân quả luật hạn chế, toàn bộ giải trừ hết. Như thế tới một cái, Thiên Nữ và Chu Võ Hoàng tu vi, đột nhiên tăng mạnh, sắp thăng cấp đến thiên nguyên cảnh, có thể nói là nghịch thiên vậy đột phá, cũng là nước chảy thành sông. Nhưng Diệp Thần, nhưng phải đối mặt độ kiếp khó khăn. Hơn nữa coi như độ kiếp thành công, hắn bước vào thần đạo cảnh nhất tầng thiên, muốn khiêu chiến thiên nguyên cảnh tồn tại, đó cũng là vô cùng khó khăn. Có thể nói, Hoa Tổ một bước cờ, thiếu chút nữa cầm Diệp Thần cho đè chết. Thiên Khư Thần Điện, Tử Thần Giáo Đoàn, Cổ Tinh Môn các người đám người, thấy thế cục nghịch chuyển, đều là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Giống như trong bóng tối một đạo rực rỡ, không đúng, là trong bóng tối một vòng xích nhật. Chu Võ Hoàng vui vẻ cười to, hướng về phía Diệp Thần nói. Thằng nhóc, người chết chắc, ha ha ha, chờ ta lên cấp thiên nguyên cảnh, ta xem ngươi làm sao còn cùng ta đánh. Hắn trước đây ở băng phôi tử vực thời điểm, đối mặt Diệp Thần liền như một cái chó chết chủ, sợ hãi không dứt, nhưng lúc này sắp tấn thăng thiên nguyên cảnh, hắn liền đảo qua khói mù, đổi được phách lối cuồng ngạo đứng lên.
Thiên nữ diễn cảm phức tạp, mím môi một cái, hơi có chút đáng thương nhìn Diệp Thần một mắt, lại hướng Chu Võ Hoàng nói, Chu Võ Hoàng, xem ra cái này hạng nhất, cuối cùng là hai người chúng ta tranh đoạt. Chu Võ Hoàng cười nói, tự nhiên, Luân Hồi Chi Chủ là đánh không quá chúng ta, ha ha ha, hắn nếu là cưỡng ép xuất chiến, vậy chỉ có một con đường chết. Diệp Thần sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới thế cục lập tức sẽ lộn. Cái này một tí, hắn nhưng mà rơi vào tuyệt cảnh. Đạo Tông trận doanh bên trong, Thẩm Phán Chi Chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, trong mắt nhưng là hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Hoa Tổ, nói, Hoa Tổ, ngươi cầm tất cả nhân quả luật hạn chế, toàn bộ giải trừ, chuyện này, hỏi qua đại chủ tể liền sao? Dĩ vãng Đạo Tông thi đấu, nhân quả luật hạn chế sẽ kéo dài đến tranh tài kết thúc, nhưng Hoa Tổ nhưng cầm nơi có hạn chế giải trừ hết, có thể nói là lần đầu tiên một lần đầu. Hoa Tổ cười khan một tí, nói Thẩm Phán Chi Chủ đại nhân, ngươi nói không muốn nhìn thấy Luân Hồi Chi Chủ tùy tiện đoạt quốc, sợ quá mức không thú vị, cho nên lão phu cả gan, đem nơi có hạn chế giải trừ hết, để cho tất cả mọi người đều có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu là đại chủ tể quái lạ nói, lão phu một mình gánh chịu chính là. Thiên Pháp Lộ Nguyệt hé miệng cười một tiếng, nói, được rồi, giải trừ liền giải trừ đi, tranh phong kịch liệt một ít, đại chủ tể chắc hẳn cũng vui vẻ thấy. Diệp Thần gặp Thiên Pháp Lộ Nguyệt vậy không phản đối, trong lòng nhất thời vô cùng ngưng trọng. Nếu là thiên nữ, Chu Võ Hoàng các người, toàn bộ tấn thăng đến thiên nguyên cảnh, vậy hắn muốn đoạt quốc, đơn giản là khó hơn lên trời. Ung ung, bầu trời tiếng sấm, bộc phát mãnh liệt, thuộc về Diệp Thần thiên kiếp, sắp hạ xuống. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ngẩng đầu thấy bầu trời khí tượng, hướng Diệp Thần nói, Luân Hồi Chi Chủ, người tốt nhất đi nơi khác độ kiếp, không muốn phá hoại quyết tái sân. Diệp Thần cười khổ nói, ừ. Mắt hôm nay cướp buông xuống, Diệp Thần tận lực áp chế mình hơi thở, trì hoãn thiên kiếp phủ xuống thời gian, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kéo dài 1-2 tiếng. Trước 3 đợt thi đấu, hắn thu hoạch quá nhiều cơ duyên, hơi thở đã sớm tích lũy viên mãn, không thể nào đè thêm chế. Diệp Thần trở lại Luân Hồi trận doanh, dự định cùng đám người thương lượng một tí biện pháp giải quyết. Thấy hắn trở về, Nhâm Phi Phàm, Phật Tổ, Lá Tà Thần, Thần Độ Uyển Nhi, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Võ Giao các người, cũng vạn phần lo lắng vây lại. Phật Tổ trầm giọng nói, Luân Hồi Chi Chủ, đây có thể thật to không ổn, Hoa Tổ ở ghim ngươi, muốn ngươi lúc này độ kiếp bước lên thần, lại làm sao có thể làm được. Thần Độ Uyển Nhi cũng là lo âu nói, đúng vậy, Diệp Thần, ngươi tu vi nội tình như vậy hùng hồn, ngươi bước lên thần thiên kiếp, nhất định là vô cùng khủng bố, ngày mai sẽ là trận chung kết. Chỉ còn lại một ngày thời gian, lại làm sao có thể độ kiếp thành công. Kỳ Tư Thanh mặt đẹp âm hàn, nói cái này Hoa Tổ thật đáng chết, chờ ta bắt được túc mệnh chi hoàn, ta nhất định phải xẻ thịt vận mạng hắn, ta muốn hắn chết. Ngụy Dĩnh nói, Diệp Thần, một ngày thời gian, người có nắm chắc thành công độ kiếp sao? Diệp Thần lắc đầu nói, không có. Bước lên thần thiên kiếp, nhất định là vô cùng khủng bố. Thật ra thì từ phi thăng không không lúc nào không vậy ngày bắt đầu, Diệp Thần thì có độ kiếp chuẩn bị tâm tư, nhưng để cho hắn trong vòng một ngày độ kiếp, đó là tuyệt đối không thể nào. Bước lên thần thiên kiếp, so với hắn trước kia trải qua thiên kiếp, không biết muốn khủng bố nhiều ít, nơi nào có thể một ngày liền vượt qua. Nhâm Phi Phàm nói, Diệp Thần, người muốn ở trong vòng một ngày, thành công độ kiếp, dùng vậy thủ đoạn là không được, người cùng ta tới, ta có cái mạo hiểm phương pháp. Đứng dậy đi ra ngoài bay đi. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm có biện pháp, không khỏi được ánh mắt liền sáng, liền gật đầu một cái, lập tức đi theo Nhâm Phi Phàm rời đi quảng trường, đi bên ngoài bay đi. Trên quảng trường, chư thiên các phái người, thấy Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần rời đi, đều là xì xào bàn tán, một hồi xôn xao. Chu Võ Hoàng khinh thường cười một tiếng, hướng thiên nữ nói, thiên nữ, Diệp Thần phải đi độ kiếp, người có sợ hay không? Thiên nữ khẽ gật đầu một cái, nói, không sợ, chỉ cần chúng ta bước vào thiên nguyên cảnh, hắn coi như bước lên thần, vậy lật không dậy nổi cái gì sóng. Chu Võ Hoàng vui vẻ cười to, nói, đúng là như vậy, hạng nhất là thuộc về chúng ta. Thiên nguyên cảnh và thần đạo cảnh chênh lệch, so với thần đạo cảnh cùng vô lượng cảnh tới giữa, kém được quá lớn, giống như hồng câu rãnh trời, trời đất khác nhau một trời một vực. Thần đạo cảnh hạ vị thần, đối nhân quả luật nắm trong tay. Tương đối còn yếu kém. Nhưng đến thiên nguyên cảnh, nhân quả, vận mệnh, quy luật, thiên địa, hắc ám, trật tự,
khắp mọi mặt nắm trong tay thủ đoạn, đều có chất đột phá, miệng chứa thiên hiến, nói sao làm vậy, đối hạ vị người cũng không cần động thủ, câu nói đầu tiên có thể định đời người chết. Ở nơi này vậy khẩn trương thế cục dưới, Diệp Thần đi theo Nhâm Phi Phàm, đi tới Vẫn Tinh thế giới một nơi hoang dã, nơi này rất hẻo lánh, một phiến hoang vu, chỉ có cỏ dại cùng cây cối. Diệp Thần đi tới nơi này, trên trời tiếng sấm chấn động, hắn thiên kiếp vậy đang nổi lên, rất nhanh đánh đến nơi. Mãnh liệt thiên kiếp khí tượng, sấm sét chập chờn, để cho Diệp Thần tâm thần ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên trời nổi lên mây kiếp, năng lượng có kinh khủng dường nào bằng bạc, muốn độ kiếp nói, hắn phải toàn lực ứng phó, còn phải cho hắn đầy đủ thời gian, mới có thể thành công. Chỉ có một ngày mà nói, Diệp Thần tự hỏi không có nắm chắc. Nhâm tiền bối, người có biện pháp gì, có thể giúp ta độ kiếp? Diệp Thần nóng nảy hỏi. Nhâm Phi Phàm vẻ mặt ngưng túc, nói ta phương pháp, đặc biệt mạo hiểm. Hắn trong ánh mắt mang sâu đậm do dự cùng kiêng kỵ, lại giơ tay lên che đậy thiên cơ, thật giống như rất sợ sẽ bị người phát hiện. Diệp Thần nói, mạo hiểm liền mạo hiểm, rốt cuộc là biện pháp gì? Nhâm Phi Phàm im lặng, bàn tay đưa ra, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một viên thiên tinh. Viên này thiên tinh, hoàn toàn là dùng cho tàn cấu tạo mà thành, tản mát ra hắc ám, quỷ bí, khí thức cổ xưa. Diệp Thần nhìn viên này cho tàn thiên tinh, nội tâm khó hiểu xúc động lực, cảm nhận được mãnh liệt thiên cơ, tựa hồ nghe được một hồi khấp huyết bi hống. Đây là, luân hồi đi đời sách kiếp bụi. Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra, viên này cho tàn thiên tinh, chính là luân hồi đi đời sách kiếp bụi. Năm đó Mộ Cung vậy một đời luân hồi chi chủ, huyễn muốn tạo luân hồi thư, mặc dù thất bại, nhưng có chút kiếp bụi lưu lại. Luân hồi thư kiếp bụi, vậy có sửa đổi đi qua hiệu quả. Nhâm Phi Phàm chính là dựa vào luân hồi thư kiếp bụi, sửa đổi đi qua, một bước lên trời thành thiên đế. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, đây chính là luân hồi thư kiếp bụi. Luân hồi thư năm đó chế tạo thất bại, nhưng có kiếp bụi lưu lại. Những cái kia kiếp bụi, cộng hóa thành 6 viên cho tàn thiên tinh. Ta lấy được 3 viên, còn dư lại 3 viên, không biết ở địa phương nào. Ta hiện tại định cho ngươi 1 viên, đây vốn là hẳn là thuộc về ngươi đồ, kém không nhiều vậy giờ đến phiên ngươi chấp trưởng. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, ngươi phải đem luân hồi thư kiếp bụi cho ta. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, trước cho ngươi 1 viên. Cái này luân hồi thư kiếp bụi, năng lượng là đặc biệt kinh khủng, hơn nữa còn là ảo tưởng vẫn diệt rớt xuống cho tàn. Bản thân liền mang theo sát khí ngập trời, lấy ngươi hôm nay thực lực, nắm trong tay 1 viên cũng đã là cực hạn. Ngươi cầm trước, cầm trong tay cho tàn thiên tinh, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần khó hiểu có chút sợ hãi, thận trọng nhận lấy. Nhâm Phi Phàm nói, như thế nào, biết làm sao sử dụng sao? Diệp Thần tay bưng cho tàn thiên tinh, đầu ông tác hưởng, nổi lên rất nhiều diệu pháp, đều là luân hồi thư sử dụng phương pháp. Cái này luân hồi thư là Mộ Cung vậy một đời luân hồi chi chủ, tạo ra đồ, cho nên Diệp Thần hiện tại bắt vào tay, lập tức liền thông suốt kiếp trước, biết được cách dùng. Ừ, ta biết. Nhưng, cái này luân hồi thư, sử dụng giá phải trả, tựa hồ đặc biệt to lớn. Diệp Thần thanh âm có chút run rẩy, coi như là hoàn chỉnh luân hồi thư, sử dụng giá phải trả cũng là to lớn, dẫu sao là có thể sửa đổi đi qua thủ đoạn nghịch thiên. Mà hiện tại, hắn vật trong tay cũng không phải là hoàn chỉnh luân hồi thư, chỉ là một viên kiếp bụi thôi. Dựa vào luân hồi thư kiếp bụi, sửa đổi đi qua, vậy giá phải trả càng lớn hơn. Nghiêm trọng một chút nói, rất có thể sẽ chết. Nghiêm trọng đi nửa điểm, chính là so tử vong còn đáng sợ hơn, phải vĩnh viễn rơi vào khắng khít luân hồi bên trong, không được siêu thoát, ngày đêm đau khổ chịu khổ. Nhâm Phi Phàm nói, sử dụng luân hồi thư, giá phải trả dĩ nhiên to lớn. Ta ban đầu sửa đổi đi qua, một bước lên trời xưng đế, tác dụng phụ đến ngày hôm nay còn không tiêu trừ, ngươi nhìn ta một chút cổ tay. Vừa nói, Nhâm Phi Phàm săn tay áo lên, liền thấy trên cổ tay hắn, có một cái nho nhỏ huyết tuyến, một đường hướng cánh tay kéo dài đi. Đây là... Diệp Thần kinh nghi bất giá định. Nhâm Phi Phàm cười khổ nói, đây chính là ta sửa đổi đi qua, một bước xưng đế giá phải trả, cùng điều này huyết tuyến, kéo dài đến tim ta. Ta liền biết chết. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, nhất thời ngây dại. Nhâm Phi Phàm nói, luân hồi thư mang cho ta vô hạn huy hoàng, nhưng cái này huy hoàng, lại cũng không vĩnh hằng,
mà là như pháo bông như sao rơi ngắn ngủi sáng chói sau này, chính là vĩnh hằng tĩnh mịch. Nếu như chỉ là chết nói, đối với ta mà nói, đã coi như là tốt nhất kết cục. Sợ là sợ liền chết cũng không làm được, chỉ có thể rơi vào kháng khít luân hồi bên trong chịu khổ. Hắn giọng mười phần thê lương, nhưng nói xong lời cuối cùng, cũng có chút thích trong lòng, thản nhiên nói. Dĩ nhiên, ta không có hối hận, có thể bảo vệ ngươi đến ngày hôm nay, ta chết cũng không tiếc, Diệp Thần. Diệp Thần nội tâm mười phần cảm kích, nước mắt cũng thiếu chút nữa rơi ra ngoài, nói, Nhâm tiền bối, đa tạ ngươi, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Nhâm Phi Phàm cao nhất quang huy hoàng thời khắc, chính là triệu tập chư thiên các phái, lệch tư thế vô địch, thành lập thiên đao thể hẹn thời điểm. Nhưng mà như vậy huy hoàng, nhưng nhất định là ngắn ngủi. Nhâm Phi Phàm khoát khoát tay, nói, không sao, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu như ta có thể đột phá đến siêu phẩm thiên đế nói, hết thảy nguy nan cũng có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Thần nói, nhất định sẽ. Nhâm Phi Phàm nói, ngươi sử dụng luân hồi thư, sửa đổi đi qua, tác dụng phụ sẽ không giống ta mạnh như vậy mãnh liệt, dẫu sao ngươi cũng không phải muốn xưng đế. Võ Tổ từng chắc chắn, ngươi sẽ bị không không thời không hắc ám cắn nuốt hết, ta nghĩ, ngươi sửa đổi đi qua, tác dụng phụ chắc là tăng tốc độ hắc ám chiếm đoạt, mặc dù vậy rất phiền toái, nhưng chí ít trong thời gian ngắn, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Ngươi thiên bia lấy ra cho ta xem. Diệp Thần nư một tiếng, liền sử dụng thiên bia. Chỉ gặp thiên bia phần đáy, đã hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn thành mực nhuộm vậy đen nhánh. Cùng thiên bia hoàn toàn biến thành đen sau đó, đó chính là thiên đế ra lệnh tinh tắt, Diệp Thần rơi xuống thời điểm. Nhâm Phi Phàm đánh giá thiên bia, trầm ngâm nói, ta phỏng đoán ngươi sử dụng luân hồi thư sau đó, thiên bia sẽ có một nửa bị hắc ám chiếm đoạt. Nhưng cái này hắc ám chiếm đoạt, là có thể hóa giải, chỉ cần ngươi có thể chế tạo ra hoàn chỉnh quang minh chi tâm. Quang minh lực lượng, có thể để xua tan hắc ám. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng động một cái. Quang minh chi tâm, là quang thần thiên tôn ảo tưởng tác phẩm tạo nên thần vật, Diệp Thần có một cái rưỡi thành phẩm. Mạc Kim Lão Tổ từng nói qua, cùng đại lộ tranh phong sau khi kết thúc, hắn sẽ mang Diệp Thần đi gặp quang thần thiên tôn hậu duệ, lấy được quang minh chi tâm chế tạo bản vẽ. Cho nên, đối với hắc ám chiếm đoạt, Diệp Thần là không quá lo lắng, không giống Võ Tổ như vậy bi quan. Hơn nữa, hắn từng tiếp xúc qua nguyên sơ thế giới quy luật, học biết liền thái sơ sinh diệt nói, trưởng duyên sinh diệt, cũng có thể chậm tách ra hắc ám. Nếu như sử dụng luân hồi thư kiếp bụi, tác dụng phụ là tăng tốc độ hắc ám cắn nuốt nói, vậy cũng được ở Diệp Thần tiếp nhận trong phạm vi. Diệp Thần nói, đợi một chút, Nhâm tiền bối, ta là phải chuẩn bị độ kiếp à, người cầm luân hồi thư kiếp bụi cho ta làm gì? Vật này có thể để cho ta độ kiếp. Nhâm Phi Phàm cười nói, người suy nghĩ kỹ một chút, vật này có ích lợi gì? Diệp Thần sửng sốt một chút, cau mày trầm tư một tí, rồi sau đó liền ra đầu tê dại, nói. Ta ngày hôm nay độ kiếp, hơn phân nửa là phải thất bại. Nhâm tiền bối, ngươi là muốn ta sau khi thất bại, dùng luân hồi thư kiếp bụi lực lượng, sửa đổi đi qua, cầm thất bại kết quả, sửa đổi vì trở thành công. Nhâm Phi Phàm cười nói, đúng là như vậy. Diệp Thần đầu oanh một tí, một phiến chỗ trống, cả người đều ngẩn ra, trong chốc lát chưa phục hồi tinh thần lại. Đã thất bại kết cục, có thể sửa đổi vì trở thành công, thủ đoạn như vậy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần trước kia cho tới bây giờ chưa thử qua. Hắn ngơ ngác nói, Nhâm tiền bối, cái này, như thế ngoại hạng sự việc, thật có thể sao? Nhâm Phi Phàm cười nói, ta đều được thiên đế, ngươi nói có thể hay không có thể. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, suy nghĩ một chút cũng phải. Nhâm Phi Phàm ban đầu lợi dụng luân hồi thư kiếp bụi, trực tiếp cho mình an bài vô số cơ duyên, từ đó một bước bước lên vô cùng xưng đế. Hắn muốn phải sửa đổi độ kiếp kết quả, cùng Nhâm Phi Phàm sửa đổi so sánh, đó là tiểu vu gặp đại vu. Nhâm Phi Phàm nói, bất quá, nếu như có thể, người tốt nhất còn chưa muốn vận dụng luân hồi thư, có thể mình thành công độ kiếp tốt nhất, dẫu sao giá quá lớn. Ta cầm luân hồi thư kiếp bụi cho ngươi, là sợ ngươi độ kiếp thất bại. Diệp Thần nói, Nhâm Phi Phàm nhìn bầu trời một chút, hôm nay cướp mây đen, đã nổi lên đến mức tận cùng, nói. Tốt lắm, người thiên kiếp mau hạ xuống, chuẩn bị thật tốt, ngày hôm nay phải độ kiếp thành công, coi như thất bại, vậy phải sửa đổi vì trở thành công.
Diệp Thần nói, được. Lập tức, Diệp Thần hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, khởi động luân hồi thứ kiếp bụi. Kiếp bụi biến thành cho tàn thiên tinh, vây quanh Diệp Thần thân thể, chậm rãi xoay tròn. Nhân quả luật, định nghĩa. Ta như độ kiếp thất bại, luân hồi thư lập tức phát động, cầm kết quả sửa đổi vì trở thành công. Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non, trước tiên ở cho tàn thiên tinh bên trong, đánh hạ một cái nhân quả luật. Hắn là sợ mình độ kiếp thất bại, không có sức sử dụng nữa luân hồi thư, cho nên trước nói trước bố cục. Luân hồi thư vốn là cùng nhân quả vận mệnh tương quan, cho nên, Diệp Thần nhân quả luật định nghĩa, rất thuận lợi liền quán chú đi vào. Toàn bộ cho tàn thiên tinh, ông một tiếng vang, mơ hồ hiện ra một tầng quỷ bí ánh sáng, nhân quả luật đã đóng dấu hoàn thành, chỉ cần Diệp Thần độ kiếp thất bại, luân hồi thư lực lượng liền sẽ phát động, cầm kết quả sửa đổi vì trở thành công. Tí tách, ở Diệp Thần bố trí sau khi hoàn thành, bầu trời thiên kiếp mây sấm, cũng là hoàn toàn nổi lên hoàn thành, một cái thùng nước to sấm sét màu tím, hung hăng bổ xuống. Luân hồi nguyên thể, mở. Diệp Thần thu hồi luân hồi thư kiếp bụi, lập tức mở luân hồi nguyên thể, phong chi đồ đằng, lửa đồ đằng, nham đồ đằng, toàn bộ bùng nổ lóng lánh. Hắn thể chất cường độ, tiêu thăng đến cực hạn. Sấm sét màu tím kia đánh xuống, cũng không thể có thể làm bị thương Diệp Thần thân thể. Nhưng hạ một sát, lại có ngàn trăm cái sấm sét màu tím, tạo thành lưới sét lôi biển, từ thiên dốc vào xuống, điên cuồng đánh vào đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần đắm chìm trong lôi kiếp bên trong, ngàn trăm cái sấm sét như mãng như rồng, coi như hắn mở ra luân hồi nguyên thể, cũng là khó mà chịu đựng. Bất quá thiên kiếp này, đánh vào mãnh liệt hơn, cũng ở đây rèn luyện Diệp Thần thân thể. Diệp Thần mơ hồ cảm thấy, luân hồi nguyên thể lại có đột phá, hạ một đạo đồ đằng sắp thức tỉnh, đó là lôi đồ đằng. Mà Diệp Thần ở chỗ này độ kiếp, ngút trời tàn phá bừa bãi lôi kiếp tai mây. Còn có phóng lên cao luân hồi kim quang, xa ở người xem quảng trường bên kia người, vậy thấy rõ. Rất nhiều người xem kinh ngạc, rối rít nghị luận. Luân hồi chi chủ bắt đầu độ kiếp. Chỉ có ngắn ngủi một ngày thời gian, không biết hắn có thể hay không độ kiếp thành công. Không đúng, coi như hắn độ kiếp thành công, bước vào thần đạo cảnh, cũng không khả năng đối kháng thiên nữ và Chu Võ Hoàng chứ. Các người xem, thiên nữ và Chu Võ Hoàng. Bọn họ đều đã bước vào thiên nguyên cảnh. Thiên nguyên cảnh và thần đạo cảnh, đây chính là vân nê vậy chênh lệch hà, luân hồi chi chủ coi như vô địch, cũng chỉ là ở thần đạo cảnh bên trong vô địch, không thể nào vượt cấp khiêu chiến thiên nguyên cảnh chứ. Rất khó nói, dẫu sao tên kia, cũng không thể theo lẽ thường mà nói. Rất nhiều người xem nghị luận bên trong, rối rít ngự gió bay lên, hướng Diệp Thần độ kiếp địa phương bay đi. Luân hồi trận doanh bên trong, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh, Lôi Thần Ân làm thật, Thủy Thần Lạc Thanh Ly mọi người, lo lắng Diệp Thần an nguy, cũng là bay đi. Thiên Nữ và Chu Võ Hoàng, còn có Độc Cô Gia La, Hàn Viêm, Thiên Sát Tinh Diệp Thu các người, cầu đã thuận lợi đột phá đến thiên nguyên cảnh tầng 1. Bọn họ ở hơi thở ổn định lại sau đó, vậy rối rít chạy tới hiện trường. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều chạy tới xem Diệp Thần độ kiếp. Ánh sáng tím nổ tung bầu trời hạ. Từng đạo bóng người như điểm đen vậy nhỏ bé. Mọi người thấy trên bầu trời, vậy điên cuồng bạo dũng thiên kiếp mây sấm, tất cả người đều là gương mặt biến sắc. Diệp Thần tu vi nội tình hùng hậu, hắn phải chịu thiên kiếp, vậy so với người thường mãnh liệt rất nhiều. Hơn nữa, ban đầu Diệp Thần là cấm thần phi thăng, cũng không phải là bình thường phi thăng đi lên. Hắn xúc phạm cấm kỵ, hôm nay rơi xuống thiên kiếp, lại mang theo cấm kỵ lực lượng, 10 phần khủng bố. Thậm chí, toàn bộ vẫn tình thế giới thiên địa lực, cũng hội tụ đến thiên kiếp bên trong, mang cho Diệp Thần vô cùng to lớn áp lực. Sấm sét nổ tung, bầu trời trên bỗng nhiên lại nhô lên ra một cổ hắc khí. Cái này cổ hắc khí, mang theo tan vỡ khí tức hủy diệt, như thác vải vậy dốc vào xuống, một tí liền đánh vào đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần rên lên một tiếng, cái này cổ tan vỡ hơi thở, xuất xứ từ vẫn tình thế giới thiên địa lực. Là băng phôi chi chủ lưu lại lực lượng. Tan vỡ lực 10 phần đáng sợ, Diệp Thần luân hồi nguyên thể, đều có điểm không chịu nổi, chỉ cảm thấy xương cốt đau nhức, thật giống như văng tung tóe phân giải, ngũ tạng lục phủ lại là một hồi vô hình quặn đau, thật giống như có trăm ngàn con chuột ở trong bụng hắn mặt khiêu vũ. Thương Thiên Vũ Quan, lên! Diệp Thần khẽ cắn răng, gọi ra Thương Thiên Vũ Quan. Vù vù!
Một cổ màu vàng kim nhân hoàng sức mạnh to lớn, từ thương thiên vũ quan trên phát ra, hà thải nhô lên, thoáng hóa giải tan vỡ đánh vào. Nhưng Diệp Thần thủ đoạn có hạn, mà thiên kiếp nhưng tựa như vô hạn, từng đợt sóng kiếp lôi, từng đợt sóng tan vỡ sát khí, không ngừng đáp xuống. Rất nhanh, Diệp Thần thương thiên vũ quan ánh sáng, liền ám đạm liền đi xuống. Khặc khặc. Lúc này, trên bầu trời, lại truyền tới từng cơn quỷ khóc sói tru thanh âm. Lôi kiếp và ngoặc tan vỡ cướp còn không có đi qua, mới kiếp nạn lại giáng xuống, chỉ gặp có tất cả âm hồn ma vật, như sói như hổ vậy đạp chết xuống, điên cuồng chui vào Diệp Thần thân thể. Những thứ này âm hồn ma vật, có thể trực tiếp đánh vào người tinh thần nội tâm. Diệp Thần đạo tâm, nhất thời bị to lớn ăn mòn. Những thứ này âm hồn ma vật, năng lượng xuất xứ từ hư không quỷ diệt, cũng là sáu đạo cổ thần một trong, đặc biệt khó dây dưa. Bất hủ phong bi, lên. Diệp Thần vội vàng cho gọi ra bất hủ phong bi, lợi dụng bất hủ phong bi lực lượng, trấn áp ma vật. Cái này đáng chết trời cướp, sẽ không đem sáu đạo cổ thần lực lượng, toàn bộ tụ lại hành hạ ta chứ. Diệp Thần khẽ cắn răng, thật sâu cảm thấy khó giải quyết. Thiên kiếp là một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên, thật giống như vĩnh viễn không có cuối. Bầu trời bên trong, vô số người xem thấy Diệp Thần thống khổ độ kiếp hình dáng. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người bật cười, có người thương tiếc, có người lo âu, có người thuần làm xem kịch vui. Thiên nữ trong mắt bên trong, hiển lộ ra vẻ bất nhẫn, trong đầu nghĩ, muốn hắn trong vòng một ngày độ kiếp, thật là làm khó hắn. Chu Võ Hoàng chính là khoanh tay, một bộ biểu tình hài hước, lạnh lùng nói, thằng nhóc này coi như độ kiếp thành công thì như thế nào. Ta đã bước vào thiên nguyên cảnh, hắn làm sao là ta địch thủ. Hàn Viêm cũng đã bước vào thiên nguyên cảnh, nghe được Chu Võ Hoàng mà nói, nhất thời cả giận nói. Chu Võ Hoàng, người chớ đắc ý, nếu là đại ca ta bước lên thần, hắn nhất định có thể vượt cấp giết ngươi. Chu Võ Hoàng khinh thường nói, phải không? Hàn Viêm, chính ngươi cũng bước vào thiên nguyên cảnh, hẳn biết cái cảnh giới này lực lượng, đối thần đạo cảnh mà nói, có kinh khủng dường nào. Một cái hạ vị thần, muốn nghịch phạt thiên nguyên cảnh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ ít cái này mấy chục ngàn kỷ nguyên tới nay, ta không có gặp qua, ngươi thấy qua chưa? Nghe vậy, Hàn Viêm trầm mặc. Thần đạo cảnh nghịch phạt thiên nguyên cảnh, cái này đích xác là hết sức là chật vật sự việc, mấy chục ngàn kỷ nguyên có thể cũng sẽ không phát sinh như nhau. Nhưng, bất kể như thế nào, hắn vẫn tin tưởng Diệp Thần có thể sáng tạo kỳ tích. Dĩ nhiên, kỳ tích điều kiện tiên quyết là, Diệp Thần có thể độ kiếp bước lên thần thành công. Hay không thì chỉ có vô lượng cảnh mà nói, coi như nguyên thiên đế, hồn thiên đế, thiên đấu sát thần tới, cũng không thể vượt qua hai cái đại cảnh giới vượt cấp chiến đấu. Diệp Thần đang khó khăn độ kiếp, hắn hôm nay cướp càng ngày càng mãnh liệt, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở luân hồi thiên quốc. Mình mông vĩ đại luân hồi thiên quốc, nổi lên, là Diệp Thần ngăn cản thiên kiếp. Thiên quốc bên trong, trăm triệu tỷ vạn luân hồi tín đồ, đang ngâm sướng cầu nguyện. Là Diệp Thần chúc phúc. Nhưng, thiên kiếp lực lượng quá mãnh liệt, vô số kiếp lôi, vô số tan vỡ khí lưu, vô số âm hồn ma vật, xông vào luân hồi thiên quốc bên trong, trắng trợn phá hoại. Ngày xưa phồn vinh thịnh vượng luân hồi thiên quốc, ở trên trời cướp dưới sự thử thách, rất nhanh liền khắp nơi băng diệt, sơn hà bể tan tành, từng ngọn luân hồi điêu xem sụp đổ, cung điện lâu vũ hóa thành phế tích, vô số tín đồ ở trong thiên kiếp chết đi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao. Diệp Thần trong lòng đang rỉ máu, theo thời gian đưa đẩy, hắn linh khí tiêu hao càng ngày càng mãnh liệt, mà thiên kiếp hoàn toàn không có dừng lại hình dáng. Hắn để dành hoàng kim nguyên ngọc, đại lượng đan dược, cũng đang cấp tốc tiêu hao. Bất chi bất giác, trời đã tối rồi, màn đêm buông xuống. Dưới đêm tối thiên kiếp, lại là mãnh liệt. Chung quanh trên bầu trời rất nhiều người xem, dần dần cảm thấy một cổ vô hình sợ hãi. Bọn họ cảm thấy bầu trời đêm bên trên, tựa hồ có cái gì kinh khủng tai họa đang nổi lên, sát khí mãnh liệt từ trên trời hạ xuống, làm được mỗi một người trong lòng phát rét. Tốt sát khí mãnh liệt, lại có cái gì thiên kiếp muốn hạ xuống. Cái này, tựa hồ là thiên đấu sát thần hơi thở à. Rất nhiều người xem rối loạn, liền thấy trên bầu trời, ở vô số sấm sét màu tím, vô số tan vỡ năng lượng, vô số âm hồn ma vật vây quanh. Dần dần nổi lên một đạo thân ảnh to lớn. Đạo thân ảnh này, chừng vạn trượng cao, toàn thân sát khí lửa cháy mạnh phun trào, trong mắt như đao,
trong tay cầm kiếm, người khoác đỏ phù chiến giáp, lại là Thiên Đấu Sát Thần một đạo hư ảnh. Diệp Thần thấy Thiên Đấu Sát Thần hư ảnh, người đều đần độn. Hắn bước lên thần thiên kiếp, quả nhiên là cầm cái này phiến vẫn tinh thế giới thiên địa lực, cũng điều động, liền Thiên Đấu Sát Thần còn sót lại ý chí, đều bị thiên kiếp lợi dụng, hóa thành thiên kiếp một phần chia. Hô! Trên bầu trời, Thiên Đấu Sát Thần hư ảnh, phát ra một tiếng gầm lên, liền trên không khua kiếm hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần khẽ cắn răng, chỉ có thể thúc giục luân hồi thiên quốc ngăn cản. Doạt! Thiên Đấu Sát Thần cự kiếm chém qua, luân hồi thiên quốc nhưng như tờ giấy hồ vậy yếu ớt, lập tức liền bị chém được nổ tung. Cuồng bạo giết hại kiếm khí, mang thiên kiếp sấm sét cùng tan vỡ năng lượng ba động, cuối cùng hung hăng chém đến Diệp Thần trên mình. Phốc xích! Diệp Thần máu tươi cuồng phún, cả người thiếu chút nữa bị chém ra hai nửa, to lớn dữ tợn vết thương trên người hiện lên, sâu thấy tới xương. Ở Thiên Đấu Sát Thần mạnh mẽ kiếm khí, còn có chư bao kinh khủng thiên kiếp sấm sét dưới sự xung kích, Diệp Thần thân thể tại chỗ liền bị đánh bay, như đạn đại bác vậy bay ra, cuối cùng hung hăng rơi xuống đất, đập ra một cái vô cùng kinh khủng hố sâu, bụi mù cuồn cuộn. Đại ca! Hàn Viêm thấy vậy, nhất thời kinh hãi. Chỉ cảm thấy Diệp Thần sinh mạng hơi thở, đang cấp tốc trôi qua. Ha ha ha, thằng nhóc này độ kiếp thất bại, hắn phải chết. Tu vi nội tình quá mức hùng hậu, cũng không phải chuyện gì tốt à, đáng sợ như vậy thiên kiếp, sợ là ta đều không chắc chắn vượt qua. Chu Võ Hoàng cười lớn, lần này Diệp Thần độ kiếp thất bại, ở ý hắn liêu bên trong. Bởi vì kinh khủng như vậy thiên kiếp, coi như là hắn cái này thiên nguyên cảnh cao thủ, cũng không dám nói có thể hoàn hảo không hao tổn thuận lợi vượt qua. Thiên nữ lộ ra biểu tình bất an, trong đầu nghĩ cuối cùng vẫn là không có kỳ tích xuất hiện, độ kiếp thất bại, hắn muốn chết phải không? Tại sao nghĩ đến hắn phải chết, tim ta sẽ một hồi rút ra đau. Vô hình, thiên nữ hồi tưởng lại và Diệp Thần trải qua một màn, trước kia rất nhiều hận yêu tình cừu, như nước thủy triều lật sông tới, nàng thân thể mềm mại run rẩy. Mà luân hồi trận doanh bên trong, Phật Tổ, Lá Tà Thần, Thần Độ Uyển Nhi các người, đều là kinh hoàng chấn động chỉ nói Diệp Thần độ kiếp thất bại, thật phải bỏ mạng. Chỉ có Nhâm Phi Phàm, vẻ mặt duy trì bình tĩnh, cũng không có hốt hoảng, nhưng giữa trán vậy thấm ra một ít vô cùng lo lắng. Vù vù. Ngay tại toàn trường tiếng người xôn xao thời điểm, một hồi kịch liệt ông minh tiếng vang lên. Chỉ gặp từ Diệp Thần trên mình, có một viên cho bụi cấu trúc mà thành thiên tinh, chậm rãi bay lên. Viên này thiên tinh, tản mát ra vô cùng quỷ bí hơi thở, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy bất an cùng run rẩy. Rào. Nhưng, hạ một sát, hắc ám quỷ bí cho bụi thiên tinh, nhưng bỗng nhiên bạo phát ra vạn đạo kim quang, vô số màu vàng kim ký tự đang lấp lánh, lại có vô số hình ảnh như nước chảy lướt qua. Những hình ảnh này, đều là Diệp Thần mới vừa độ kiếp hình ảnh. Kinh người phải, những hình ảnh này đang điên cuồng vặn vẹo, không ngừng bể tan tành gây dựng lại. Thật giống như sau lưng có một cổ đáng sợ lực lượng, ở sửa đổi trước những hình ảnh này. Luân hồi thư, đó là luân hồi thư kiếp bụi. Có người kinh hô lên, toàn trường người ánh mắt, cũng hội tụ ở đó cho bụi thiên tinh bên trên. Viên kia cho bụi thiên tinh, chính là luân hồi thư kiếp bụi, giờ phút này đang bộc phát ra vô cùng lực lượng thần bí, đang điên cuồng sửa đổi trước đi qua thời gian tuyến. Diệp Thần độ kiếp thất bại, cái này đi qua, đã thành sự thật, hắn thậm chí có thể sẽ chết. Nhưng hiện tại, luân hồi thư lực lượng bùng nổ, chuyện đã qua thực bị sửa đổi, thất bại kết cục thay đổi trước, phải bị đổi vì trở thành công. Toàn trường mắt thấy một màn này người, cảm thấy đầu ông tác hưởng, trí nhớ thật giống như xuất hiện sai lệch. Bọn họ trong ký ức, Diệp Thần mới vừa độ kiếp rõ ràng là thất bại, nhưng bởi vì luân hồi thư lực lượng bao phủ, bọn họ trí nhớ rối rít rơi vào hoảng hốt, xuất hiện thác loạn, cho rằng Diệp Thần là độ kiếp thành công. Cái này luân hồi thư lực lượng cực kỳ đáng sợ, có thể từ căn nguyên trên, sửa đổi thế giới quy luật, sửa đổi thời gian tuyến. Một khi thế giới quy luật và thời gian tuyến, bị thành công sửa đổi hết, như vậy cùng tương quan dấu vết, người trí nhớ, toàn bộ sẽ phát sinh thay đổi. Dĩ nhiên, Diệp Thần có, chỉ là luân hồi thư kiếp bụi, cũng không phải chân chánh hoàn chỉnh luân hồi thư, như vậy nghịch thiên thay đổi hiệu quả, vẫn không thể hoàn mỹ phát huy được, vẫn sẽ có rất rõ ràng dấu vết. Người ngoài có thể nhìn ra sửa chữa dấu vết. Tại chỗ rất nhiều cường giả, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng chấn định tâm thần, ổn định lại mình đạo tâm. Rất nhanh,
bọn họ liền phân biệt rõ ràng, cái nào là chân chánh sự thật, cái nào là bị sửa đổi trí nhớ, không có phát sinh nữa trí nhớ thác loạn tình huống. Nhưng vẫn có một ít tu vi yếu hơn võ giả, ở luân hồi thư lực lượng bao phủ hạ, không phân rõ đi qua bây giờ hư thật, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, trí nhớ vô cùng hỗn loạn, cũng không biết Diệp Thần kết quả là độ kiếp thành công, vẫn là thất bại. Theo luân hồi thư lực lượng phát động, mới vừa một mực chiếm cứ ở trên trời, như mây đen vậy đè nén thiên kiếp, giờ phút này lại là chậm rãi tiêu tán đi. Thiên đấu sát thần hư ảnh, cũng là tiêu tán đi. Vốn là trọng thương nghiêm trọng Diệp Thần, chậm rãi đứng dậy. Rào! Lau một cái ngập trời kim quang, từ Diệp Thần trên mình bùng nổ. Hắn vết thương, đã hoàn toàn không thấy được. Hắn bể tan tành áo quần, chẳng biết lúc nào, đã tu bổ nguyên vẹn. Trạng thái tinh thần của hắn, trước đó chưa từng có đầy đặn, trong mắt bắn ra hai đạo bén ánh sáng. Luân hồi kim quang phóng lên cao, đem bầu trời đêm ánh chiếu được một phiến huy hoàng sáng chói. Diệp Thần hơi thở, so với mới vừa rồi, không biết tăng vọt nhiều ít, cả người hoàn toàn lột xác. Từ hắn trên mình, chảy ra từng cái thần đạo cảnh vĩ đại pháp tắc, khoáng đạt thần minh hơi thở, cuồn cuộn chấn động. Luân hồi nguyên thể mở, lôi đồ đằng vậy đi theo thức tỉnh. Vô số điều sấm sét từ Diệp Thần trên mình bùng nổ, vang dội, cực kỳ nguy nga. Hắn bể tan tành luân hồi thiên quốc, vào giờ khắc này lần nữa đúc đi ra, trăm triệu tỷ vạn chết đi tín đồ, lại lần nữa sống lại, ở quỳ bái, tán tụng luân hồi vĩ đại. Thần đạo cảnh, đó là thần đạo cảnh quy luật, hắn độ kiếp thành công. Tại chỗ vô số người, lớn tiếng kinh hô lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần độ kiếp rõ ràng là thất bại. Nhưng lợi dụng luân hồi thư lực lượng, lại cưỡng ép đem điều này thất bại kết quả, sửa đổi vì trở thành công. Mặc dù giá phải trả to lớn, gia tốc hắc ám chiếm đoạt, nhưng Diệp Thần thuận lợi độ kiếp, thành công bước lên thần, giá phải trả này, cũng là ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Đây chính là thần đạo cảnh lực lượng sao? Diệp Thần nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng dâng trào, cuồng bạo mãnh liệt, đối nhân quả luật lĩnh ngộ, ảo tưởng phép tắc lĩnh ngộ. Đều có to lớn tăng lên. Từng cái thần đạo cảnh quy luật, giống như là ngân hà vậy, ở Diệp Thần quanh người chậm rãi chuyển động. Diệp Thần ánh mắt nhìn về Nhâm Phi Phàm, Nhâm Phi Phàm vậy đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thật may có Nhâm tiền bối cho ta luân hồi thư kiếp bụi, nếu không ta nhất định là thất bại. Diệp Thần âm thầm vui mừng, đồng thời lại là luân hồi thư lực lượng, rung động thật sâu. Cái này luân hồi thư, uy năng đích thực quá đáng sợ, liền chuyện đã qua thực đều có thể sửa đổi, Diệp Thần độ kiếp thất bại kết cục, thật vẫn bị sửa đổi là thành công. Cái này còn chỉ là luân hồi thư một viên kiếp bụi, nếu là hoàn chỉnh luân hồi thư, thật khó có thể tưởng tượng sẽ có đáng sợ dường nào. Thế gian rất nhiều nghịch thiên ảo tưởng tạo vật, ví dụ như rừng rậm sách, quang minh chi tâm, bất hủ phong bi vân. Vân, lực lượng tối đa cũng chỉ là đến gần luân hồi thư. Không cách nào cùng chân chính luân hồi thư so sánh. Cái này luân hồi thư lực lượng, có thể chân chính nắm trong tay luân hồi, tùy ý sửa đổi thời gian tuyến, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Thấy Diệp Thần độ kiếp thành công, tấn thăng đến thần đạo cảnh, luân hồi trận doanh mọi người đều là hoan hô. Chu Võ Hoàng sắc mặt, chính là vô cùng vặn vẹo khó khăn xem, hắn lên hạ quan sát Diệp Thần, cuối cùng lại lộ ra vẻ khinh thường, nói. Lợi dụng luân hồi thư ăn gian. Dựa vào ăn gian có được lực lượng, lại có lợi hại gì? Diệp Thần, coi như người bước vào thần đạo cảnh, người cũng không phải ta địch thủ. Chờ ngày mai trận chung kết, ta sẽ cho người biết, thần đạo cảnh và thiên nguyên cảnh chênh lệch. Diệp Thần nghe Chu Võ Hoàng mà nói, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ ngưng trọng ý. Nếu như Chu Võ Hoàng còn chỉ là thần đạo cảnh đỉnh cấp, vậy dựa vào Diệp Thần hôm nay thực lực, sợ là một chiêu liền có thể trong nháy mắt giết hắn. Nhưng hôm nay Chu Võ Hoàng, nhưng là thăng cấp tới thiên nguyên cảnh tầng 1. Hắn đã từng là thiên đế cao thủ, từ chém tu vi đánh mất, tu vi mỗi tăng lên một tầng, lực lượng liền khôi phục một tầng, so với vậy cùng cảnh giới tu sĩ, mạnh hơn rất nhiều. Diệp Thần tuy thuận lợi độ kiếp bước lên thần, nhưng đối mặt Chu Võ Hoàng, như cũ có to lớn áp lực. Độ kiếp bước lên thần, cũng chỉ là cho hắn khiêu chiến Chu Võ Hoàng cơ hội. Ai chết vào tay ai, còn rất khó nói. Thiên nữ ánh mắt vậy ngắm nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần, người dùng luân hồi thư ăn gian, đích xác là rung động nhân tâm, long trời lở đất. Nhưng,
giá phải trả là cái gì chứ? Diệp thần nghe thiên nữ mà nói, khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, không có trả lời. Toàn trường người một phiến xôn xao, xì xào bàn tán. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp thần vì độ kiếp thành công, lại có thể sẽ vận dụng luân hồi thư lực lượng. Tại chỗ tất cả người, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được luân hồi thư lực lượng đáng sợ. Đây nếu là chân chính hoàn chỉnh luân hồi thư, có thể chế tạo ra tới, sợ rằng toàn bộ không không lúc nào không, đều phải bị Diệp thần chúa tể. Một đêm này, đám người định trước chưa chợp mắt. Đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, quyết tái ngày, rốt cuộc cũng là đúng kỳ hạn đến. Trên quảng trường, ngồi đầy người xem, vạn chúng mong đợi. Ở trên trời bên trong, không gian mở ra, bố trí 8 tòa lôi đài tỷ võ. Hôm nay trận chung kết, 16 mạnh tuyển thủ, rút thăm hai cả hai chiến, quyết ra bát cường. Diệp thần, Độc Cô Gia La, Thiên Nữ, Hàn Viêm, Chu Võ Hoàng, San Hô Cung Vũ, Thiên Sát Tinh Diệp Thu, Tân Tinh Nhã các người, liền bắt đầu rút thăm. Chu Võ Hoàng cười lạnh nói, Diệp thần, tốt nhất vòng thứ nhất liền đụng phải ngươi, ta đây muốn xem, người bước lên thần sau có lợi hại dường nào, ha ha. Nếu là ngươi bị ta đánh chết, không biết còn có thể hay không dùng luân hồi thư, sửa đổi chết kết cục. Hắn biết luân hồi thư lực lượng tuy mạnh, nhưng sử dụng giá phải trả to lớn, tối hôm qua Diệp thần dùng qua, ngày hôm nay thì không thể dùng nữa. Diệp thần thần sắc đạm mạc, vậy lười được cùng Chu Võ Hoàng nói nhảm, trực tiếp bắt đầu rút thăm. Rút thăm kết quả, cũng không có như Chu Võ Hoàng mong muốn. Diệp thần rút được đối thủ, là Địch Giã. Chu Võ Hoàng rút được đối thủ, chính là Thiên Sát Tinh Diệp Thu. Địch Giã, Phách Đao Thương Lôi đệ tử. Diệp thần ánh mắt hơi chăm chú, nhìn về phía một cái bái phục đao thanh niên, đó chính là Phách Đao Thương Lôi đệ tử, Địch Giã. Trước kia Diệp thần đi thiên đao thế giới thời điểm, đã từng cùng Địch Giã đã giao thủ, đối hắn cũng có ấn tượng. Địch Giã gặp mình rút được Diệp thần, khóe miệng hơi co quắp một tí. Ngày hôm qua đạo tông hạn chế giải trừ, hắn tu vi cũng có đột phá, bất quá còn không chính thức bước vào thiên nguyên cảnh, tối đa chỉ có thể coi như là nửa bước thiên nguyên cảnh. Đối mặt đã bước lên thần Diệp thần, hắn nhưng áp lực hiển nhiên là to lớn. Hôm nay trận chung kết, Phách Đao Thương Lôi cũng tới xem cuộc chiến, thấy Địch Giã rút được Diệp thần sau đó, Phách Đao Thương Lôi cũng là lộ ra vẻ cười khổ. Phách Đao Thương Lôi là cái tóc đen râu đen, nhưng mặt đầy nếp nhăn ông già, thân hình 10 phần to lớn, giữa eo đeo một cái kim đao, hắn năm đó từng chém chết hắn sư Thanh Liên đạo tổ, thời điểm đó hắn là vô cùng cuồng thả bá đạo. Hôm nay năm tháng bể râu, Phách Đao Thương Lôi hơi thở, vậy chuyển là thâm trầm nội liễm. Hắn cùng Kiếm Tử Tiên Trần ngồi chung một chỗ, liền ngồi ở thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt phía sau. Ở thấy rút thăm kết quả sau đó, Kiếm Tử Tiên Trần nói, Phách Đao, người đệ tử phải thua. Phách Đao Thương Lôi gật đầu nói, đó là tự nhiên, luân hồi chi chủ là bất thế thiên tài, ta vậy liệt đồ lại tại sao có thể là hắn địch thủ. Kết quả rút thăm đi ra, chủ trọng tài hoa tổ lớn tiếng tuyên bố, trận chung kết ngày mới bắt đầu, mời các vị người dự thi lên đài, quyết ra bát cường. Diệp thần, Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ cùng 16 mạnh thiên tài, liền dựa theo rút thăm kết quả, 22 lên đài. Trước 3 đợt tranh tài trọng tài, Nham Thần Thiên Tôn, Phạm Trưởng Lão, Sử Trưởng Lão, thì ở 4 phía lôi đài theo dõi, bọn họ là quyết tái phó trọng tài. Trên lôi đài, Diệp Thần đối mặt với Địch Giã. Không ngờ, Địch Giã cười khổ một tí, hướng Diệp Thần chắp tay một cái, nói, luân hồi chi chủ, ta nhận thua, ngươi thắng. Diệp Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới Địch Giã không đánh mà hàng, lại trực tiếp nhận thua. Thấy Địch Giã nhận thua, toàn trường người xem một hồi xôn xao, không ít người nghị luận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Luân hồi chi chủ vận khí vậy quá tốt, người khác trực tiếp nhận thua, hắn không phí nhiều sức, liền lên cấp bát cường. Bàn về thực lực, Địch Giã dĩ nhiên không phải Diệp Thần địch thủ. Nhưng nếu quả thật giao chiến đứng lên, vậy bất kể như thế nào, Diệp Thần tổng phải tiêu hao linh khí, thậm chí có thể bị thương. Bây giờ nói, hắn là không tiêu phí chút nào giá phải trả, liền thuận lợi lên cấp. Luân hồi chi chủ thắng, chúc mừng lên cấp bát cường. Một bên phụ trách trọng tài Nham Thần Thiên Tôn, tuyên bố kết quả. Địch Giã bay xuống lôi đài, trở lại Phách Đao Thương Lôi bên người, mặt đầy áy náy cúi đầu. Phách Đao Thương Lôi khoát khoát tay, thần sắc đạm như vậy,
ngược lại không có ý trách cứ. Diệp Thần vậy rời đi lôi đài, trở lại luân hồi trận doanh bên trong, xem thi đấu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Võ Hoàng, liền thấy Chu Võ Hoàng cùng Thiên Sát Tinh Diệp Thu, đã chiến đấu chung một chỗ. Thiên Sát kiếm đạo, giết trong chớp mắt kiếm. Thiên Sát Tinh Diệp Thu thân thể thoáng một cái, lại là ngay tức thì di động, khua kiếm như điện, giết trong chớp mắt đến Chu Võ Hoàng sau lưng, một kiếm liền hướng hắn gáy chém xuống đi. Chu Võ Hoàng cười gằn, bàn tay nắm chặt, trong tay hiển hóa liền một cán cự bút, lại là từ thiên tội cổ kiếm bên trong đản sanh ra vĩ đại thần vật, thần hoàng bút. Cái này cần thần hoàng bút, như một cán súng trường. Chỉ gặp Chu Võ Hoàng xoay người vung bút vừa đỡ, thì ung dung chặn lại Thiên Sát Tinh Diệp Thu kiếm. Thần hoàng định luân, trật tự chân áp. Chu Võ Hoàng quát to một tiếng, trên mình lại hiển hóa ra nhân hoàng bào, cùng thần hoàng bút hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, bàng bạc kim quang bùng nổ. Hắn đầu bút lông mang động trời trật tự lực, đâm về phía Thiên Sát Tinh Diệp Thu thân thể. Thiên Sát Tinh Diệp Thu sắc mặt trầm xuống, vội vàng giơ kiếm tướng cách. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Võ Hoàng như vậy bàng bạc hung mãnh một chiêu, lại là hư chiêu. Hi hi, người bị lừa. Chu Võ Hoàng cười nhạt, thấy Thiên Sát Tinh Diệp Thu giơ kiếm đón đỡ sau đó, hắn tay trái đột nhiên lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, tập sát hướng người sau bụng. Thiên Sát Tinh Diệp Thu vẻ mặt đại biến, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bụng bị Chu Võ Hoàng tay trái xuyên qua, máu tươi ruột rào rào chảy xuống, tình cảnh cực kỳ máu tanh dữ tợn. Chu Võ Hoàng cười lạnh lui về phía sau, đem tay trái rút trở về. Thiên Sát Tinh Diệp Thu vạn phần thống khổ, thân thể run rẩy, che dạn nứt bụng, chậm rãi ngã xuống. Thật ra thì bàn về tu vi thực lực, hắn tuy không bằng Chu Võ Hoàng, nhưng cũng sẽ không nói vừa đối mặt liền sa sút. Nhưng mà, Chu Võ Hoàng đã từng là thiên đế, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, hư chiêu thực chiêu biến hóa, đánh hắn một cái bất ngờ không kịp đề phòng, hắn lập tức liền trọng thương sa sút. Chu Võ Hoàng thắng, lên cấp bát cường. Trọng tài Phạm trưởng lão tuyên bố kết quả. Mấy cái đạo tông vệ binh, mang trọng thương Thiên Sát Tinh Diệp Thu đi xuống. Giờ khắc này Thiên Sát Tinh Diệp Thu, đã là trạng thái sắp chết, hắn bị mang về đến hắn sư Đông Phương Sóc bên người. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng rất chấn động, vội vàng chạy tới, là Thiên Sát Tinh Diệp Thu chữa trị. Nhưng Thiên Sát Tinh Diệp Thu thương thế, đã là chết thế, coi như là lấy Diệp Thần thủ đoạn, cũng khó mà chữa trị. Chu Võ Hoàng ra tay vô cùng ác độc, lại vận dụng thiên nguyên cảnh giết hại quy luật, những thứ này phép tắc sát thương, cũng không phải Diệp Thần có thể chậm tách ra. Diệp Thần huynh, không cần uổng phí khí lực, là ta kỹ không bằng người, thảo nào người khác. Thiên Sát Tinh Diệp Thu khẽ mỉm cười, giọng nói đã là hết sức yếu ớt. Đông Phương Sóc đại sư trầm giọng nói, Diệp Thu, ngươi là cố ý tìm chết, lấy ngươi tu vi, coi như gặp phải Chu Võ Hoàng đánh bất ngờ, cũng không nên luân lạc tới như vậy bước. Ngươi là không muốn sống, cố ý không làm bất kỳ phòng ngự, mặc cho hắn giết ngươi. Thiên Sát Tinh Diệp Thu khó khăn lắc đầu, nói, không phải, sư phụ, là Chu Võ Hoàng thật lợi hại. Ta không địch lại, vậy cũng không có biện pháp. Ta sắp chết, Diệp Thần huynh, viên này Thiên Sát Tinh, liền giao cho ngươi. Đây là một viên bị nguyền rủa tinh thần, nhưng ta nghĩ, lấy ngươi năng lực, là không sợ bất kỳ nguyền rủa. Hắn trong tim chỗ sờ một cái, lòng bàn tay lộn một cái, liền nhiều hơn một viên sát khí xâm nghiêm, lượn lờ từng tầng một hắc ám nguyền rủa phù văn tinh thần. Đó chính là trong truyền thuyết Thiên Sát Tinh. Là cần phải thiên đấu sát thần mà sinh tinh thần, cùng thiên đấu sát thần tới giữa, có mật thiết nhân quả liên lạc. Diệp Thu bàn tay tràn đầy máu tươi, liên quan trong tay Thiên Sát Tinh, cũng là nhuộm đầy máu. Hắn tay run run, đem viên này Thiên Sát Tinh, nhét vào Diệp Thần trong tay, môi vù vù động, lại hướng Đông Phương Sóc nói, sư phụ, cùng mẫu thân ta nói một tiếng, ta thật xin lỗi nàng, ta. Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Lời sau cùng tiếng nói còn chưa kịp nói ra, liền khí tuyệt bỏ mạng, nơi có thời gian tuyến cũng dập tắt. Đông Phương Sóc thần sắc ám nhiên, yên lặng đem hắn còn không nhắm mắt ánh mắt, hợp tay che lại. Diệp Thần tay cầm Thiên Sát Tinh, nhưng là hoàn toàn động dung. Thật ra thì, Diệp Thu sớm vừa muốn đem Thiên Sát Tinh giao cho hắn, bất quá hắn không chịu tiếp nhận thôi. Hôm nay, Diệp Thu ở trước khi chết, rốt cục thì hoàn thành nguyện vọng. Thành công cầm viên này Thiên Sát Tinh, giao cho Diệp Thần. Hắn lấy được giải thoát,
không cần lại chịu đựng thủy mẫu đế cơ chê, cũng không cần lại lưng đeo nặng nề nhân quả, không cần lại chịu đựng bóng tối nguyền rủa, hắn có thể nhắm mắt. Diệp Thần thân thể hơi run rẩy, nắm trong tay thiên sát tinh, không biết Diệp Thu là cố ý chịu chết, hay là thật kỹ không bằng người, một chiêu liền bị Chu Võ Hoàng đánh chết. Hi hi, thật là phế vật, như thế đơn giản liền bị ta giết chết, cái này cũng phối làm thiên đấu sát thần đồ đựng. Chu Võ Hoàng thấy Diệp Thu chết, liền khinh thường cười lạnh, trắng trợn giễu cợt. Diệp Thu là thiên đấu sát thần đồ đựng, vậy thiên cơ đã khuếch tán ra, Chu Võ Hoàng tự nhiên cũng là biết. Diệp Thần, ngày hôm nay ngươi liền thật tốt luyện hóa viên này thiên sát tinh, nếu không, bằng ngươi bây giờ thực lực, cũng không phải là ta địch thủ. Chu Võ Hoàng mười phần phách lối, hoàn toàn không đem Diệp Thần đặt ở bên trong mắt. Diệp Thần giận dữ, cho ta im miệng. Hắn thân thể bỗng nhiên bạo khởi, bàn tay hóa thành hoàng kim long chảo, mang ngút trời kim quang, cuồng như vậy hướng Chu Võ Hoàng lướt đi. Chu Võ Hoàng hì hì cười nhạt, nhìn hờ hững, thiên nguyên cảnh quy luật bùng nổ, cả người nguyên khí như điên sóng chảo đáng, một trường gào thét ra. Hai người cứng đối cứng đụng nhau, nổ lên kinh thiên khí lưu, một trận đại chiến sắp bùng nổ. Dừng tay. Đây là, một cái dài đạm hình mái tóc dài màu trắng đàn bà xinh đẹp, nhanh chóng phóng đến trong hai người lúc đó, đem hai người tách ra, chính là thiên pháp lộ nguyệt. Có cái gì ân oán, lên lôi đài giải quyết, lúc không có ai cấm chỉ quyết đấu, nếu không ta cầm các ngươi cũng đuổi ra ngoài. Thiên pháp lộ nguyệt lạnh giọng cảnh cáo, đạo tông có đạo tông quy củ. Diệp Thần hừ một tiếng, cũng chỉ tốt dừng tay thôi đấu. Chu Võ Hoàng nói, Diệp Thần, người tốt nhất cầu nguyện ngày mai đừng đụng đến ta, nếu không ngươi nhất định phải chết. Ngày hôm nay 16 mạnh tranh tài kết thúc, bát cường quyết ra. Diệp Thần, Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ, Độc Cô Gia La, Hàn Viêm, Tân Tinh Nhã, San Hô cùng Vũ các người, cũng thuận lợi lên cấp bát cường. Người bị đào thải bên trong, chỉ có thiên sát tinh Diệp Thu bỏ mình. Những người khác, tuy có trọng thương tình huống, nhưng dẫu sao có nhất định tu vi nội tình, coi như lúc xuất hiện gian tuyến đại lượng tắt tình huống, tổng sẽ không nói trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng thiên sát tinh Diệp Thu, nhưng là hoàn toàn bỏ mạng. Diệp Thần phỏng đoán, hắn là thật muốn đi tìm cái chết, chỉ cầu giải thoát. Ban đêm, Diệp Thần cầm thiên sát tinh, trong lòng rất không phải mùi vị. Đao Phong Nữ Hoàng nói, mộ chủ, người luyện hóa ngôi sao này, chậm một chút thay bạn ngươi trả thù. Diệp Thần than thở một tiếng, biết chìm đắm vào thương cảm, cũng là vô dụng. Hôm nay hắn cần phải làm, chính là đánh chết Chu Võ Hoàng, là Diệp Thu trả thù. Lập tức, Diệp Thần hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, cầm trong tay thiên sát tinh, trực tiếp nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Viên này thiên sát tinh, mang theo nồng đậm hắc ám nguyền rủa. Nhưng Diệp Thần có luân hồi huyết mạch và luân hồi nguyên thể, cũng không sợ những thứ này nguyền rủa. Hơn nữa, hắn bản thân liền ủng hộ có hồn thiên đế quyết tử ma nhãn, coi như không có luân hồi huyết mạch, hắc ám hồn tộc nơi làm nguyền rủa cũng không cách nào thương tổn tới hắn. Viên này thiên sát tinh, từng luồng năng lượng, chậm rãi dung nhập vào Diệp Thần trong đan điền. Thiên sát tinh năng lượng, là 10 phần kinh khủng, thủy mẫu đế cơ bồi dưỡng vô số kỷ nguyên, ngôi sao này bên trong hàm chứa ngập trời linh khí. Chỉ tiếc, thiên sát tinh nhiều linh khí năng lượng, đều bị vậy từng tầng một hắc ám nguyền rủa giam cầm ở, Diệp Thần khó mà rút ra lấy ra. Hắn tuy không sợ hãi hắc ám nguyền rủa, nhưng vậy không cách nào phá vỡ nguyền rủa giam cầm. Những thứ này hắc ám nguyền rủa, ngược lại là có chút phiền toái. Diệp Thần cau mày nói. Đao Phong Nữ Hoàng nói, nguyền rủa tồn tại, đổ là một chuyện tốt. Bởi vì, viên này thiên sát tinh năng lượng, là hết sức hắn hùng hậu mãnh mãnh liệt, nếu là toàn bộ bộc phát ra, mộ chủ, người có thể chưa chắc chịu được. Diệp Thần con người híp lại, cũng là rõ ràng liền thiên sát tinh khủng bố, nói, phải không? Đao Phong Nữ Hoàng nói, viên này thiên sát tinh, cần phải thiên đấu sát thần mà sống, người trước nắm giữ ẩn chứa trong đó tinh thần mạch lạc quy luật, đến lúc đó, là được cùng thiên đấu sát thần khí cơ hô ứng, có thiên đấu sát thần trợ lực. Người sẽ không sợ vậy Chu Võ Hoàng. Diệp Thần nói, được. Lập tức, Diệp Thần ngưng thần luyện hóa thiên sát tinh, cảm ngộ ẩn chứa trong đó tinh thần quy luật, năng lượng mạch lạc vân. Vân, thiên sát tinh quy luật, tất cả đều là giết hại khái niệm, xuyên Việt năm tháng sông dài, cùng cổ xưa thiên đấu sát thần hô ứng. Diệp Thần luyện hóa chấp trưởng sau đó, vậy cảm thấy tự thân hơi thở,
tựa hồ cùng luân hồi mộ địa bên trong thiên đấu sát thần mộ bia, tạo lập được một chút kỳ diệu liên lạc. Thiên đấu sát thần tuy còn không có phát hiện thân, nhưng Diệp Thần nếu như không để ý giá cao nói, đã có thể mượn dùng hắn một chút lực lượng. Một đêm trôi qua, đến lúc hôm sau, trận chung kết vòng thứ hai bắt đầu. Ngày hôm qua bát cường tuyển thủ, ngày hôm nay đem tiếp tục rút thăm tỷ đấu, quyết ra tứ cường. Diệp Thần rút thăm, đối thủ lại là San Hô Cung Vũ. Chu Võ Hoàng rút được Hàn Diễm, thiên nữ đối thủ chính là Độc Cô Già La. Tứ cường tranh đoạt thi đấu bắt đầu, Diệp Thần ở trên lôi đài đối mặt San Hô Cung Vũ, hai người cũng cười. San Hô Cung Vũ khom người nói, thiên chủ, ta nhận thua, chúc mừng ngươi lên cấp tứ cường. San Hô Cung Vũ là Diệp Thần tín đồ, tự nhiên sẽ không cùng hắn tranh đấu, rất dứt khoát liền nhận thua. Toàn trường xôn xao, cũng đang nghị luận Diệp Thần vận khí vậy quá tốt, liên tục hai bánh đối thủ cũng nhận thua, không phí nhiều sức liền lên cấp tứ cường. Mà thấy San Hô Cung Vũ, cổ tinh môn trên dưới người, đều là cắn răng nghiến lợi. Diệp Thần, ta muốn ngươi chết. Dám lăng nhục ta cổ tinh môn thánh nữ, ta ngươi nhất định phải chết. Cốt Thiên Đế mặt mũi quét sân, vô cùng tức giận, hướng về phía Chu Võ Hoàng lớn tiếng nói. Chu Võ Hoàng, giúp ta làm thịt Diệp Thần thằng nhóc này, ta cổ tinh môn cho ngươi cao nhất thù lao. Lúc này Chu Võ Hoàng, đang cùng Hàn Diễm đối chiến trước, nghe được Cốt Thiên Đế nói, hắn liền mỉm cười nói. Được, Cốt Thiên Đế, đa tạ ngươi thù lao, ta nhất định đem Diệp Thần vậy tiểu tử bằng thây vạn đoạn, ha ha. Hắn đang cùng Hàn Diễm kịch liệt giao chiến. Nhưng như cũng có thể bình tĩnh đáp lại Cốt Thiên Đế nói, khí định thần nhàn, có thể gặp tu vi cao, thực lực mạnh mẽ. Hàn Diễm kiếm ra như phong bạo, nhưng không cách nào thương tổn tới Chu Võ Hoàng chút nào. Muốn giết đại ca ta, trừ phi ngươi trước hết giết ta. Hàn Diễm nghe mới vừa Chu Võ Hoàng lời nói, trong lòng vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt, trong con ngươi ma khí bùng nổ, lập tức nhập ma, hóa thân thành kiếm ma. Hóa thân kiếm ma sau đó. Hàn Diễm hét điên cuồng kinh thiên, cả người ma hy như nước thủy triều, kiếm quang như nước, phá thiên liệt địa, chém chết hướng Chu Võ Hoàng. Nhưng mà, phụ thân hắn Đao Thiên Đế, vì phòng ngừa lòng hắn thần bị lạc, đã sớm hạn chế hắn nhập ma trạng thái. Hắn tuy nhập ma, lực lượng lại không có bạo tăng nhiều ít, cũng không có thể cho Chu Võ Hoàng mang đến nhiều ít uy hiếp. Đế Hoàng trấn ma, phá cho ta. Chu Võ Hoàng quát to một tiếng. Thúc dục đế hoàng tròm sao lực lượng, trong tay cuồn cuộn kim quang bùng nổ, con người vậy hóa thành màu vàng, lộ ra đế hoàng uy nghiêm, một trường gào thét, cuồng bạo trưởng phong đợt sóng, lại đem Hàn Diễm đẩy xuống lôi đài. Tuyển thủ đánh mất lôi đài, Chu Võ Hoàng thắng. Trọng tài Phạm trưởng lão tuyên bố kết quả. Chu Võ Hoàng đánh bại Hàn Diễm, khóe miệng lộ ra mỉm cười, cái gọi là kiếm ma, bất quá như vậy. Diệp Thần thấy Chu Võ Hoàng như vậy ung dung liền chiến thắng. Trong lòng một hồi chấn động, nghĩ ngợi, tên này bề ngoài phách lối cuồng thả, nhưng trong thực tế tâm tư kín đáo, không thể khinh thường. Thật ra thì nếu như là đỉnh cấp tỷ thí, Chu Võ Hoàng muốn đánh bại Hàn Diễm, vậy cũng ắt phải tốn nhiều khổ tâm, tuyệt sẽ không ung dung. Nhưng, hắn xảo diệu lợi dụng tranh tài quy tắc, cầm Hàn Diễm đẩy rơi lôi đài, vậy thì ung dung chiến thắng, tiết kiệm khí lực, có thể đem thể lực cất giữ đến cuối cùng trận chung kết. Hàn Diễm đầu óc mơ hồ sa sút. Cả người đều ngẩn ra. Mới vừa Chu Võ Hoàng trưởng phong 10 phần mãnh liệt, hắn là liên tiếp lui về phía sau giảm bớt lực, vốn định trước tránh mũi nhọn, lại chờ cơ hội phản kích, nào nghĩ tới rơi xuống phía sau lôi đài, đã mất đi tiếp tục tranh tài tư cách. Thiên Đao gia tộc có mấy cái trưởng lão, tới đây mang Hàn Diễm trở về, nói. Thiếu gia, không có sao chứ. Thua ở Chu Võ Hoàng dưới quyền, cũng không coi là oan uổng, người có thể bắt được bát cường thành tích. Gia chủ rất cao hứng. Đại lộ tranh phong bát cường, cũng có thể lấy được tưởng thưởng phong phú. Hàn Diễm ánh mắt mang theo vô hạn không biết làm sao cùng áy náy, nhìn về Diệp Thần, nói, đại ca, thật xin lỗi. Hắn nhanh như vậy liền sa sút, không có thể cho Chu Võ Hoàng tạo thành tổn thương chút nào, vậy một khi Diệp Thần đối mặt Chu Võ Hoàng, đối phương đúng là trạng thái tột cùng nhất. Diệp Thần lắc đầu một cái, tự nhiên sẽ không trách Hàn Diễm. Thiên nữ và Độc Cô Già La tỷ thí, kết quả vậy rất mau ra đây, thiên nữ thắng. Đến cuối cùng, tứ cường quyết ra, chính là Diệp Thần, Chu Võ Hoàng, thiên nữ, còn có Tân Tinh Nhã. Tân Tinh Nhã là tụ bảo thương hội đại tiểu thư,
sau lưng tu luyện sâu minh lĩnh vực sát thủ bí pháp, coi như coi thường đẹp thần trợ lực, nàng bản thân cũng là một cái nổi danh thiên tài, đi tới tứ cường không hề hiếm lạ. Tứ cường quyết ra sau đó, liền lập tức cử hành rút thăm. Diệp thần rút được đối thủ, chính là Tân Tinh Nhã. Mà Chu Võ Hoàng, thì cùng thiên nữ quyết chiến. Tân Tinh Nhã gặp mình ngày mai đối thủ, chính là Diệp thần, không khỏi được lộ ra vẻ vui sướng nụ cười, nói, Diệp đại ca, chúc mừng ngươi rồi, ngươi lên cấp trận chung kết, ta nhận thua, không đánh với ngươi. Nghe được Tân Tinh Nhã lại nhận thua, Diệp thần ngẩn người. Toàn trường người xem xôn xao, Diệp thần ba đợt gặp phải tuyển thủ, địch giã, san hô cung vũ, Tân Tinh Nhã, toàn bộ nhận thua. Hắn không cần trải qua đánh một trận, liền trực tiếp lên cấp sau cùng trận chung kết, thật sự là làm người ta khiếp sợ. Diệp thần cười khổ một tí, nói Tinh Nhã, ngươi thật nhận thua sao? Tân Tinh Nhã cười nói, đúng vậy, Diệp đại ca, ngươi nhưng mà ta hải đăng, ta làm sao sẽ cùng ngươi tranh? Nghe được Tân Tinh Nhã nhận thua, Diệp thần trực tiếp tiến vào cuối cùng trận chung kết, Chu Võ Hoàng và thiên nữ sắc mặt, cũng không quá xinh đẹp. Chu Võ Hoàng nói, thiên nữ, xem ra thằng nhóc này vận khí thật là không tệ, một đường xuống đều không đụng phải ngươi và ta, hai người chúng ta ngược lại muốn đánh nhau, thật đáng chết à. Thiên nữ vẻ mặt bình tĩnh, nói, không có vấn đề, với ai đánh đều là đánh, dù sao ta nhất định sẽ đoạt cúp. Chu Võ Hoàng cười hắc hắc nói, vậy thì đi nhìn đi, ta từ thiên đế cảnh, từ chém tu vi đánh rơi đến ngày hôm nay, chính là vì bắt lại thi đấu hạng nhất, trọng tố thân xác, người biết ta lưng đeo bao nhiêu không? Cái này hạng nhất, nhất định là ta. Ngươi dám cùng ta cướp, ta liền giết ngươi. Thiên nữ nghe Chu Võ Hoàng uy hiếp, diễn cảm như cũ lãnh đạm, cũng không có gì dao động. Lại qua một ngày, đến khi ngày mai, vạn chúng chúc mục trận chung kết tranh đoạt chiến đến. Bởi vì Tân Tinh Nhã đã nhận thua, cho nên Diệp thần trực tiếp lên cấp trận chung kết, hôm nay thi đấu, chính là Chu Võ Hoàng cùng thiên nữ tỷ thí. Vô số đạo ánh mắt, hội tụ ở trên hai người. Hai người đứng ở trên lôi đài, xa xa đối lập, trên mình tràn ngập thiên nguyên cảnh quy luật ánh sáng. Hôm nay thiên nữ và Chu Võ Hoàng, đều là thiên nguyên cảnh tầng một cường giả. Chu Võ Hoàng từ không cần phải nói, hắn đã từng là thiên đế, sức chiến đấu vô cho hoài nghi cường hãn. Mà thiên nữ, cũng nhận được qua kiếm tử tiên trần chuyên tâm tài bồi, thân xác, thần hồn, tu vi quy luật, nhân quả luật nắm trong tay vân. Vân, khắp mọi mặt năng lực, đều là vượt xa người thường. Hai người tỉ thí, ai thắng ai thua, thật vẫn khó mà dự liệu. Thiên nữ, không bằng ngươi nhận thua đi. Ha ha, ta không giết ngươi, ta còn có thể cầm ngươi mang về thiên khư thần điện, thật tốt bảo vệ yêu quý, sẽ không để cho ngươi bị kiếm tử tiên trần đốt chết, như thế nào? Chu Võ Hoàng cười nói. Nói nhảm cũng không cần nói, động thủ đi. Thiên nữ con mắt lạnh lẽo, cũng không có chút nào nói nhảm, lập tức liền thi triển thần thông, vô tận sát ý hội tụ ra. Mơ ước một lòng, tử thần à, đáp lại ta đi. Thiên nữ phát ra trang nghiêm ngâm sướng, 33 thiên thần thuật, mơ ước một lòng lưu thúc dục đến mức tận cùng, kêu gọi đệ nhất tử thần lực lượng hạ xuống. Nàng trước kia ở tử thần giáo đoàn thời điểm, cũng đã cùng đệ nhất tử thần thành lập câu thông, thậm chí lấy được bất hủ phong bi bản vẽ. Giờ khắc này, đối mặt Chu Võ Hoàng, thiên nữ ra tay một cái, liền triệu hoán đệ nhất tử thần lực lượng hạ xuống. Rắc rắc sát, chỉ gặp từng luồng bóng tối tử khí, từ trên trời hạ xuống, ở thiên nữ trên thân hình, hắc khí ngưng tụ ngưng kết, lại hóa thành cả người màu đen tử thần pháp bào, ở sau lưng nàng, lại rào một tiếng, bộc phát ra một đôi bóng tối thiên ma cánh. Cái này đôi thiên ma cánh, xuất xứ từ hỗn độn thiên ma. Hỗn độn thiên ma là tinh không bờ bên kia chủng tộc, chính là tinh không thần tộc Sa Đọa hình thái. Đệ nhất tử thần là hỗn độn thiên ma nắm giữ, cực đạo ma tôn hóa thân, giờ khắc này ban phúc thiên nữ, là nàng giao cho hỗn độn thiên ma lực lượng, bóng tối cánh che khuất bầu trời, mười phần chói mắt. Thấy thiên nữ như vậy chói mắt hình thái, toàn trường người xem xôn xao, một phiến xôn xao. Lấy ta thân này, quản lý nghiêm túc vạn tượng. Thiên nữ ngửa mặt lên trời nhất thanh thanh hát. Trong tay khua kiếm, băng hoàng khí tượng nổ tung, chém về phía Chu Võ Hoàng. Nàng tuy mượn đệ nhất tử thần và hỗn độn thiên ma lực lượng, nhưng bởi vì đạo tâm tinh khiết, cho nên không có một chút tà khí, chỉ có khoáng đạt bá đạo nắm giữ hơi thở, như xẻ thịt càn khôn thần trí cao, vừa ra kiếm,
thì có ngập trời thần uy bùng nổ, như muốn quản lý nghiêm túc vạn tượng, định đỉnh hoàn vũ, mười phần thô bạo. Có chút ý tứ. Thấy thiên nữ như vậy ngang ngược tư thái, Chu Võ Hoàng cũng không có khinh thường, cười một tiếng, đầu tiên là tránh mũi nhọn, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Thiên nữ khua kiếm chém chết, Chu Võ Hoàng chỉ là né tránh, cũng không vội trước phản công. Thiên Khư Thần Điện trước kia kêu Đà Đế Thiên Tông, Đà Đế cổ thần vẫn còn ở thời điểm, hiểu thiên tội cổ kiếm, sáng tạo ra rất nhiều thần thông bí pháp. Hôm nay Thiên Khư Thần Điện chủ lưu thần thông, cũng cùng thiên tội cổ kiếm có liên quan, chú trọng không ra tay thì thôi, ra tay một cái thì phải để cho địch nhân trả nợ tội nghiệp, cân nhắc quyết định định sống chết. Chu Võ Hoàng nếu như không có nắm chắc tất thắng, vậy sẽ không dễ dàng ra tay. Chỉ biết tránh sao? Thiên nữ ánh mắt lãnh khốc, biết Chu Võ Hoàng là muốn né tránh chỉ hoãn thời gian, cùng nàng lực lượng tiêu hao sau đó, sẽ đi phản kích. Dẫu sao, nàng là mượn dùng đệ nhất tử thần và hỗn độn thiên ma lực lượng, thực khó khăn kéo dài. Soát! Thiên nữ cánh màu đen rung lên, lập tức lắc mình giết tới Chu Võ Hoàng sau lưng. Nàng tự nhiên sẽ không cho Chu Võ Hoàng trì hoãn thời gian cơ hội, phải tốc chiến tốc thắng. Sa đọa đi, tội nhân! Thiên nữ quát to một tiếng, trường kiếm mang màu đen ma khí, như muốn sa vào tinh không, thẳng vỗ xuống. Ở cực đạo ma tôn trong mắt, mọi người đều có tội, đều có thể giết, bất kỳ mưu toan mơ ước tinh không bờ bên kia người, đều là tội nhân. Thiên nữ vừa ra kiếm, liền mang theo trừng phạt tội ác, quản lý nghiêm túc vạn tượng đại khí phách, thanh thế ngút trời, trên thân kiếm bộc phát ra vô số xét xử phù văn. Một kiếm này, Chu Võ Hoàng là vô luận như thế nào cũng tránh không tránh khỏi. Thiên tội kiếm đạo, cân nhắc quyết định sống chết. Chu Võ Hoàng một tiếng thét điên cuồng, lại nữa né tránh, thiên nguyên cảnh linh khí cuồng như vậy bùng nổ, ngưng tụ ra một thanh kiếm, cuồn cuộn thiên tội phạt sát khí bạo dũng ra, hóa thành sấm tia chớp, gió lốc lớn lửa cháy mạnh vân. Vân khí tượng, mãnh liệt hướng thiên nữ ma kiếm nghênh kích đi. Thiên nữ ma kiếm, có thể thẩm phán người đời tội ác, nhưng không cách nào thẩm phán thiên tội. Oanh, những song kiếm va chạm, kinh thiên kiếm khí đợt sóng nổ tung, chấn vỡ hư không, quy luật tan vỡ, đại lộ phai mờ. Hỗn độn ma khí, thiên phạt sát khí, cuồn cuộn sấm sét ùng ùng nổ tung, một đạo cột sáng kinh thiên vọt lên, xé thương khung. Thiên nữ và Chu Võ Hoàng đều là lui về sau mấy chục bước, nhưng hạ một sát, hai người thân thể như tia chớp cấp xạ, lại ngang nhiên đụng thẳng vào nhau, kịch liệt va chạm. Trên lôi đài, cuồng bạo khí lưu gào thét, kiếm quang đầy trời loạn vũ, bóng người lần lượt thay nhau, vô số thần thông đối oanh, mang theo từng cổ một đợt sóng, làm người ta kinh tâm động phách. Nhìn Chu Võ Hoàng và thiên nữ giao tranh kịch liệt, toàn trường người đều là chấn động. Đang kịch đấu liền mấy chục hiệp sau đó, hai bóng người chợt phút. Thiên nữ gương mặt một trắng, rào rào đích một tiếng, phun ra máu tươi, trên mình ma khí hắc khí, nhanh chóng tán loạn đi. Nàng mượn dùng mà đến lực lượng, cuối cùng là không chống đỡ được bao lâu. Thiên nữ, nhận thua đi. Thiên nữ, nhận thua đi. Chu Võ Hoàng cười gằn, linh khí mặc dù vậy hao phí rất nhiều, nhưng cũng không có bị thương, trạng thái so thiên nữ thân nhau rất nhiều. Đại thiên tội ấn. Chu Võ Hoàng hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn, lại là muốn thi triển ra Thiên Khư Thần Điện một đạo tuyệt học, kêu đại thiên tội ấn, là từ thiên tội cổ kiếm bên trong tạo hóa ra sát chiêu, một cái dấu tay chấn đánh ra, thì có cuồn cuộn thiên tội uy năng bùng nổ, hơn nữa kết hợp tự thân tu vi lực lượng, mười phần cường hãn. Ung ung, Chu Võ Hoàng đại thiên tội ấn đang ký kết, giữa trời đất khí lưu đều bị dắt động lực, phát ra sấm sét vang lớn, thanh thế thật lớn. Thiên nữ khẽ cắn răng, hít sâu một hơi, thúc giục tự thân căn nguyên lực, trên mình tất cả băng hoàng hiển hóa, liền chuẩn bị tiếp tục cùng Chu Võ Hoàng tử chiến. Chu Võ Hoàng đại thiên tội ấn, hoàn toàn ký kết hoàn thành, chín thiên phong lôi đều bị kinh động, tay hắn ấn mang cuồng bạo vô cùng lực lượng, vạn lại thấy ánh mặt trời mang nổ tung, hung hăng hướng thiên nữ chấn giết đi. Thiên nữ đang định phản kích, bỗng nhiên lúc này, một đạo thân ảnh già nua, nhanh như tia chớp bay đến trên lôi đài mặt. Chậm, đừng đánh. Đạo thân ảnh này, lại là kiếm tử Tiên Trần. Kiếm tử Tiên Trần xuất hiện, để cho được Chu Võ Hoàng cũng là có chút bất ngờ, nhưng hắn đại thiên tội ấn đã phát động, không thể nào thu hồi lại đi, liền một chưởng hướng kiếm tử Tiên Trần đánh. Kiếm tử Tiên Trần không biết làm sao, ra tay hóa giải Chu Võ Hoàng một chưởng, nói Chu Võ Hoàng,
người thắng, chúng ta nhận thua. Thiên nữ nghe được kiếm tử Tiên Trần nhận thua, nhất thời kinh hãi, kêu lên, sư phụ. Toàn trường người xem, thấy kiếm tử Tiên Trần nhận thua, cũng là một phiến xôn xao chấn động. Diệp Thần thấy một màn này, trong đầu nghĩ cái này kiếm tử Tiên Trần ngược lại là quả quyết, biết đánh tiếp nữa, coi như thiên nữ có thể thắng, vậy nhất định là thắng thảm, vậy ngày mai sau cùng trận chung kết, khẳng định không đánh lại ta, ngang hàng thay ta làm đồ cưới. Hôm nay kiếm tử Tiên Trần nhận thua, thiên nữ không bị tổn thương bao lớn, coi như không có thể đoạt cúp, nhưng chí ít không có tổn thất. Trước ba đợt thi đấu thu hoạch cơ duyên, vậy để cho thiên nữ đột phá đến thiên nguyên cảnh. Lần này đại lộ tranh phong, thiên nữ tuy không đoạt cúp, không có bắt được thiên đế thần nguyên, nhưng dẫu sao cũng có thu hoạch, thân sắc tinh hoa tăng lên, đối tương lai nhúng kiếm ổ ạt, cũng là lớn rất nhiều lợi. Kiếm tử Tiên Trần cân nhắc thiệt hơn, cho nên dứt khoát nhận thua. Chu Võ Hoàng sửng sốt một chút, rồi sau đó mặt mày hớn hở, nói, kiếm thần tiền bối, người chịu nhận thua, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Kiếm tử Tiên Trần nói, ta là đại chủ tể một người thủ hạ kiếm tử, không dám gọi kiếm thần, kiếm này thần hai chữ, người sau này là không cho phép kêu nữa, chỉ có đại chủ tể mới thật sự là kiếm thần. Chu Võ Hoàng nói, ừ. Kiếm tử Tiên Trần nói, ừ, ta lần này nhận thua, là muốn để ngươi cất giữ thể lực, ngày mai đi đối phó luân hồi chi chủ. Cái này hạng nhất, cũng không thể rơi vào luân hồi chi chủ trong tay, ta không thích hắn. Kiếm tử Tiên Trần cùng Diệp Thần tới giữa, tồn tại mâu thuẫn ân oán, hắn thậm chí còn muốn đem Diệp Thần giam cầm ở Thiên Tuần Đảo, không để cho hắn tham gia thi đấu, đáng tiếc không có thể như nguyện. Cuối cùng này hạng nhất, hắn tình nguyện là rơi vào Chu Võ Hoàng trong tay, vậy không muốn nhìn Diệp Thần đoạt cúp. Chu Võ Hoàng đại hỉ, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có được đối phương chống đỡ, nói, mời tiền bối yên tâm, ta ngày mai nhất định chém chết luân hồi. Kiếm tử Tiên Trần gật đầu một cái, liền dẫn thiên nữ rời đi lôi đài. Chu Võ Hoàng lúc này chiến thắng, thiên khư người của thần điện, bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng hoan hô ủng hộ, rồi sau đó toàn trường tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Kiếm tử Tiên Trần nhận thua, Chu Võ Hoàng cũng không có bỏ ra nhiều ít giá phải trả, liền thuận lợi đi đến cuối cùng trận chung kết. Vậy ngày mai cuối cùng trận chung kết, hắn có thể lấy cường hãn nhất tư thái, nghênh chiến Diệp Thần. Hai lớn thiên tài hàng đầu tỷ thí, sắp đến, toàn trường người xem cũng là vô cùng kích động cùng mong đợi. Chu Võ Hoàng mang lãnh khốc nụ cười, hướng Diệp Thần nói. Thằng nhóc, ngày mai sẽ là ta ngươi quyết chiến, rốt cục thì đi đến bước này. Ngươi hiện tại nhận thua, còn có mạng sống cơ hội, ha ha. Nếu không, ta liền để cho ngươi xem, thiên nguyên cảnh lợi hại. Mới vừa Chu Võ Hoàng và thiên nữ chiến đấu, Diệp Thần cũng nhìn thấy. Tự nhiên biết thiên nguyên cảnh cấp hát cái khác chiến đấu, so với thần đạo cảnh muốn hung mãnh rất nhiều. Hắn muốn chiến thắng Chu Võ Hoàng mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng, hắn lá bài tẩy thủ đoạn rất nhiều, cũng không sợ, hôm nay nghe được Chu Võ Hoàng phách lối lời nói, hắn chỉ là bình tĩnh khoanh tay, nói. Ta trước kia có thể nghiền ép ngươi, ngày mai như thường có thể giết ngươi. Chu Võ Hoàng ha ha cười một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng, vậy thì xem ngày mai ai chết vào tay ai đi, ta coi như bị ngươi giết chết thì như thế nào, ta thời gian tuyến thiên thiên vạn vạn, ngươi giết được hết sức sao. Nhưng ngươi cái này luân hồi chi chủ, cũng chỉ có một cái thời gian tuyến, ta cầm mệnh cùng ngươi đụng nhau cũng có thể diệt ngươi, ha ha ha. Luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, là bao trùm chư thiên mạnh mẽ. Nhưng cường đại như vậy sau lưng, cũng có yếu ớt địa phương. Đó chính là, Diệp Thần thời gian tuyến, chỉ có một cái, vạn cổ vĩnh hằng duy nhất. Một khi hắn chết, vậy liền thật đã chết rồi, không có sống lại có thể. Nhưng Chu Võ Hoàng mà nói, hắn có thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến, hơn nữa dựa vào thiên nguyên cảnh mạnh mẽ nội tình, những thứ này thời gian tuyến, Diệp Thần muốn toàn bộ chém chết, đặc biệt khó khăn. Hai người tới giữa, chênh lệch to lớn. Dĩ nhiên, Diệp Thần tuyệt sẽ không lùi bước. Hắn nhất định phải đoạt cúp. Luân hồi nội tình quá mức hùng hậu, hắn muốn tấn thăng đột phá, so với người thường khó khăn gấp trăm ngàn lần, chỉ có đoạt cúp bắt được thiên đế thần nguyên, được này đại cơ duyên tạo hóa, hắn sau này tu luyện mới có thể dễ dàng một chút. Toàn trường người xem xôn xao, đối chàng này sắp đến long tranh hổ đấu, cũng là tràn đầy mong đợi. Đêm đến, Diệp Thần gọi ra luân hồi thiên quốc,
ở thiên quốc bên trong tu luyện điều tức, san hô cung vũ ở bên người đi cùng trước hắn. Nguyên bản bể tan tành luân hồi thiên quốc, ở Diệp Thần thuận lợi bước lên thần sau đó, đã lần nữa đúc nguyên vẹn, chết đi tín đồ toàn bộ sống lại, lại là nhất phái phồn thịnh hướng vinh cảnh tượng. Diệp Thần hô hấp thổ nạp, yên lặng cảm ngộ tự màn thân rất nhiều võ đạo thần thông, cũng ở đây tiến một bước quen thuộc thần đạo cảnh lực lượng. Mà vào lúc này, có người làm tới bẩm báo, thiên chủ, đảm nhiệm thiên nữ cầu gặp. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, trong lòng suy nghĩ phập phồng, nói thiên nữ tới. Kêu nàng đi vào. Vậy người làm kêu, ừ, liền đi ra ngoài mang thiên nữ đi vào. Thiên nữ đi tới luân hồi thiên quốc bên trong, gặp đến chỗ này kim quang cuồn cuộn, phồn vinh cạnh tranh, nói, ngươi mảnh thế giới này, ngược lại là hưng thịnh minh mông rất, chỉ sợ ngày mai bị Chu Võ Hoàng phá hủy, lại phải lâm vào là phế tích. Diệp Thần nói, thiên nữ, ngươi tới làm gì? Thiên nữ cười một tiếng, sử dụng một quyển cổ thư, đưa cho Diệp Thần, nói, đưa ngươi một món đồ. Diệp Thần nhìn vậy cuốn cổ thư, nhận ra, nói, là chú tinh long thần ảo tưởng sách. Cái này cuốn cổ thư, chính là chú tinh long thần ảo tưởng sách. Ở chú tinh long thần trong ảo tưởng, thế gian tồn tại một vị trung cực thần, biết hết toàn năng, nắm giữ vô địch, vậy trung cực thần chính là luân hồi chi chủ. Chỉ cần có tín ngưỡng, liền có thể tạo thần. Nếu như cái này thế gian, có thật nhiều người, đồng ý chú tinh long thần ảo tưởng, như vậy, Diệp Thần thật có khả năng lên đỉnh trung cực. Cái này ảo tưởng sách, hàm chứa chú tinh long thần mãnh liệt tín ngưỡng, nếu như Diệp Thần có thể nắm giữ nói, hắn thực lực lại có thể tiến bộ. Thiên nữ nói, đúng vậy, con rồng này thần ảo tưởng sách, ta liền giao cho ngươi. Diệp Thần có chút bất ngờ, nói, tại sao phải như thế chiếu cố ta? Thiên nữ cười nói, không phải chiếu cố ngươi, là ta không muốn nhìn thấy Chu Võ Hoàng đoạt quốc thôi, ta ghét hắn. Diệp Thần cười nói, ngươi và sư phụ ngươi, có thể thật là thú vị, một cái ghét ta, một cái ghét Chu Võ Hoàng. Thiên nữ ý, vừa vặn và kiếm tử tiên trần ngược lại. Kiếm tử tiên trần ghét Diệp Thần, mà thiên nữ thì ghét Chu Võ Hoàng. Như vậy long thần ảo tưởng sách, ta thu, đa tạ. Diệp Thần không nói nhảm cái gì, trực tiếp nhận long thần ảo tưởng sách, dẫu sao hiện tại hắn đối mặt Chu Võ Hoàng, áp lực cũng là tương đương to lớn, hơn một phần cơ duyên tạo hóa, liền hơn một phần cơ hội thắng. Thiên nữ bỗng nhiên yếu ớt thở dài, nói, Diệp Thần, ta thấy tương lai, đúng như Đông Phương Sóc Đại Sư đoán như vậy, ngươi mười phần chết chắc. Nói thật, ta rất sợ ngươi sẽ chết. Không biết là ta không bỏ được đi qua cảm tình, vẫn là lại lần nữa thích lên ngươi, tóm lại, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết. Đáp ứng ta, ngày mai, ngươi nhất định phải sống sót. Nếu quả thật không đánh lại Chu Võ Hoàng, vậy thì nhận thua đi. Diệp Thần nghe thiên nữ mà nói, nhất thời ngây ngẩn. Hắn từ thiên nữ trong suốt trong tròng mắt, đọc đến lau một cái quyến luyến ý. Hắn muốn nói gì, nhưng thiên nữ đã yên lặng xoay người rời đi, chỉ để lại lau một cái nhang gió. Vào giờ khắc này, Diệp Thần đầu cũng là một hồi đau nhức, tựa như cũng nhìn thấy tương lai hình ảnh. Hắn bị Chu Võ Hoàng giết chết, luân hồi trận doanh cử hành thật lớn tang lễ, thiên hồng vừa khóc, vạn sinh đẹp cùng bi. Thiên nữ cũng phải là hắn thủ hiếu ngàn năm. Hình ảnh này, là như vậy chân thực, Diệp Thần nội tâm sâu đậm đau nhói, tựa như thật thấy được mình thi thể, liền đặt ở trước mắt. Thiên chủ, ngươi thế nào? San hô cùng vũ gặp Diệp Thần thần sắc khác thường, lật đật tới đây đỡ hắn. Không việc gì. Diệp Thần khoát khoát tay, khẽ lắc đầu một cái, từ bỏ tạp niệm của nội tâm, đêm đó liền ở luân hồi thiên quốc bên trong, ngủ yên nghỉ ngơi. San hô cùng vũ cũng là mười phần ngoan ngoãn nghe lời, là Diệp Thần hầu hạ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi ở vẫn tinh thế giới, cuối cùng trận chung kết rốt cuộc đến. Một sáng sớm, chư thiên các phái các tân khách, liền thật sớm chạy tới trên quảng trường, khắp nơi đều là nghị luận thanh âm, tất cả đại thương hội bày ra đánh cuộc bàn khẩu, đặc biệt náo nhiệt. Diệp Thần ở luân hồi trận doanh mọi người vây quanh, đi tới trận chung kết hiện trường. Chu Võ Hoàng tại Thiên Khư Thần Điện mọi người bảo vệ hạ, cũng là đến. Hai người ánh mắt xa xa nhìn nhau, đối chọi tương đối gay gắt, trong mắt thần quang đều là vô cùng ác liệt. Đạo Tông trận doanh bên này, Thiên Pháp Lộ Nguyệt ngồi ở giữa chỗ ngồi, bên người là Hoang Lão, Mạc Kim Lão Tổ, Phù Tổ, Binh Tổ các người, còn có Phách Đao Thương Lôi, Kiếm Tử Tiên Trần, vậy ngồi ở phía sau.
Các ngươi nói, Diệp Thần và Chu Võ Hoàng, ai có thể đoạt cúp? Thiên Pháp Lộ Nguyệt mỉm cười hỏi. Hoàng lão nói, Diệp Thần là ta đệ tử, ta dĩ nhiên chống đỡ hắn. Mạc Kim lão tổ nói, ta từng đã đáp ứng Diệp Thần, cùng đại lộ tranh phong sau khi kết thúc, ta sẽ mang hắn đi Quang Minh thần tộc, lấy được Quang Minh chi tâm bản vẽ, ha ha, bỏ mặc ngày hôm nay thắng bại, ta chỉ hy vọng hắn có thể sống sót. Kiếm tử Tiên Trần hừ một tiếng, nói cái này thắng bại còn dùng xem sao. Tất nhiên là Chu Võ Hoàng đoạt cúp, ha ha, Diệp Thần vậy tiểu tử lại nghịch thiên, lại làm sao có thể nghịch phạt thiên nguyên cảnh. Thiên nguyên cảnh chiến lực, nhưng mà so thần đạo cảnh cường hãn hơn. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, vậy chúng ta liền chờ kịch hay mở màn đi. Hoa Tổ Thành tựu chủ trọng tài, đứng ở trước nhất, thấy tân khách đã tập trung đông đủ, Diệp Thần và Chu Võ Hoàng vậy đến sân. Liền lớn tiếng nói, hôm nay là trận chung kết một vòng cuối cùng, mời hai vị người dự thi, Diệp Thần, Chu Võ Hoàng lên đài. Đi đôi với Hoa Tổ thanh âm rơi xuống, toàn trường bộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Ở toàn trường sơn hô hải khiếu tiếng vỗ tay bên trong, Diệp Thần và Chu Võ Hoàng leo lên lôi đài, đôi mắt như điện nhìn chăm chú đối phương, xa xa giằng co. Diệp Thần, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta nhường ngươi ba chiêu, động thủ đi. Chu Võ Hoàng khóe miệng mang cười gằn, chút nào không đem Diệp Thần đặt ở bên trong mắt, vừa thấy mặt liền nói muốn để hắn ba chiêu. Diệp Thần nghe nói như vậy, cũng là khá có chút bất ngờ, rồi sau đó cười nói, rất tốt, ngươi ngược lại là hào phóng. Nếu Chu Võ Hoàng khinh thường như vậy, vậy Diệp Thần vậy không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hoàng Kim Long Chảo, Chư Thần Hoàng Hôn. Chiêu thứ câu nhất, Diệp Thần chính là bộc phát ra Hoàng Kim Long Chảo. Bàn tay hóa thành cổ xưa long chảo, móng vuốt trên có hoàng hôn huy quang cuồn cuộn bạo dũng ra, nhanh chóng đem toàn bộ lôi đài tỷ võ bao phủ, hóa thành một cái chư thần hoàng hôn kết giới. Cái này chư thần hoàng hôn, là 33 thiên thần thuật một trong, Diệp Thần ở đánh chết hoàng hôn cự nhân, chiếm đoạt đối phương tinh khí sau đó, hắn hoàng hôn thần thuật tu vi thành tựu, cũng là lớn lớn tăng lên. Một chiêu này chư thần hoàng hôn sử dụng, coi như là phổ thông thiên nguyên cảnh cường giả. Cũng phải bị ăn mòn. Nhưng, Chu Võ Hoàng cũng không phải người bình thường, hắn nội tình cực kỳ thâm hậu, thấy Diệp Thần hoàng hôn thần thuật sau đó, nhìn hờ hững. Thiên nguyên thể, mở. Quát to một tiếng, Chu Võ Hoàng cả người linh khí bùng nổ, trên thân thể hiện ra từng đạo nguyên văn, thể chất cường độ nhanh mạnh tăng vọt, lại là cứng rắn bị Diệp Thần hoàng hôn thần thuật đánh vào. Đây là thiên nguyên thể, thiên nguyên cảnh cường giả đặc biệt thủ đoạn, có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, tăng lên cường độ thân thể. Chu Võ Hoàng mở ra thiên nguyên thể, lại như siêu phàm nguyên thể vậy mạnh mẽ, Diệp Thần hoàng hôn thần thuật đánh vào đi qua, chút nào không thể ăn mòn. Có chút ý tứ. Thấy vậy, Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, cũng là bước đầu cảm nhận được liền thiên nguyên cảnh cường hãn, quả nhiên khó đối phó. Còn có hai chiêu, Diệp Thần ánh mắt vừa chuyển, bàn tay đột nhiên cách không lấy ra. Đại Hoang Trộm Thiên Thuật. Luân hồi nguyên thể. Lôi đồ đằng, thiên lôi vô cùng diệt. Nơi tay trưởng cách không lấy ra ngay tức thì, Diệp Thần lại mở luân hồi nguyên thể, hai chiêu tể phát. Bàn tay hắn bạo phát ra đại hoang trộm thiên thuật, điên cuồng ăn cắp Chu Võ Hoàng trên mình thiên nguyên linh khí cùng quy luật. Cùng lúc đó, luân hồi nguyên thể mở, lôi đồ đằng trình độ cao nhất bùng nổ, mang có thiên kiếp hơi thở hung dữ sấm sét, như mãng long vậy từ Diệp Thần trong cơ thể tuôn ra, hung hăng hướng Chu Võ Hoàng đánh giết đi. Trước đây Diệp Thần độ kiếp bước lên thần, ngày trước cướp lôi quang, cũng là hóa thành hắn lôi đồ đằng lực lượng một phần chia. Cho nên, lôi đồ đằng vừa bắt đầu, là được bùng nổ thiên lôi vô cùng diệt, thiên kiếp sấm sét nổ ra đi, chấn động chư thiên, như thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, uy thế đặc biệt hung mãnh. Chu Võ Hoàng mặt liền biến sắc, hắn cảm thấy tự thân linh khí, lại phải bị Diệp Thần trộm đi. Cái này đại hoang trộm thiên thuật nghĩa sâu xa. Đặc biệt tuyệt diệu, Diệp Thần bước lên thần sau đó, thì triển ra lại là muốn gì được nấy. Nếu như là tu vi hơi kém người, gặp phải hắn đại hoang trộm thiên thuật ăn cắp, sợ rằng cả người khí huyết tinh hoa, đều phải ngay tức thì bị trộm sạch, lâm vào là khô thi. Coi như là Chu Võ Hoàng, cũng cảm nhận được một chút uy hiếp. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, ngự kiếm ra, chặt đứt Diệp Thần trộm thiên quy luật, lại thi triển thiên tội kiếm đạo, kiếm khí bão táp. Đem đánh giết mà đến sấm sét chém chết. Diệp Thần thấy Chu Võ Hoàng xuất kiếm,
không khỏi được cười lạnh nói, Chu Võ Hoàng, người không phải nói muốn nhường ta ba thu sao? Lại thế nào tay? Nghe vậy, Chu Võ Hoàng gương mặt nhất thời thành màu gan heo, đặc biệt khó khăn xem. Đến nơi này một khắc, hắn mới phát hiện, mình đánh giá thấp Diệp Thần thực lực. Coi như hắn dựa vào thiên nguyên cảnh tu vi, có thể chiến thắng Diệp Thần, vậy tuyệt sẽ không ung dung. Mà thấy Chu Võ Hoàng bộ dáng chật vật, toàn trường người xem cũng là một hồi xôn xao, Diệp Thần chỉ dùng ba chiêu, liền ép được Chu Võ Hoàng đánh lại, hai bên thực lực sai biệt, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Võ Hoàng, luân hồi chi chủ là kinh thế thiên tài, người không thể khinh địch khinh thường. Thiên Khư Thần Điện trận doanh bên trong, Chu gia lão tổ Chu Mục Thần chống gậy, trầm giọng nói. Một bên Vũ Hoàng Cổ Đế, chính là sờ dâu yên tĩnh xem cuộc chiến, cũng không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Lão tổ. Chu Võ Hoàng không dám khinh thường nữa, ngưng tức tĩnh khí, ánh mắt như nước tẩy vậy nhìn Diệp Thần. Hưu. Hắn lại nửa đem nhường, thân thể như quỷ mị vậy bắn ra, kiếm trong tay lộ ra một vẻ hung hãn ánh sáng, thẳng hướng Diệp Thần tim đâm tới. Nhân quả luật, định thân nhận lấy cái chết. Ở một kiếm đâm về phía Diệp Thần thời điểm, Chu Võ Hoàng lại vận chuyển nhân quả luật, như miệng chứa thiên hiến, vừa ra miệng liền kinh động thiên địa pháp tắc, nổ lên cuồn cuộn khí lưu. Hắn tại chỗ phát ra một cái nhân quả luật, chính là muốn Diệp Thần định thân nhận lấy cái chết. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy thân thể cứng ngắc, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình, vững vàng đem hắn trói buộc ở. Hắn trong lòng thất kinh, thiên nguyên cảnh lực lượng, quả nhiên hung mãnh, cái này nhân quả luật áp chế, liền hắn đều cảm thấy áp lực. Nếu như là phổ thông thần đạo cảnh nhất tầng thiên tu sĩ, gặp phải Chu Võ Hoàng nhân quả luật áp chế, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng, Diệp Thần lâm nguy không loạn, đan điền bên trong linh khí nổi lên, hóa thành từng đạo mạnh mẽ song âm, từ trong cổ họng bộc phát ra. Ô, cục cục, bá, mà, oanh. Diệp Thần bùng nổ kinh thiên rồng ngâm, biến dạng quy luật, làm vỡ nát Chu Võ Hoàng nhân quả luật trói buộc. Đây là chú tinh long thần lưu lại rồng ngâm thần công, Diệp Thần đã sớm nắm giữ được 10 phần thành thạo, một tiếng rồng ngâm bùng nổ, đủ để đánh vỡ nhân quả luật gông xiềng. Đang đánh phá nhân quả luật gông xiềng đồng thời, Diệp Thần sau lưng rào một tiếng, mở ra huy hoàng sáng chói tự do rực, thân thể chớp mắt, liền tránh ra Chu Võ Hoàng một kiếm. Thấy Diệp Thần tư thái như vậy linh hoạt, Chu Võ Hoàng sắc mặt trầm xuống. Dưới lôi đài phương rất nhiều các khán giả, cũng là xì xào bàn tán. Vốn là có rất nhiều người, cũng cho rằng Diệp Thần phải bị Chu Võ Hoàng nghiền ép, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần nhưng là chút nào không kém. Cho dù hắn tu vi, ước chừng so Chu Võ Hoàng kém một cái cảnh giới lớn, nhưng đến trước mắt mới ngưng, cũng không có bất kỳ rơi vào hạ phong dấu hiệu. Đại ca quả nhiên lợi hại. Hàn Diễm vui tiếng khen ngợi, trong lòng chỉ trông đợi Diệp Thần có thể đoạt cúp. Mà Thiên Khư Thần Điện, Ngoại Thần Liên Minh Thiên Đế Tổ Đình, Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn Vân. Vân Trận Doanh, thấy Chu Võ Hoàng cũng không có thể lấy nghiền ép tư thái bắt lại Diệp Thần, sắc mặt đều là ngưng trọng xuống. Chỉ sợ sẽ có biến số phát sinh. Chu Võ Hoàng biết có vô số ánh mắt nhìn chăm chú mình, lập tức cười hắc hắc, trong mắt lộ ra lau một cái giữ tợn ý, hướng Diệp Thần nói. Ngươi thần thông nhiều vô số kể, ta cũng không dám khinh thường ngươi, cho ngươi xem một kiểu đồ, hì hì, hy vọng ngươi không nên quá kinh ngạc. Luân hồi thần giáp, mở. Theo quát to một tiếng, Chu Võ Hoàng trên thân hình, từng tầng một kim quang như sóng chiều vậy bạo dũng ra. Hóa thành từng cục trọng giáp giáp phiến, rắc rắc sát vang dội, bao trùm ở trên người hắn, nhanh chóng cấu trúc thành một bộ trầm trọng vô cùng màu vàng chiến giáp. Vậy một bộ màu vàng chiến giáp, hoàn toàn đem cả người cũng bao vào, chỉ lộ ra một đôi mắt, chiến giáp lần trước phiến phiến phủ văn, như sao sông đường vân vậy xen lẫn, đặc biệt nguy nga, vô biên võ đạo hơi thở gào thét ra, làm người ta rung động. Đây là... Diệp Thần con người có giúp lại nhìn Chu Võ Hoàng trên mình phù văn chiến giáp, lại cảm thấy luân hồi thất tinh mạch truyền ra đồng tình. Cái này bộ chiến giáp, là ta trước kia vẫn là thiên đế thời điểm, cơ duyên xảo hợp lấy được. Ha ha, chiến giáp này, trên thực tế là một khối mảnh vỡ, là ngươi luân hồi thất tinh viên thứ 5 tinh thần, thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ. Nếu là ở thiên nguyên cảnh trước kia, ta cũng vẫn không có thể lực nắm giữ cái này thần giáp. Ta ngày hôm nay sẽ dùng cái này bộ chiến giáp, hoàn toàn đánh bể ngươi. Chu Võ Hoàng cười gằn, liền trường kiếm trong tay, cũng là rắc rắc sát vang dội,
che phủ một tầng thật dày màu vàng giáp phiến, cả cây kiếm nổi được kim quang vạn trượng, thô bạo phi phàm, một kiếm mang làn sóng kinh thiên, hướng Diệp Thần gào thét đi. Diệp Thần thất kinh, Chu Võ Hoàng ở mặc cái này bộ chiến giáp sau đó, lực lượng bão táp tiến mạnh, một kiếm này uy lực, không biết so mới vừa lợi hại nhiều ít. Thần giáp mệnh tinh, hắn lại có thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ. Diệp Thần nội tâm đại chấn, luân hồi thất tinh mạch viên thứ 5 tinh thần, chính là kêu thần giáp mệnh tinh, thức tỉnh sau đó, có thể ngưng tụ ra cường đại chiến giáp, bay lên trời chui xuống đất, hộ thân giết người, không gì không thể. Diệp Thần đầu ông ông tác hưởng, trong phảng phất lại cảm thấy không đúng. Mới vừa Chu Võ Hoàng nói, cái này thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ, là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, nhưng Diệp Thần nhưng bắt được một chút mịt mờ thiên cơ, cảm nhận sau lưng chân tướng, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Khối này thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ, Chu Võ Hoàng tựa hồ là từ Chu gia lão tổ Chu Mục Thần trong tay, thừa kế mà đến. Luân hồi tương quan cơ duyên, người ngoài muốn chấp trưởng, so lên đỉnh thiên đế còn phải gian nan. Chu Võ Hoàng không thể nào như thế dễ dàng liền nắm trong tay. Chỉ có thần bí kia Chu gia lão tổ ra tay, mới có thể ăn cắp luân hồi cơ duyên. Chỉ là, đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không cách nào ngẫm nghĩ quá nhiều. Chu Võ Hoàng ở luân hồi thần giáp ra chỉ xuống, kiếm khí bá đạo ngất trời, dễ như bớn, không thể nhất thế. Liệt nhật mệnh tinh, cho ta trấn áp. Diệp Thần cuồng quát một tiếng tại chỗ liền sử dụng liệt nhật mệnh tinh. Hung hăng hướng Chu Võ Hoàng đầu đập xuống. Chu Võ Hoàng một kiếm này, quá hung mãnh. Diệp Thần vội vàng tới giữa, khó mà chống đỡ. Nếu không phòng được, vậy hắn dứt khoát cũng không phòng, mặt trời gay gắt oanh tạc Chu Võ Hoàng đầu, muốn buộc hắn thu kiếm hồi thủ. Nhưng không ngờ, Chu Võ Hoàng ánh mắt lạnh lùng, không để ý chút nào Diệp Thần thế công, trường kiếm tiếp tục hướng Diệp Thần cổ chém tới, phải đem đầu hắn chặt xuống. Đây là một mạng đổi một mạng tàn bạo lối đánh. Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, ra sau tới trước, dẫn đầu nổ trúng Chu Võ Hoàng. Mặt trời gay gắt nổ, nổ lên ngập trời sóng nhiệt khí lưu, hư không bể tan tành, ánh mặt trời chói mắt ánh chiếu chư thiên, sắp đem người ánh mắt chọc mù. Tại chỗ không thiếu người xem, đều là kinh hô lên, rối rít che kín cặp mắt. Chỉ gặp Chu Võ Hoàng bị nổ trúng sau đó, trên mình chiến giáp nón sắt bộ phận nứt ra. Lộ ra một cái miệng là nám đen máu tươi mặt, khóe miệng còn mang tàn khốc nụ cười. Hắn cứng rắn bị Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh oanh tạc, trên người luân hồi chiến giáp dưới sự bảo vệ, chỉ dập tắt mấy cái không đáng kể thời gian tuyến. Mà Diệp Thần, gặp phải Chu Võ Hoàng trường kiếm nổi giận chém, sống chết trước mắt đã không cách nào né tránh, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, gọi ra Thanh Liên phân thân, rời hình đổi ảnh, để cho phân thân đời mình chịu chết. Doạt! Chu Võ Hoàng kiếm khí hung mãnh, tại chỗ chém chết liền Diệp Thần phân thân ở cuồn cuộn kiếm khí uy thế hạ, hóa thành bụi bặm. Hi hi, thằng nhóc, ngươi dám cùng ta liều mạng. Ta thời gian tuyến thiên thiên vạn vạn cái, ngươi có nhiều ít cái mạng. Chu Võ Hoàng cười gằn, hắn chỉ là một kiếm, liền ép Diệp Thần hy sinh Thanh Liên phân thân, có thể gặp hắn thực lực có hung mãnh cỡ nào. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, trong đầu nghĩ cái này thần giáp. Quả nhiên lợi hại, cái này vốn phải là của ta đồ, đáng chết, lại có thể bị hắn ăn cắp. Mới vừa Chu Võ Hoàng dựa vào luân hồi thần giáp bảo vệ, cứng rắn bị Diệp Thần oanh tạc, nhưng chỉ là dập tắt mấy cái thời gian tuyến, nhỏ nhặt không đáng kể. Cái này thần giáp, lực phòng ngự đích xác là khủng bố, liền Diệp Thần luân hồi mệnh tinh oanh tạc, đều có thể chịu được. Nếu như không có thần giáp bảo vệ, Chu Võ Hoàng ít nhất phải tắt một nửa thời gian tuyến. Đạo tâm bị long đong tất nhiên nghiêm trọng, hắn không thể nào thật cùng Diệp Thần liều mạng. Làm sao, rất khó chịu có phải hay không? Ta ngày hôm nay, liền muốn ngươi chết ở nơi này phó chiến giáp thần uy dưới. Chu Võ Hoàng diễn cảm 10 phần phách lối, tư thái cuồng ngạo, lại một kiếm chặt chém tới. Thần giáp, trở về. Diệp Thần một bên khó khăn tránh né Chu Võ Hoàng kiếm, một bên ở trong lòng điên cuồng triệu hoán luân hồi thần giáp trở về. Chu Võ Hoàng trên mình thần giáp, vốn chính là thuộc về luân hồi một đạo đồ, hắn chỉ là tiếm quyền ăn cắp, Diệp Thần mới thật sự là chủ nhân. Ở Diệp Thần điên cuồng triệu hoán dưới, bộ kia thần giáp sắc sắc sát vang động, mơ hồ cùng Diệp Thần thành lập đồng tình, tựa hồ thật phải nghe hắn triệu hoán, trở lại trong tay hắn. Nhưng là, Chu Võ Hoàng ý chí quá mãnh liệt, hoàn toàn áp chế cái này cổ đồng tình. Hắn bá chiếm thần giáp có linh, tuy có trở về ý.
nhưng cũng không cách nào thoát khỏi hắn nắm trong tay. Làm sao, ngươi lại muốn trộm đồ ta? Cái này thần giáp đã là ta pháp bảo, ngươi còn muốn ăn cắp? Đạp trời ma hổ, hiển hóa. Chu Võ Hoàng ánh mắt sắc bén, cảm thấy được Diệp Thần triệu hoán, khinh thường cười nhạt, đột nhiên một nặn thủ quyết, từ vậy thần giáp bên trong, nhô lên ra cuồn cuộn ma khí, hóa ra một đầu kinh thiên ma hổ bóng người. Đó là đạp trời ma hổ, một loại cổ xưa dị thú. Lúc đầu Chu Võ Hoàng ở thần giáp bên trong, quán chú đạp trời ma hổ thú hồn. Như vậy thứ nhất, thần giáp lên luân hồi quy luật, cũng sẽ bị thú hồn áp chế, hắn có thể tốt hơn nắm trong tay. Thần giáp ma hổ hiển hóa, Chu Võ Hoàng thế như bôn lôi, thân thể bạo xông lên mang cuồn cuộn ma khí cùng sát khí, nghênh mặt ngó về phía Diệp Thần bão táp tới. Chu Võ Hoàng nghĩ thầm, đối mặt hắn như vậy hung mãnh đánh vào, Diệp Thần đã không cách nào né tránh, hoặc là cùng hắn cứng đối cứng, trứng gà đụng đá, hoặc là bị hắn ép xuống lôi đài, hắn đã là nắm vững thắng lợi. Nhưng mà, Diệp Thần nhìn Chu Võ Hoàng cuồng xông lên mà đến bóng người, ánh mắt nhưng là liền sáng. Cái này thần giáp bên trong, hắn lại có thể quán chú thú hồn, thật là trời cũng giúp ta. Tuần thú chữ bát quyết, cho đòi tự quyết, nghe ta triệu hoán, mau trở về. Diệp Thần trong miệng liên tục ngâm sướng, ngón tay nặn quyết, sử xuất tuần thú chữ bát quyết diệu pháp. Tuần thú chữ bát quyết, chính là trời, uy, bạn bè, thực, diệt, nuôi, cho đòi, mỗi một chữ đều là bác đại tinh thâm, biến hóa vô cùng. Trong đó, cho đòi tự quyết có hai cái diệu dụng, một là có thể xuyên qua cổ kim tương lai, từ năm tháng sông dài bên trong, cho gọi ra cường đại hung thú, hóa thành kỳ dụng. Hai là có thể cưỡng ép cảm cho đòi địch nhân thú cưng, để cho địch nhân thú cưng, hóa thành mình sủng vật. Giờ khắc này Diệp Thần thi triển cho đòi tự quyết, chính là muốn cảm cho đòi vậy đạp trời ma hổ thú hồn, muốn để nó phối hợp, đem luân hồi thần giáp mang về. Theo Diệp Thần tuần thú chữ bát quyết phát ra, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Chu Võ Hoàng trên mình, vậy hiển hóa ra ma hổ chiến hồn, trầm thấp hống khiếu một tiếng, lại là không công kích nữa Diệp Thần, tất cả ma khí cũng thu liễm trở về. Chu Võ Hoàng khí thế, lập tức thì trở nên được suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Chu Võ Hoàng sửng sốt một tí, rồi sau đó, chính là cảm thấy trên mình thần giáp, không bị khống chế thoát thể bay ra. Từng cục màu vàng giáp phiến, rào rào từ trên người hắn rơi xuống đi, hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc bay đến Diệp Thần trên mình, rắc rắc sát vang dội, rất nhiều giáp phiến lại lần nữa bính hợp thành một bộ nặng nề áo giáp, kim quang sáng chói, phù văn xen lẫn, thấm ra cổ xưa tao nhã khí thế. Mới vừa vẫn là thuộc về Chu Võ Hoàng luân hồi thần giáp, lập tức liền bay trở về đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần cả người che lấp luân hồi thần giáp, trong thoáng chốc chiến khí bão táp, luân hồi khí kinh thiên, một hồi chấn động thiên hổ hống vang lên, vậy đạp trời ma hổ hư ảnh, chậm rãi từ luân hồi thần giáp trên nổi lên, trong mắt mang hung quang, nhìn chằm chằm Chu Võ Hoàng. Chu Võ Hoàng ra đầu tê dại, trong chốc lát không rõ cho nên, cả người cũng bối rối. Toàn trường người xem cũng là xôn xao, một màn này nổi lên biến cố, chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần đang hô hấp tới giữa, lại có thể cướp lấy Chu Võ Hoàng chiến giáp. Ha ha, ta luân hồi một đạo thần vật, người cũng dám chiếm đoạt. Diệp Thần cười lên, lúc này có luân hồi thần giáp gia trì, hắn và Chu Võ Hoàng sức chiến đấu chênh lệch, lập tức thu nhỏ lại. Đáng chết, ngươi tên trộm này cầm lão tổ thần vật trả cho ta. Chu Võ Hoàng giận dữ, khiến cho cái thiên địa pháp tướng thần thông, thân thể thoáng một cái, sau lưng liền hiển hóa ra vạn trượng cao nguy nga pháp tướng, một trường che trời, hướng Diệp Thần vỗ xuống đi xuống. Diệp Thần lúc này có luân hồi thần giáp gia trì, không sợ chút nào, quơ quơ thân, cũng là khiến cho cái thiên địa pháp tướng, biến hóa ra ngập trời bóng người, người khoác kim giáp, như cổ xưa chiến thần, áo giáp trên ma hổ gầm thét, mười phần nguy nga. Diệp Thần tay phải hoàng kim long chảo, tay trái ma hổ thú hồn, long hổ đánh ra, bá đạo không thể nhất thế, hung hăng cùng Chu Võ Hoàng bàn tay đụng nhau. Phốc suy, Chu Võ Hoàng bị đòn nghiêm trọng, tại chỗ hộc máu, thiên địa pháp tướng tán loạn. Võ Hoàng, Thiên Khư thần điện trận doanh bên trong, Chu Mục Thần thấy Chu Võ Hoàng bị thương, sắc mặt nhất thời vô cùng âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong đầu nghĩ. Ta hàng phục trấn áp thần vật, tất cả luân hồi quy luật, đều dùng thú hồn tinh khí rửa, hắn là làm sao cướp lấy trở về. Mặc hắn suy nghĩ nát óc,
cũng không nghĩ ra Diệp Thần nắm giữ tuần thú chữ bát quyết, tuần phục thần giáp bên trong thú hồn, lại phối hợp luân hồi cảm cho đòi, thành công đem cái này bộ thần giáp, đoạt trở về. Toàn trường các khán giả, thấy Chu Võ Hoàng bị thương, cũng là vô cùng rung động, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần nhanh như vậy liền nghịch chuyển cục diện. Chu Võ Hoàng xem ra người cái gọi là thiên nguyên cảnh, cũng không quá như vậy. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, mặc luân hồi thần giáp, đỉnh đầu ra thương thiên vũ quan, một quyền đánh giết ra, titan tinh đấu quyền bùng nổ, ngút trời tinh mang nổ tung, titan cự thần bóng người mơ hồ hiện lên. Hắn chỉ muốn một quyền đánh giết Chu Võ Hoàng, trực tiếp lấy được hạng nhất. Thằng nhóc, chớ đắc ý. Nhân quả luật, khí huyết viên mãn, ta là chí tôn. Chu Võ Hoàng hừ một tiếng, cấp tốc lui về phía sau, bỗng nhiên lại phát ra một cái nhân quả luật, trên người có đại lượng thời gian tuyến hu hu tắt, nhưng thương thế nhưng là nhanh chóng phục hồi như cũ, trạng thái ngay chớp mắt liền khôi phục đỉnh cấp. Đây cũng là nhân quả luật diệu pháp, là chỉ có thiên nguyên cảnh cường giả mới có thể thi triển ra nhân quả luật, lấy hiến tế bộ phận thời gian tuyến làm giá, tiêu trừ tự thân hết thảy bất lợi trạng thái, để cho thân thể khôi phục lại đại viên mãn tình cảnh. Cái loại này nhân quả luật, giá phải trả to lớn, vậy một cái kỷ nguyên thời gian, mới có thể thi triển một lần. Giờ khắc này, Chu Võ Hoàng đối mặt Diệp Thần, liền trực tiếp thi triển nhân quả luật, để cho trạng thái khôi phục lại viên mãn, lại một trường đưa ra, rất miễn cưỡng bắt được Diệp Thần quả đấm. Diệp Thần titan tinh đấu quyền, vô cùng hung mãnh, nhưng bị Chu Võ Hoàng bắt, lại có thể lập tức mất sức. Thấy vậy, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi quả đấm rút lui. Hắn hôm nay có luân hồi thần giáp trợ lực, không có lý do sẽ còn bị Chu Võ Hoàng áp chế, cho dù người sau trạng thái khôi phục viên mãn. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần nhưng là kinh ngạc phát hiện, ở Chu Võ Hoàng trên mình, giờ phút này đang có từng luồng khí tức quỷ dị nổi lên. Đó tựa hồ là ma khí, nhưng cùng một vậy ma khí lại không cùng, muốn quỷ bí thâm trầm rất nhiều, thấm ra một cổ làm người ta tim quý hơi thở, giống như mộng ma vậy. Đó lại là đuôi thú hơi thở. Ở Chu Võ Hoàng sau lưng, ánh sáng tím lững lờ, hóa ra bốn cái kinh thiên to lớn màu tím cái đuôi. Đó là bốn đuôi tử vân điêu khí tượng. Giờ phút này, Chu Võ Hoàng lại có thể dung hợp bốn đuôi lực lượng. Đuôi thú lực lượng đánh thẳng tới, liền liền có luân hồi thần giáp hộ thân Diệp Thần, cũng cảm nhận được kinh quý. Đạo tông hạn chế giải trừ, đuôi thú lực lượng cũng có thể hung mãnh bùng nổ. Toàn trường rất nhiều người xem, thấy Chu Võ Hoàng bộc phát ra đuôi thú hơi thở, đều là kinh hô lên. Lấy Chu Võ Hoàng thiên nguyên cảnh thực lực, đuôi thú lực lượng, ở trong tay hắn, có thể phát huy ra động trời uy năng. Thằng nhóc, có thể ép ta vận dụng đuôi thú, người vậy coi là chết được kỳ sở. Chu Võ Hoàng ánh mắt âm ngoan, ở đuôi thú lực lượng ra trì xuống, thân thể nghỉ đích một tiếng, ngay tức thì liều chết xung phong đến Diệp Thần trước mặt, bốn cái màu tím cái đuôi, hướng Diệp Thần quấn quanh đi, hắn hai tay vậy mang cuồn cuộn ma khí, vặn hướng Diệp Thần cổ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, huyết long vậy dung hợp rất nhiều đuôi thú lực lượng, nhưng trước mắt còn đang tiêu hóa. Đuôi thú lực lượng 10 phần khủng bố, nghĩ xong toàn tiêu hóa, là một cái vô cùng quá trình khá dài. Cho nên, đối mặt bùng nổ đuôi thú hơi thở Chu Võ Hoàng, Diệp Thần muốn dùng đuôi thú đối kháng, nhưng là có chút khó khăn. Đứa nhỏ, mượn lực cho ta. Diệp Thần quyết định thật nhanh, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng tiểu cấm yêu quát lên. Được, phụ thân. Còn nữa, đao phong nữ hoàng tỷ tỷ giúp ta một cái tên, nàng kêu ta củ cải, người sau này cũng gọi ta củ cải đi. Tiểu cấm yêu nhanh chóng bùng nổ yêu khí, cũng đem cuồn cuộn yêu khí, bơm vào đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Củ cải, Diệp Thần sửng sốt một chút, đao phong nữ hoàng đây là cầm tiểu cấm yêu làm thú cưng. Cho hắn cái sủng vật vậy tên chữ. Tiểu cấm yêu tên thật, tên là Vong Xuyên, cũng không phải là cái gì thú cưng, trước kia là một con đại yêu, được gọi là vạn yêu thiên tôn, là yêu tộc nắm giữ. Bất quá hiện tại tình huống chiến đấu khẩn cấp, Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, lập tức thúc dục trong cơ thể rất nhiều yêu khí năng lượng, một chiêu thiên ma phệ hồn tay, hướng Chu Võ Hoàng gào thét đi. Nhưng, Chu Võ Hoàng mượn bốn đuôi lực lượng, nhưng là đặc biệt hung hãn, một trưởng phản đánh, liền đem Diệp Thần đánh được liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần không cam lòng nhận thua, lại liều chết xung phong lên. Hai người kích đánh nhau, đuôi thú năng lượng, yêu khí năng lượng, va chạm nhau nổ tung, để cho được trên lôi đài bầu trời, đều là hiện đầy cuồn cuộn mây đen.
Nhìn trong đại chiến hai người, toàn trường rất nhiều người xem kinh hãi. Đây là không không lúc nào không trẻ tuổi đồng lứa, cao cấp nhất thiên tài giao phong, khí tượng thật lớn, làm người ta rung động. Thiên nữ nhìn trên lại lôi đài kinh thiên va chạm, trong đầu nghĩ, đáng tiếc ta không thể lên đài, nếu không hàm chiến một tràng, vậy là chuyện tốt. Nàng trước kia chính là cao ngạo bất khuất tính tình, bây giờ thấy Diệp Thần và Chu Võ Hoàng quyết đấu, đi qua chiến ý cũng bị vuốt. Kiếm Tử Tiên Trần thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, nói thiên nữ nhà đầu, đừng nghĩ quá nhiều, người trước kia hơn lầm, tranh đấu quá nhiều, hôm nay người tuy không bắt được hạng nhất, nhưng tránh khỏi tranh đấu, vậy là chuyện tốt. Hắn là sợ thiên nữ lại nổi lên tranh đấu chi tâm, lại giống như trước như vậy, muốn xưng bá gọi tôn, tất nhiên không thể nào lại cam tâm hiến thân tế kiếm, vậy cũng rất phiền toái. Dạ, sư phụ, thiên nữ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn lôi đài. Chỉ gặp trên lôi đài, trong tranh đấu Diệp Thần và Chu Võ Hoàng, hai bóng người chợt phút. Đà đế cổ thần, đuôi thú bản vẽ, mở. Chu Võ Hoàng đột nhiên quát to một tiếng, bỗng nhiên liền một bức trục cuốn, mãnh như vậy mở ra, vậy trục cuốn phía trên, hội họa trước một đầu khủng bố dữ tợn cự thú, chừng 10 cái đuôi. Lại là thập vĩ thần thú hình dáng. Cái này bức trục cuốn, là đà đế cổ thần năm đó, chế tạo thập vĩ thần thú sử dụng bản vẽ. Cái này bản vẽ, bản thân liền mang theo động trời không rõ hơi thở. Chu Võ Hoàng vừa mở ra, trên mình đuôi thú năng lượng, liền điên cuồng bạo tăng, ở sau lưng hiển hóa ra bốn đuôi to lớn pháp tướng. Đó là một đầu tử vân điêu, thân thể to lớn ngút trời, bốn cái màu tím lông xù cái đuôi, như vậy muốn cuộn sạch ngân hà vậy, mười phần bá đạo nguy nga. Diệp Thần thấy tử vân điêu bóng người, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nhưng gặp Chu Võ Hoàng bàn tay vung lên, vậy tử vân điêu liền mang theo vô cùng hung tàn hung ác khí thế, hướng Diệp Thần đạp chết tới. Luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong nữ hoàng lớn tiếng nói, mộ chủ, mau dùng ta truyền cho ngươi tuần thú bí quyết. Diệp Thần nói, vậy tuần thú chữ bát quyết, đối đuôi thú vậy hữu dụng không? Đao Phong nữ hoàng nói, đương nhiên hữu dụng, mau. Diệp Thần thấy bốn đuôi tử vân điêu, mang kinh thiên uy thế nhào tới, chân thực khó có thể tưởng tượng, phải như thế nào hàng phục loại thú dữ này. Hắn luân hồi thần giáp, ở bốn đuôi không rõ hơi thở ăn mòn, ánh sáng cũng ảm đạm rất nhiều. Tuần thú chữ bát, hữu tự quyết. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cũng không bằng suy nghĩ nhiều, một chỉ điểm ra, cuồn cuộn ánh sáng bùng nổ, ở lòng bàn tay nổi lên một cái chữ hữu. Đây là tuần thú chữ bát quyết bên trong hữu tự quyết, pháp quyết này vừa thi triển, liền có thể cùng hung thú thành lập đồng tình, trở thành bạn, từ đó gián tiếp thu phục. Diệp Thần chỉ là thử một lần, nếu như không hiệu quả, hắn liền chuẩn bị phải liều mạng. Nhưng, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Diệp Thần sử dụng hữu tự quyết sau đó, vậy hung hãn đạp chết mà đến tử vân điêu, lại đột nhiên như bị sét đánh vậy, thân thể cứng ngắc, hoàn toàn ngây ngẩn. Rào. Rồi sau đó, tử vân điêu lại hóa thành hình người, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Ngươi phải, bằng hữu. Tử vân điêu bối rối, nhìn xem Diệp Thần, vừa quay đầu nhìn xem Chu Võ Hoàng, trong chốc lát không phân được hư thật, như ở ảo mộng bên trong, đầu vô cùng đau đớn. Đây là hữu tự quyết lực lượng, đã ăn mòn nó tinh thần, để cho nó thức hải xuất hiện hỗn loạn, không phân rõ Diệp Thần là kẻ địch vẫn là bằng hữu. Cuối cùng, tử vân điêu che đầu, thống khổ kêu to một hồi, lại nhảy xuống lôi đài bỏ trốn rời đi. Một màn này biến cố, để cho được toàn trường người đều kinh hãi, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Chuyện gì xảy ra, luân hồi chi chủ khiến cho cái gì yêu pháp, lại có thể để cho vậy đuôi thú đột nhiên chạy trốn. Hắn kết quả lại còn có nhiều ít thủ đoạn, nhiều ít lá bài tẩy không sử xuất ra. Đám người hoàn toàn rung động, đạo tông trận doanh bên này, thiên pháp lộ nguyệt và hoa tổ các người, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Cho dù là lấy bọn họ tu vi, vậy không hoàn toàn không nhìn thấu Diệp Thần lai lịch, đủ loại thần thông biến hóa, đơn giản là quỷ thần khó lường. Trên lôi đài, Chu Võ Hoàng cũng là hoàn toàn bối rối. Hắn vất vả cho gọi ra đuôi thú, thậm chí vận dụng đuôi thú bản vẽ lực lượng, liền là muốn một lần hành động tiêu diệt Diệp Thần. Nhưng nào nghĩ tới, Diệp Thần một chiêu thuật pháp, liền để cho bốn đuôi tinh thần thác loạn, lâm trận chạy trốn. Đáng chết tiểu tử, người thần thông thuật pháp, thật đúng là quỷ dị rất hà. Liền để cho ta xem người còn có nhiều ít thủ đoạn. Chu Võ Hoàng hoàn toàn nổi giận,
cũng không lo cái gì giá phải trả, điên cuồng thiêu đốt lên tự thân khí huyết. Hắn trên đỉnh đầu, bầu trời hóa thành hắc ám, cuồn cuộn ánh sao bùng nổ, đế hoàng tròm sao đồ đằng hiển hóa liền đi ra. Hắn thiên nguyên cảnh khí huyết lực lượng, hoàn toàn bơm vào đến đế hoàng tròm sao bên trong, cái này tròm sao, bạo phát ra trước đó chưa từng có uy năng. Rào. Chu võ hoàng trên cần phải đế hoàng tinh, trên mình hiển hóa nhân hoàng bào, cả người lập tức hóa thành đế hoàng nắm giữ vậy, uy thế phi phàm, đảo qua đổi khí. Hắn cuối cùng là thiên nguyên cảnh cường giả, dựa vào cảnh giới uy năng, cũng có thể đối diệp thần tạo thành to lớn áp chế. Cảnh giới chênh lệch, vào giờ khắc này hiển hiện ra. Mới vừa rồi liên tiếp tranh đấu, diệp thần linh khí đã tiêu hao quá nhiều, hôm nay có chút mất sức. Nhưng, Chu võ hoàng khí huyết vẫn là vô cùng đầy đặn, dẫu sao hắn là thiên nguyên cảnh cường giả. Đế hoàng tròm sao, thiên đế kinh tịch chỉ một cái kinh thiên địa. Chu võ hoàng thân hóa đế hoàng, tắm ngập trời hoàng kim thần viêm, trong tròng mắt vô tận phù văn xen lẫn, đầu đầy mái tóc dài đảo thụ, điên hận muốn khủng chỉ một cái mang kinh thiên thế, bóng sáng vạn trượng, một đạo to lớn bóng ngón tay, từ trên trời hạ xuống, như phá giết sơn hà, hướng diệp thần nghiền đè xuống. Đây là thiên đế kinh tịch chỉ, là hắn năm đó vẫn là thiên đế thời điểm, học hỏi đế hoàng tròm sao, lĩnh ngộ được kinh thiên võ kỹ. Phàm là thiên đế chí tôn, nhất định có tự nghĩ ra võ học thần thông, tuyệt sẽ không theo quy củ, chỉ đạp người khác tuyến đường. Một chiêu này thiên đế kinh tịch chỉ, chính là Chu võ hoàng năm đó tự nghĩ ra tuyệt học, tổng cộng có ba ngón tay, chỉ một cái so chỉ một cái lợi hại, nhất thức so nhất thức hung mãnh. Cho dù Chu võ hoàng tu vi, đột phá đến thiên nguyên cảnh bước, thi triển cửa này chỉ pháp, cũng cần hao phí kịch liệt linh khí, giá phải trả to lớn. Đây là hắn sau cùng lá bài tẩy. Hắn phải dựa vào vô thượng võ đạo tuyệt học, nghiền ép Diệp Thần. Hắn muốn để Diệp Thần biết, ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, hết thảy thuật pháp thần thông, đều là vô căn cứ, luân hồi hôm nay tất táng diệt. Diệp Thần nhìn Chu võ hoàng ngón tay, kinh thiên sâu giết tới, cũng là thật sâu cảm thấy nguy hiểm, cả người tóc gáy dựng lên, thật giống như một khắc sau sẽ bị hắn ngón tay xuyên qua giết giống như chết. Bất hủ phong bi, long thần ảo tưởng sách, phá cho ta diệt hết thảy. Sống chết trước mắt, Diệp Thần sử dụng bất hủ phong bi, vô số truyền kỳ quang vinh sử thi thêm thân, luân hồi kim quang bạo tăng vạn giảm, linh vụ cuồn cuộn. Cùng lúc đó, thiên nữ tối hôm qua tặng cho Diệp Thần long thần ảo tưởng sách, cũng là vào giờ khắc này mở. Ngày xưa chú tinh long thần, rất nhiều tín ngưỡng tâm huyết, ảo tưởng lực lượng, toàn bộ thêm chư Diệp Thần thân. Rào. Luân hồi thất tinh mạch khí tượng, từ Diệp Thần đỉnh đầu bộc phát ra, trong đó một viên lửa trời mệnh tinh. Lại có thể vào giờ khắc này thức tỉnh. Lửa trời mệnh tinh thức tỉnh, nhất thời toát ra ngập trời lửa cháy mạnh hơi thở, xích sóng cuồn cuộn, một phiến nóng rực, chín tầng trời thương khung đều vặn vẹo, không gian vậy bởi vì nhiệt độ kinh khủng, mà không ngừng nứt ra, hòa tan. Kinh khủng kia nóng rực nhiệt độ cao thậm chí để cho được vẫn tinh thế giới các nơi, mặt đất rạn nứt, vô số nham thạch nóng chảy phún ra ngoài, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Cái này phiến tỷ đấu quảng trường. Bởi vì có đặc thù cấm chế bảo vệ, cho nên cũng không có bị lửa trời mệnh tinh lực lượng vặn vẹo, nhưng vậy nhiệt độ kinh khủng truyền xuống, vẫn là để cho được tại chỗ tất cả người, cũng một phiến chấn động. Thật ra thì, Diệp Thần lửa trời mệnh tinh, còn chưa tới hoàn toàn thời điểm thức tỉnh. Nhưng, bởi vì có chú tinh long thần tín ngưỡng trợ lực, cho nên, Diệp Thần lửa trời mệnh tinh, cũng là ở trong ảo tưởng thức tỉnh. Cái này là mộng ảo, cùng long thần ảo tưởng sách lần nữa khép lại. Lửa trời mệnh tinh ánh sáng vậy sẽ đi theo ám đạm đi xuống. Nhưng cho dù là ảo mộng, hôm nay lửa trời mệnh tinh bộc phát ra khí thế, cũng là hung mãnh nóng rực vô cùng. Chu võ hoàng cảm nhận được Diệp Thần khí thế, mắt đồng nhất thời co rúc lại, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ ở trong ảo tưởng thức tỉnh lửa trời mệnh tinh. Ngày trước lửa mệnh tinh năng lượng, quá kinh khủng, liền hắn đều cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng, đến bước này, hắn vô luận như thế nào, cũng không thể rút lui. Chỉ có quyết sanh tử một cái. Chu võ hoàng kinh thiên cự chỉ, mang vạn số tiền lớn quang, ngút trời sấm sét, hung hăng nghiền ép hướng Diệp Thần. Lửa trời ngự kiếm chém, Diệp Thần thúc giục lửa trời mệnh tinh năng lượng, phi kiếm sử dụng, ngập trời liệt hỏa hơi thở, từng tầng một quấn quanh ở trên thân kiếm, nhiệt độ kinh khủng làm được không gian vặn vẹo, nóng bỏng luân hồi thiên kiếm, chém thẳng hướng Chu võ hoàng cự chỉ. Chanh, làm Diệp Thần thiên kiếm
chém ở Chu Võ Hoàng cự chỉ trên, nhưng tóe ra một hồi kim thiết giao mâu vậy thanh âm. Chu Võ Hoàng vậy một ngón tay, tựa như không phải máu thịt, mà là dùng thái cổ tinh kim đúc thành, vững chắc, lạnh lùng, bá đạo, vô địch, không thể gãy hủy. Nhưng, Chu Võ Hoàng gương mặt, nhưng vào thời khắc này hơi vặn vẹo một tí. Diệp Thần lửa trời một kiếm, tuy không có thể chặt đứt hắn ngón tay, nhưng cho hắn mang đến to lớn đau đớn. Hắn cự chỉ lên vạn số tiền lớn quang, ngút trời sấm sét, tất cả khí tượng, đều ở đây Diệp Thần dưới một kiếm, toàn bộ hội diệt. Lửa trời mệnh tinh lực sát thương, quả nhiên khủng bố. Diệp Thần thấy một màn này, mừng thầm trong lòng, trôi lơ lửng ở trên không trung lửa trời mệnh tinh, không ngừng tóe ra cánh đỏ ánh sáng, trong đó phù văn cổ xưa xen lẫn, vô cùng là thần bí. Những phù văn kia, nhưng thật ra là long thần ảo tưởng sách chữ viết, hàm chứa chú tinh long thần mãnh liệt tín ngưỡng. Chính là bởi vì có chú tinh long thần tín ngưỡng chống đỡ, Diệp Thần mới có thể từ trong ảo tưởng thức tỉnh lửa trời mệnh tinh. Thiên đế kinh tịch chỉ, hai chỉ bể càn khôn, ở trên trời lửa mệnh tinh chiếu dọi xuống, Chu Võ Hoàng gương mặt đã là một phiến đỏ thẫm, nhưng hắn cũng không có khuất phục nhận thua ý, thứ hai chỉ phá giết ra. Cái này chỉ một cái uy thế, lại có thể so mới vừa mãnh liệt gấp mấy lần, huy hoàng sáng chói cự chỉ, từ trên trời hạ xuống, như vậy muốn vỡ vụn càn khôn, xuyên thủng hết thảy, xuyên thấu lực cực mạnh. Cái này chỉ một cái, hắn cũng không có đâm hướng Diệp Thần, mà là hướng trời lửa mệnh tinh đâm đi. Một màn kinh người xảy ra, chỉ gặp Chu Võ Hoàng chỉ một cái đâm ra, kinh khủng võ đạo thần uy bùng nổ, kim quang bạo tránh, mạnh mẽ năng lượng ba động nổ tung ra, vậy một vòng lửa trời mệnh tinh, lại có thể bị hắn đâm xuyên. Lửa trời mệnh tinh bị vạch trần, hóa thành vô số mảnh vụn lưu hỏa, bốn phía tung tóe, cuối cùng hóa thành không thể nhận ra ảo tưởng khái niệm. Ngày này lửa mệnh tinh, cuối cùng không là chân thực tồn tại, chỉ là ảo tưởng tạo vật. Nhưng dù vậy, ở trên trời lửa mệnh tinh bể tan tành ngay tức thì, Diệp Thần vậy được liên lụy cắn trả, ngực gian khí huyết hỗn loạn, thiếu chút nữa muốn hộc máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Những người ở chỗ này, thấy Chu Võ Hoàng lại có thể như vậy hung mãnh, chỉ một cái liền vạch trần lửa trời mệnh tinh, rối rít thán phục hắn mạnh mẽ. Một chiêu kia thiên đế kinh tịch chỉ, quả nhiên là mang theo thiên đế mãnh liệt chiến ý, nghiền ép hết thảy, xuyên qua hết thảy. Xem ra luân hồi chi chủ phải chết. Chu Võ Hoàng quả nhiên vẫn là khủng bố à, không hổ là đã từng là thiên đế cao thủ. Rất nhiều tiếng than thở vang lên, ở rất nhiều người trong mắt, Diệp Thần đã là một cổ thi thể, sắp phải bị Chu Võ Hoàng chỉ một cái xuyên qua. Chu Võ Hoàng đâm bể lửa trời mệnh tinh, ánh mắt lạnh lùng, ngón tay lại còn mang có thừa uy. Hắn bùng nổ chỉ một cái uy lực còn lại, liền hướng Diệp Thần đầu lâu đâm đi. Diệp Thần gánh triền núi lông tơ đảo thụ, nếu như bị Chu Võ Hoàng cái này chỉ một cái đánh trúng, hắn sợ rằng lại phải chết. Thiên tể chú tinh thuật, đúc tinh diệt thần. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần cả người khí huyết cũng là điên cuồng bốc cháy, cả người linh khí cuồn cuộn bộc phát ra, ở trong tay đúc thành một viên to lớn tinh cầu. Đây là chú tinh long thần thiên tể chú tinh thuật, có thể đúc quần tinh. Diệp Thần biết, muốn đánh bại Chu Võ Hoàng mà nói, hắn nhất định phải bỏ ra điểm giá phải trả. Cho nên, vào giờ khắc này, Diệp Thần lại đem tự thân bất hủ phong bi, vậy coi là đúc tinh vật liệu, trực tiếp đúc nóng đi vào. Cái này không mục nát phong bi, là dùng vô số tinh quáng vật liệu và hoàng kim nguyên ngọc chế tạo, vô cùng là chân quý. Nhưng, vì đối kháng Chu Võ Hoàng, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Bất hủ phong bi có thể đúc lại, hắn tánh mạng cũng chỉ có một cái, trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Ông ông ông! Hiến tế rất bất hủ phong bi, Diệp Thần thiên tể chú tinh thuật, uy năng bùng nổ đến mức tận cùng, ở trong tay tuôn ra một viên bất hủ tinh thần. Viên này bất hủ tinh thần, vạn long bào hiếu, thần quang sáng chói, như muốn ánh chiếu chư thiên, bên trong lại hàm chứa nồng nặc khí tức hủy diệt, tựa như có thể tiêu diệt chư thần. Thiên tể chú tinh thuật có ba đạo nghĩa sâu xa, chiếu thiên, diệt thần, hợp đạo. Cái này nháy mắt, Diệp Thần trong tay bất hủ tinh thần. Bên trong ẩn chứa, chính là diệt thần nghĩa sâu xa. Hô, Diệp Thần vung tay lên, mang ngút trời diệt thần nghĩa sâu xa bất hủ tinh thần, cuồng như vậy hướng Chu Võ Hoàng đập tới. Đây là, Chu Võ Hoàng nhìn viên này bất hủ tinh thần nổ tới, gương mặt nhất thời biến sắc, có thể cảm nhận được tinh thần bên trong mãnh liệt khí tức hủy diệt, hắn trong lòng lại là xuất hiện bản năng sợ hãi, ngón tay đang run rẩy.
Mà ở trên khán đài, ngoại thần liên minh trận doanh bên này, Hồng Quân lão tổ thấy viên này bất hủ tinh thần sau đó, bàn tay nhất thời nắm chặt, ánh mắt lướt qua một chút che lấp. Là thiên tể chú tinh thuật, chú tinh long thần lưu lại thần công. Đáng tiếc, bị thằng nhóc này cầm. Trước đây hắn ủy thác Bùi Vũ Hàm, đi tìm long thạch. Hắn mong muốn, cũng không phải là long thạch, mà là long thạch phía trên, thiên tể chú tinh thuật thần thông. Bùi Vũ Hàm sau khi đi ra, đã đem long thạch giao cho hắn. Nhưng, long thạch phía trên một phiến chỗ trống, thần thông cơ duyên đã sớm bị lĩnh ngộ hấp thu lĩnh ngộ. Lúc này thấy Diệp Thần đúc ra bất hủ tinh thần, Hồng Quân lão tổ trong lòng lại là giận, lại là không biết làm sao, lại là Chu Võ Hoàng lo âu, chỉ sợ người sau không ngăn được thiên tể chú tinh thuật bùng nổ. Diệp Thần bất hủ tinh thần, một tí ngay tại Chu Võ Hoàng trên mình nổ tung lên. Ngôi sao này nổ, uy năng có thể nói long trời lở đất, màu máu mây hình nấm phóng lên cao, bố trí có vô số cấm pháp lôi đài tỷ võ, lại là bị nổ ra một cái hố sâu, thật giống như tuy là đều phải hoàn toàn bể tan tành vậy. Toàn trường rất nhiều người xem lỗ tai, thiếu chút nữa thì bị to lớn tiếng nổ chấn động điếc, vẫn tinh thế giới thiên địa sơn hà cũng đang lay động, trên bầu trời đám mây ở to lớn nổ bên trong, cũng là toàn bộ tán loạn, mặt đất cũng là thành phiến rạn nứt. Liên liên Diệp Thần mình, cũng bị to lớn tiếng nổ, chấn động được thiếu chút nữa điếc. Thiên tể chú tinh thuật, chú tạo tinh thần, coi là đạn đại bác như vậy oanh tạc kẻ địch, quả nhiên là hung mãnh cường hãn, không biết Chu Võ Hoàng chết chưa. Diệp Thần nội tâm vậy là thiên tể chú tinh thuật uy lực, cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt nhìn về Chu Võ Hoàng. Nếu như là phổ thông thiên nguyên cảnh tầng một võ giả, gặp phải Diệp Thần thiên tể chú tinh thuật oanh tạc, chỉ sợ tại chỗ thì phải tan thành mây khói. Nơi có thời gian tuyến không tích chữ. Chu Võ Hoàng trên mình bị nổ khói mù bao phủ, trong chốc lát không biết hắn sống chết. Nhưng hạ một sát, ở Diệp Thần chấn động trong ánh mắt, một đạo cả người là máu, vết thương chồng chất bóng người, từ trong khói mù bắn ra, không phải Chu Võ Hoàng còn có thể là ai. Thời khắc này Chu Võ Hoàng, cả người là tổn thương, con người đều bị nổ banh một cái, thương thế đặc biệt khủng bố. Diệp Thần mới vừa một chiêu kia thiên tể chú tinh thuật, dẫu sao là hiến tế bất hủ phong bi, đúc ra tinh thần, có thể nói vĩ đại bất hủ, uy lực nổ tung, tự nhiên cũng là vô cùng to lớn. Nhưng, Chu Võ Hoàng mặc dù thương thế nghiêm trọng, hắn dẫu sao còn sống, còn chưa chết. Diệp Thần, người nổ không chết ta, vậy người chết, chính là ngươi. Chu Võ Hoàng chảy máu con ngươi, lộ hung quang, nhuốm máu ngón tay thấm ra thiên đế vậy thần uy. Lần nữa chỉ một cái giết ra. Thiên đế kinh tịch chỉ, tam chỉ diệt tinh khung. Đi đôi với một tiếng thê lương trầm hát, Chu Võ Hoàng cuối cùng chỉ một cái bùng nổ. Đây là thiên đế kinh tịch chỉ thứ ba ngón tay, cũng là nhất là hung mãnh bá đạo tồn tại, đủ để tan biến tinh không. Ở Chu Võ Hoàng năm đó ảo tưởng bên trong, hắn cái này chỉ một cái, là có thể đánh vỡ tinh không vách ngăn, để cho người vượt qua hạn chế, đến tinh không bờ bên kia. Tuy nói cái này ảo tưởng, khó mà thực hiện, chỉ mong mong là nhất định phải có thiên đế kiêu ngạo cùng khí phách, nhất định phải theo đuổi nhất là chí cao vô thượng khái niệm, mới có thể giữ thiên đế lòng tinh khiết. Chu Võ Hoàng cái này chỉ một cái bên trong, đang hàm chứa hắn xuyên qua tinh không, bể tan tành chư thiên mạnh mẽ nguyện vọng. Cường đại như vậy nguyện vọng, giờ khắc này ở Diệp Thần trước mắt, chính là ngập trời chiến ý, sát khí ngập trời. Ở Chu Võ Hoàng cái này chỉ một cái dưới, Diệp Thần cảm thấy tự thân nhỏ bé. To lớn bóng ngón tay phá không tới, hư không vặn vẹo, nhất trọng trọng tinh không thế giới không ngừng sinh diệt, khí tượng cực kỳ nguy nga. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, không nghĩ tới Chu Võ Hoàng đỉnh cấp bùng nổ, lại là như vậy hung hãn. Hắn vẫn là xem nhẹ Chu Võ Hoàng. Thiên sát tinh, cho ta ngăn trở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn. Cho gọi ra một viên lạnh lùng rét lạnh, quấn vòng quanh từng tầng một hắc ám nguyền rủa tinh thần, chính là Diệp Thu trước khi chết truyền cho hắn thiên sát tinh. Viên này thiên sát tinh, thủy mẫu đế cơ từng hao phí vô số kỷ nguyên thời gian, dốc vào vô số tâm huyết tài nguyên đào tạo, năng lượng nội tình cực kỳ thâm hậu. Chu Võ Hoàng chỉ một cái bạo đánh tới, đủ để xuyên qua tinh không thiên đế chỉ một cái, lại không có thể đánh xuyên thiên sát tinh. Viên này thiên sát tinh, vững chắc đến đáng sợ. Chu Võ Hoàng mặt liền biến sắc, ngón tay đâm đi lên, bị phản chấn, chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau nhức. Mà Diệp Thần, giống vậy không dễ chịu,
Thiên sát tinh tuy chặn lại Chu Võ Hoàng chỉ một cái, nhưng hắn thiên đế kinh tịch chỉ ẩn chứa mãnh liệt đánh vào, vẫn là thiếu chút nữa cầm diệp thần ngũ tạng lục phủ cũng làm vỡ nát. Thiên sát tinh đấu, cứu cực sát lục, vô tận nghĩa sâu xa, hội tụ ta thân. Diệp thần khẽ cắn răng, cưỡng ép nhịn được trong cơ thể đau đớn, trong cổ họng phát ra từng cơn ngâm sướng, thúc giục thiên sát tinh năng lượng. Hắn biết, muốn đánh bại Chu Võ Hoàng mà nói, nhất định phải cầm ra đòn sát thủ. Mà thiên sát tinh chính là, nếu như một kích này không chịu đựng tới, mình sẽ chết. Sẽ chân chính như tiên đoán mà nói, 10 phần chết chắc. Ông, thiên sát tinh chấn động, trôi lơ lửng đến diệp thần trên đỉnh đầu không, rồi sau đó cùng thiên địa thời không, vạn cổ năm tháng đồng tình. Một cổ cực hạn sát ý như trải thiên mây đen bao phủ cả thế giới. Từ thiên sát tinh phía trên, nổi lên một đạo vĩ đại bàng bạc, hơi thở nghiêm ngặt bóng người, chính là trong truyền thuyết thiên đấu sát thần. Viên này thiên sát tinh, có thể cùng thiên đấu sát thần hô ứng, cho gọi ra một chút thiên đấu sát thần lực lượng. Cái này một chút thiên đấu sát thần lực lượng, nếu như đổi thành người bình thường, căn bản không cách nào nắm trong tay. Nhưng, thiên đấu sát thần tàn hồn, ngay tại diệp thần luân hồi mộ địa bên trong. Diệp thần thành tựu mộ chủ, nhưng là có thể ung dung nắm trong tay cổ lực lượng này. Giờ khắc này, thiên đấu sát thần bóng người hiện lên, diệp thần lấy được vô cùng chúc phúc trợ lực, cả người hơi thở tăng vọt, nắm chặt kiếm, thân kiếm liền nổ ra thao thao bất tuyệt khí tức giết hại. Thiên đấu đại đồ kiếm kiếm ý đang nổi lên. Nguy rồi, mau ngăn cản hắn. Trên khán đài, đại Chu gia tộc Chu Mục Thần, thấy Diệp Thần đang nổi lên thiên đấu kiếm ý, trong thoáng chốc sắc mặt cuồng biến. Thiên đấu đại đồ kiếm, bản thân chính là thế gian mạnh nhất một kiếm, vô cùng hung mãnh. Hôm nay Diệp Thần, có thiên đấu sát thần ban phúc, một kiếm này lại là long trời lở đất, dễ như bỡn. Nếu là để cho Diệp Thần kiếm ý nổi lên hoàn thành, vậy chỉ sợ là Chu Võ Hoàng, vậy hoàn toàn không đỡ được. Chu Võ Hoàng ra mặt run lên, ngón tay kim quang vạn nặng, phá không muốn chấn áp Diệp Thần, ngăn cản hắn nổi lên kiếm ý. Nhưng, Diệp Thần ở thiên sát tinh chúc phúc hạ, kiếm ý nổi lên cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, trong tay hắn thiên kiếm, liền bộc phát ra tầng tầng hôi vụ, những thứ này hôi vụ thuần túy là cực hạn sát ý hội tụ mà thành, người bất kỳ vừa nhìn thấy những cái kia hôi vụ, liền cảm thấy sợ hãi. Tựa như tự thân đã bị giết lục thành mảnh vỡ. Thiên đấu đại đồ kiếm, phá cho ta. Diệp thần cuồng quát một tiếng, kiếm trong tay mang động trời hôi vụ sát khí, hung dữ chém ngang ra. Động trời kiếm quang, đem bầu trời cũng cắn nát, Chu Võ Hoàng ngay tức thì hít thở không thông. Không thể nào, người chỉ là thần đạo cảnh, kiếm pháp làm sao sẽ lợi hại đến tình cảnh này. Chu Võ Hoàng gương mặt vặn vẹo, không dám tin tưởng, lại không cam lòng nhận thua. Mãnh liệt chỉ một cái bạo đánh, cùng Diệp Thần kiếm phong cứng đối cứng. Nhưng, hắn thiên đế kinh tịch chỉ, nhưng là hoàn toàn đụng bất quá Diệp Thần thiên đấu đại đồ kiếm. Nơi tay chỉ cùng kiếm phong tiếp xúc ngay tức thì, Chu Võ Hoàng vậy hai cây kim quang vạn nặng, mang thiên đế thần quang cự chỉ, tại chỗ liền bị chém đứt xuống, máu tươi văng tung tóe. Chu Võ Hoàng gương mặt ngay tức thì trắng bệch, tựa như hắn gãy mất, không chỉ là ngón tay, còn có tất cả ý chí chiến đấu, kiêu ngạo. Nhiệt huyết, khí phách. Ở trong nháy mắt, hắn ánh mắt lộ ra to lớn vẻ thống khổ, trong cổ họng phát ra à à kêu thảm thiết, tiếng kêu bên trong mang cực độ oán hận cùng không cam lòng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại có thể không địch lại Diệp Thần. Phải biết, hắn nhưng mà thiên nguyên cảnh tầng một cường giả à, ước chừng so Diệp Thần cao hơn một cái cảnh giới lớn, hơn nữa hắn đã từng vẫn là thiên đế, đối võ đạo thần thông nắm trong tay, so phổ thông võ giả không biết cao hơn nhiều ít. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là thua ở Diệp Thần dưới quyền. Dưới đài các khán giả, thấy Chu Võ Hoàng hai cây thiên đế chỉ, bị Diệp Thần chặt đứt, đều là lộ ra rung động thần sắc. Mới vừa Diệp Thần một chiêu kia thiên đấu đại đồ kiếm, nhưng là để cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, một kiếm kia ẩn chứa kinh thiên giết hại, đủ để cho Diệp Thần vượt qua cảnh giới chênh lệch, trực tiếp đánh bại Chu Võ Hoàng. Ông, trôi lơ lửng ở trên trời thiên sát tinh. Còn ở ông Minh chấn động, thiên đấu sát thần hư ảnh yên lặng không nói, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Chu Võ Hoàng, người thua. Diệp thần ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Võ Hoàng, thiên đấu đại đồ kiếm mãnh liệt kiếm ý, như cũ quanh quẩn Diệp thần quanh thân. Diệp thần quanh thân kiếm khí vần quanh, cả người nhìn như giống như cổ xưa kiếm đạo sát thần vậy,
từ về khí thế, đã hoàn toàn nghiền ép qua Chu Võ Hoàng. Không, ta sẽ không thua. Ngươi là thứ gì, một cái thần đạo cảnh tồn tại, ngươi có cái gì tư cách đánh bại ta? Chu Võ Hoàng không cam lòng gầm thét, cho dù ngón tay đã bị Diệp Thần chặt đứt, tóc tai rối bời, máu me đầy mặt, trên mình áo khoác cũng bị kiếm khí vặn cắt được tan tành, nhưng hắn còn không chịu nhận thua. Thiên tội cổ kiếm, hạ xuống đi, đem đại cuộc nghịch chuyển. Chu Võ Hoàng ánh mắt ngẩng mặt bầu trời, phát ra vang dội ngâm sướng, lại là muốn triệu hoán thiên tội cổ kiếm lực lượng. Trước đây ở băng phôi tử vực thời điểm, hắn liền triệu hoán qua thiên tội cổ kiếm, này cùng thần chí cao khí, không thể thường xuyên triệu hoán, nếu không tự thân tất bị cắn trả. Nhưng hiện tại, Chu Võ Hoàng nhưng là không để ý hết thảy, cưỡng ép triệu hoán thiên tội cổ kiếm. Mới vừa hắn thi triển thiên đế kinh tịch chỉ ba ngón tay, đã thiêu đốt đại lượng khí huyết năng lượng, giờ phút này muốn triệu hoán thiên tội cổ kiếm, cả người tinh khí thần cơ hồ muốn đã tiêu hao hết, gương mặt trắng bệch bên trong lộ ra thi ban, vô số thời gian tuyến đang điên cuồng băng diệt. Ở Chu Võ Hoàng không tiếc giá phải trả hạ, bầu trời bên trong, ùng ùng vang dội, vô cùng hắc ám tai biến nổi lên. Ở cuồn cuộn thiên tai sấm sét bên trong, một thanh thần kiếm chậm rãi hạ xuống, chính là thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm hừng hực ánh sáng, bao phủ toàn trường, để cho được rất nhiều người xem trên khuôn mặt, đều là lồng lên một tầng mây đen. Rất nhiều người đều cảm thấy run rẩy, tựa như một cái ngu muội người nguyên thủy, là trời lôi thiểm điện, bão tố tuyết vân. Vân trời cao tội phạt tai họa, cảm thấy sợ hãi. Cái này cầm thiên tội cổ kiếm, là bốn đại chí cao thần khí đứng đầu, đại biểu trời tội phạt, vô cùng lợi hại. Diệp Thần đã từng gặp qua một chút kiếm ý. Giết! Chu Võ Hoàng cắn răng nghiến lợi, vung tay lên, thiên tội cổ kiếm mang kinh thiên thần mang, chém thẳng hướng Diệp Thần. Một kiếm này mũi nhọn, thậm chí cùng kiếm mới vừa Diệp Thần thiên đấu đại đồ kiếm uy thế so sánh, lại cũng là chút nào không kém. Mà giá phải trả phải, Chu Võ Hoàng tóc hóa thành khô cằn, thời gian tuyến không ngừng hội diệt. Hắn là không để ý hết thảy, cũng phải chém chết Diệp Thần. Diệp Thần nhìn từ trên trời giáng xuống thiên tội cổ kiếm, nhưng phát ra cười lạnh một tiếng, nói Chu Võ Hoàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thì có ích lợi gì? Ngươi thiên tội cổ kiếm, còn không gây thương tổn được ta. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, hôm nay Chu Võ Hoàng, chỉ là nỏ hết đà, thiên tội cổ kiếm tuy hung mãnh, nhưng lực lượng không thể nào kéo dài quá lâu. Luân hồi thiên quốc, mở. Mắt xem thiên tội cổ kiếm chém xuống, Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp mở luân hồi thiên quốc. Khoáng đạt thần thánh thiên quốc thánh thổ, nhất thời lấy Diệp Thần là trung tâm bày. Thiên quốc bên trong, vô số tín đồ đang ngâm sướng trước, ca ngợi sử thi dòng nước chảy ra. Ở Diệp Thần bước lên thần sau đó, cái này phiến luân hồi thiên quốc, hơi thở nội tình liền cường đại rất nhiều. Diệp Thần có lòng tin, dựa vào luân hồi thiên quốc mênh mông lãnh thổ, đủ để ngăn cản Chu Võ Hoàng một kiếm. Coi như thiên tội cổ kiếm, có thể xuyên qua thế gian hết thảy, cũng không thể xuyên thấu hắn luân hồi thiên quốc. Diệp Thần có cái này lòng tin. Thiên tội cổ kiếm chém xuống, hung hăng đánh trúng Diệp Thần luân hồi thiên quốc, đi sâu vào mặt đất 3.000 dặm, mặt đất rạn nứt, vô số nham thạch nóng chảy phun ra, chung quanh chim muông kinh bay, chu vi 100.000 dặm địa phương, mọi chỗ nhà sụp đổ, vô số luân hồi tín đồ, tại thiên tai cùng địa hỏa, còn có thiên tội cổ kiếm kiếm khí bên trong, như một phiến phiến con kiến hôi chết đi. Nhưng, tất cả tín đồ, không có phát ra một tiếng hét thảm, bọn họ đều ở đây thành kính ngâm sướng, thành kính cúng bái. Bởi vì bọn họ tin tưởng, coi như giờ phút này chết đi, cùng sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Thần cũng sẽ đem bọn họ sống lại. Vô số tín đồ ngâm sướng, để cho được nguyên phiến luân hồi thiên quốc, kim quang vạn nặng, thụy hà cuồn cuộn, thần thánh khoáng đạt hơi thở tràn ngập ngàn vạn dặm. Toàn trường người xem vô cùng rung động nhìn một màn này, liền thấy luân hồi thiên quốc bên trong, lại có vô số tín đồ, ở người trước gục ngã người sau tiến lên đi thiên tội cổ kiếm phóng tới, như bướm bay dập lửa vậy. Ở lớn tính tín đồ dưới sự xung kích, thiên tội cổ kiếm khí thế nhanh chóng suy yếu đi xuống. Cái này cầm động trời thần khí, cũng không có thể xuyên qua Diệp Thần luân hồi thiên quốc, tất cả mũi nhọn, ngược lại bị Diệp Thần thiên quốc khí độ che giấu. Không, Chu Võ Hoàng không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, hắn nguyên cho rằng, mình không để ý tánh mạng, cho gọi ra thiên tội cổ kiếm sau đó, có thể đem thế cục nghịch chuyển. Nhưng, Diệp Thần luân hồi thiên quốc,
khí thế khoáng đạt, nhưng là liền thiên tội cổ kiếm đều không cách nào dung chuyển. Toàn trường rất nhiều người xem ánh mắt mê ly, rung động thật sâu. Rất nhiều người cũng cho rằng, nếu như cái này thế gian, thật tồn tại hoàn mỹ gì thế giới, vậy nhất định chính là Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc. Ông ông ông! Vậy một cái thiên tội cổ kiếm, phát ra rên rỉ, cuối cùng ở Luân Hồi Thiên Quốc bên trong, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, hóa thành lau một cái lưu quang tiêu tán đi. Chu Võ Hoàng nội tâm điên cuồng muốn triệu hoán, nhưng đã không có đầy đủ lực lượng, lại gọi ra thiên tội cổ kiếm. Chu Võ Hoàng, chịu nhận thua sao? Diệp Thần ở Luân Hồi Thiên Quốc ánh sáng ánh chiếu hạ, như một tôn chí cao thiên thần vậy, quan sát Chu Võ Hoàng. Không, ta còn không thua. Chu Võ Hoàng ngũ quan vặn vẹo, trong lòng đang rỉ máu, giận phát ngất trời, đã đến đèn cạn dầu thời điểm, còn không nguyện nhận thua. Ngươi không chịu thua, ta liền giết ngươi. Đạo Tông đúc đan thông thuật, cho ta trấn áp. Diệp Thần ánh mắt run lên, lập tức thi triển Đạo Tông đúc đan thuật, từng luồng xanh thẳm ánh sáng tách thả ra, hướng Chu Võ Hoàng trấn áp đi. Hắn phải đem Chu Võ Hoàng luyện chế thành đan dược, trực tiếp cắn nuốt hết. Dừng tay. Thiên Khư Thần Điện bên này, Chu Mục Thần thấy Diệp Thần động tác, nhất thời hoảng hốt, một cái phi thân lên, liền muốn đích thân ra tay, ngăn trở Diệp Thần. Nhưng Luân Hồi Trận Doanh bên này, Nhâm Phi Phàm phản ứng cũng là cực nhanh, vừa nhìn thấy Chu Mục Thần muốn ra tay, hắn liền bay ra ngoài, ở giữa không trung ngăn chặn ở người sau, cười nói: "Chu Mục Thần, ta khuyên ngươi còn chưa muốn loạn ra tay cho thỏa đáng." Chu Mục Thần nhất thời thần sắc đại biến, bị Nhâm Phi Phàm như thế vừa đỡ, trên lôi đài, Diệp Thần Đạo Tông đúc đan thuật đã hoàn toàn bùng nổ. À à à. Chỉ nghe Chu Võ Hoàng lớn tiếng kêu thảm thiết, cả người kịch liệt vặn vẹo, bị chèn ép, máu tươi không ngừng thấm vào, cuối cùng người liền bị chèn ép luyện chế thành một viên màu vàng kim đan dược. Ưng ực. Diệp Thần há mồm một nuốt, liền đem Chu Võ Hoàng biến thành đan dược, trực tiếp nuốt vào đi. Oanh. Nuốt vào viên đan dược này, Diệp Thần nhất thời liền cảm thấy cả người linh khí nổ, đặc biệt thư thái. Từ ngoài mặt xem, Chu Võ Hoàng tu vi là thiên nguyên cảnh, nhưng trong thực tế, hắn đã từng là thiên đế cường giả, võ đạo nội tình cực kỳ dư thừa. Diệp Thần đem hắn luyện hóa hấp thu, vậy dĩ nhiên là thiên đại tư bổ. Ông ông ông, nhất trọng trọng kim quang, không ngừng từ Diệp Thần trên mình tách thả ra. Hắn tu vi, cũng là vào thời khắc này tăng lên, nước chảy thành sông, từ thần đạo cảnh nhất tầng thiên sơ giai, đột phá đến trung cấp nhóm. Chu Võ Hoàng rất nhiều võ đạo thần thông, còn có pháp bảo vũ khí, toàn bộ bị Diệp Thần nắm trong tay. Diệp Thần mới vừa cắn nuốt, nhìn như chỉ là một viên đan dược, nhưng bên trong vậy bao hàm Chu Võ Hoàng tất cả binh khí pháp bảo, nguyên ngọc tài liêu vân. Vân, nhân hoàng bào, đế hoàng tròm sao, thiên đế kinh tịch chỉ, đại thiên tội ấn, hệ thống tu luyện cảm ngộ, nhân quả luật, ảo tưởng quy luật, thậm chí còn có thiên tội cổ kiếm triệu hoán phương pháp. Một tí chiếm đoạt, Diệp Thần nắm giữ Chu Võ Hoàng tất cả, bao gồm hắn qua lại rất nhiều trí nhớ, cùng đêm hàn, mị tim đám người ân oán vân. Vân. Ở những ký ức này bên trong, Diệp Thần phát hiện Chu Võ Hoàng một cái bí mật. Ở Chu Võ Hoàng trong lòng, cất giấu một người vô cùng lớn sợ hãi. Cái này sợ hãi sau lưng, là một người vô cùng là kinh tởm dữ tợn đồ đằng. Lại là Sửu Thần. Chu Võ Hoàng gặp qua Sửu Thần. Cái này Sửu Thần, và Thiên Khư Thần Điện có liên quan. Chẳng lẽ cái này cái gọi là Sửu Thần, nắm trong tay Thiên Khư Thần Điện? Cũng hoặc là có cái khác quan trọng hơn nhân quả. Diệp Thần trong lòng rét một cái, có thể bắt được Chu Võ Hoàng to lớn kia sợ hãi. Ở Sửu Thần đồ đằng trước mặt, xưa nay phách lối cuồng ngạo Chu Võ Hoàng, tỳ yếu hèn sợ được xem một cái thằng hề. Diệp Thần còn muốn đi sâu vào dò tìm bí mật, nhưng lúc này, Chu Mục Thần tức giận quát to. Thằng nhóc, người người dám giết ta. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, chỉ gặp Chu Mục Thần cặp mắt cơ hồ muốn phun lửa, đang buồn giận cùng xuất hiện nhìn chằm chằm hắn. Mà toàn trường tất cả người xem, cũng là một phiến xôn xao chấn động. Mới vừa Diệp Thần cầm Chu Võ Hoàng luyện chế thành đan dược, trực tiếp nuốt ăn, một màn này quá mức cường thế bá đạo, quá kinh khủng. Ngày xưa cao cấp thiên tài Chu Võ Hoàng, chỉ như vậy bị Diệp Thần ăn, tất cả võ đạo thần thông, pháp bảo binh khí, hết thảy, toàn bộ bị Diệp Thần cướp đoạt. Tuy nói Chu Võ Hoàng nội tình thâm hậu, Thiên Khư Thần Điện lại có chưa nhiều thủ đoạn, hơn phân nửa là có thể đem hắn sống lại.
nhưng sống lại sau Chu Võ Hoàng, nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề, rất có thể chưa gượng dậy nổi, từ đây lâm vào là phế vật. Vậy sau này, không không lúc nào không trẻ tuổi đồng lứa bên trong, cao cấp nhất thiên tài, cũng chỉ có Diệp Thần. Thiên nữ coi là nửa, nhưng nàng lập tức phải bị cầm đi tế kiếm, là một cái người sắp chết, tự nhiên không tư cách cùng Diệp Thần tranh đấu. Chu Võ Hoàng bị nuốt ăn, Chu Mục Thần dĩ nhiên là vô cùng nổi nóng, bàn tay mang kinh thiên khí thế, gào thét ra, phải đem Diệp Thần đánh chết. Nhưng, có Nhâm Phi Phàm ở chỗ này, Chu Mục Thần nhưng cũng lật trời không được. Chỉ gặp Nhâm Phi Phàm ngón tay nhập lại làm kiếm, một món kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, chém về phía Chu Mục Thần bàn tay, ép được người sau liên tiếp lui về phía sau. Chu Mục Thần, ở đạo tông địa phương, tự mình tranh đấu nói, ngươi cũng không sợ đại chủ tể giáng tội sao? Ngươi còn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ? Nhâm Phi Phàm lạnh lùng cười nói. Chu Mục Thần ngũ quan vặn vẹo, nhưng gặp thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Hoa Tổ, Hoàng Lão các người, cũng đang ngó chừng hắn, hắn tràn đầy bi phẫn, nhưng vậy không chỗ phát tiết. Luân hồi chi chủ, ta nguyền rủa ngươi, đạo tâm bị long đong, vĩnh cướp xa vào. Ngươi nuốt ăn Chu Võ Hoàng, ta nguyền rủa ngươi, hắn ý chí, sẽ hóa thành ung thư, đem ngươi hành hạ mà chết. Chu Mục Thần tuy không có động thủ, nhưng lại vô cùng oán độc mở miệng, phát ra nhân quả luật nguyên rùa. Diệp Thần là đại khí vận người, luân hồi trận doanh có vô số tín đồ ở thờ phụng hắn, hắn tự nhiên không sợ Chu Mục Thần nguyên rùa. Nhưng nghe ác độc như vậy nguyên rùa, Diệp Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, không biết là ảo giác hay là cái gì, luôn cảm giác có chút muốn ói, mới vừa nuốt xuống đan dược, hơi thở thật giống như nháo đằng. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi, ngươi là cái này giới đạo tông thi đấu sau cùng hạng nhất. Lúc này, thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, ôn hòa mỉm cười nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần nghe Thiên Pháp Thực Lộ Nguyệt mà nói, chợt cảm thấy như mộc gió xuân, tất cả khó chịu cũng tản đi. Hoa Tổ sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, hắn tuy chẳng muốn Diệp Thần đoạt cúp, nhưng Chu Võ Hoàng đều chết hết, không cần hắn tuyên bố, Diệp Thần cũng là sau cùng hạng nhất. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, Hoa Tổ, cái này giới hạng nhất, cũng có tưởng thưởng gì. Hoa Tổ trầm giọng nói, hồi thẩm phán chi chủ đại nhân, vô địch khen thưởng, có 2 triệu hoàng kim nguyên ngọc, các loại binh khí pháp bảo 16 kiện, các loại thiên tài địa bảo 300 chồng, toàn bộ đạo tông đúc đan thuật, đạo tông chú binh thuật, nắm giữ tạo hóa công vân. Vân, một phần siêu thiên thần máu, ngoài ra còn có chân quý nhất thiên đế thần nguyên. Ngoài ra, đại chủ tể có thể còn sẽ ngoài định mức lại ban thưởng một ít. Nghe được Hoa Tổ nói hạng nhất khen thưởng, toàn trường lại là một hồi xôn xao, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Đạo tông thi đấu hạng nhất nhất phong phú khen thưởng, không nghi ngờ chút nào, chính là thiên đế thần nguyên. Cái này thiên đế thần nguyên, có thể thật to tăng lên tự thân tu vi nội tình, ổn căn cơ, chỉ cần luyện hóa, liền có thể có thiên đế tư, sau này nhất định có thể tấn thăng thiên đế. Đương kim thế gian, cao cấp thiên đế những cao thủ, giống như là Hồng Quân Lão Tổ, Võ Tổ, Phật Tổ vân. Vân, bọn họ cũng đã từng bắt được hành lang tông thi đấu hạng nhất, cũng dựa vào thiên đế thần nguyên phụ tá, đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thần nghe được cái này rất nhiều hạng nhất khen thưởng, tâm tình cũng là một hồi kích động. Chàng này thi đấu, trải qua rất nhiều trắc trở, cuối cùng là lấy được rồi làm hắn hài lòng kết quả. Hoa Tổ lại nói, lên cấp 16 mạnh tuyển thủ, đều riêng có thưởng lệ. Nghe Hoa Tổ mà nói, Hàn Diễm, Độc Cô Già La, Tân Tinh Nhã, San Hô Cung Vũ các người, cũng là hiện ra vẻ vui mừng. Bọn họ mặc dù không có thể đoạt cúp, nhưng có thể lên cấp 16 mạnh, cũng có thể lấy được rất nhiều khen thưởng. Chỉ có thiên nữ, vẻ mặt là không thích không bi, trong ánh mắt thấm ra lau một cái vô hình phiền muộn, không biết nàng là tâm tình gì. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, Hoa Tổ, vậy ngươi liền đem vô địch khen thưởng, đều lấy ra đi. Hoa Tổ không thể làm gì, nói ừ, liền vỗ tay một cái, có một đội vệ binh, mang từng dương bảo vật đi ra, hoàng kim nguyên ngọc, các loại thiên tài địa bảo, binh khí pháp bảo, thần công bí tịch vân. Vân, sáng chói được người hoa mắt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt liếc một cái, trong ánh mắt lộ ra loại nào đó mệnh lệnh và uy nghiêm, nói thiên đế thần nguyên đâu. Hoa Tổ nói, ở chỗ này. Tay hắn lộn một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên màu vàng kim tinh thạch. Viên kia màu vàng kim tinh thạch, tựa như mang theo vô cùng năng lượng linh khí, Hoa Tổ vừa lấy ra,
liền trong thiên địa không khí, cũng đổi được tinh khiết liền rất nhiều. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười một tiếng, liền đem màu vàng kia tinh thạch lấy tới, lại vỗ tay một cái. Một đội thị nữ bước ra khỏi hàng, bắt đầu bố trí ban thưởng đài. Thấy một màn này, Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn rất sợ Hoa Tổ và Thiên Pháp Lộ Nguyệt cử động nữa một ít tay chân, để cho mình không cách nào có được vật mình muốn. Hắn từ trên lôi đài đi xuống, trở lại luân hồi trận doanh bên trong, tiếp nhận mọi người hoan hô cùng chúc mừng, lại đợi một hồi, ban thưởng đài bố trí xong hô, Diệp Thần liền lên đài lãnh thưởng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tự tay đem màu vàng kia tinh thạch giao cho hắn, toàn trường bộc phát ra một hồi như sấm tiếng vỗ tay. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, luân hồi chi chủ, đây chính là thiên đế thần nguyên, bất quá ngươi muốn luyện hóa nói, còn cần đại chủ tể tự mình ra tay giúp ngươi. Ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai ta mang ngươi đi gặp đại chủ tể. Diệp Thần nghe được sắp phải đi gặp đại chủ tể, tâm tình vừa là khẩn trương, lại là mong đợi, nói, ưng. Hắn cầm thiên đế thần nguyên, liền cảm thấy viên này màu vàng tinh thạch, thật ra thì cũng không phải là cố thể, mà là một loại tương tự giao chất vậy đồ, là từng luồng cao độ cô đọng năng lượng dịch, tụ hợp mà thành. Những năng lượng này dịch, bởi vì cao độ cô đọng, cho nên khó mà luyện hóa, cần đại chủ tể ra tay. Đại chủ tể sẽ đích thân ra tay, là hạng nhất quán đỉnh, đây là sau cùng nghi thức. Thi đấu hạ màn, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Diệp Thần luân hồi trận doanh, vậy dĩ nhiên là đắm chìm trong một phiến vui sướng đại dương bên trong. Đêm đến, Diệp Thần mời luân hồi trận doanh mọi người, ở luân hồi thiên quốc bên trong tiệc rượu, cùng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi, Võ Giao các người một phen đoàn tụ, lẫn nhau tố trung tình, tất nhiên không khỏi niềm vui. Diệp Thần, người cùng ta tới. Ở tiệc rượu sau khi kết thúc, Nhâm Phi Phàm nhưng đơn độc kêu đi Diệp Thần. Diệp Thần có chút nghi ngờ, luôn cảm giác Nhâm Phi Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn đi theo Nhâm Phi Phàm, đi tới một cái chỗ yên tĩnh. Nhâm Phi Phàm mắt nhìn hướng trời, lưng đeo tay, nhưng là có chút lo lắng hình dáng. Diệp Thần hỏi, Nhâm tiền bối, ngươi thế nào? Nhâm Phi Phàm nói, à, ngươi tấn thăng thần đạo cảnh, dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng chúng ta kẻ địch, nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Lần thi đấu này, ngươi giết Chu Võ Hoàng, bắt làm tù binh cổ tinh môn thánh nữ, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nói có bữa đao thể hẹn hạn chế, nhưng chúng ta cùng bọn họ, kết thù như vậy sâu, chỉ sợ bọn họ có thể phải xé bỏ điều ước, không để ý bất cứ giá nào, cũng phải giết ngươi. Vừa nói, Nhâm Phi Phàm lại vén lên ống tay áo, lộ ra trên cánh tay một cái màu máu dây nhỏ. Điều này dây nhỏ, là hắn vận dụng luân hồi thư giá phải trả, chỉ cần dây nhỏ kéo dài đến nơi buồng tim, hắn sẽ chết. Ta nếu như không có thể đột phá đến siêu phẩm thiên đế, ta liền biết chết. Ta lực lượng, đang mỗi ngày suy yếu, luân hồi thư cắn trả từng bước càng sâu. Chỉ cần cốt thiên đế, vũ hoàng cổ đế, chu mục thần các người, bắt thiên cơ, cảm thấy được ta lực lượng suy yếu, bọn họ cũng sẽ không quản cái gì thiên đao thể ước, thậm chí có thể tự mình ra tay giết ngươi. Nhâm Phi Phàm giọng đặc biệt ngưng trọng. Tự mình ra tay giết ta sao? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn bị thiên đao thể hẹn bảo vệ, mà đây cái trời đao thể ước, toàn dựa vào Nhâm Phi Phàm duy trì. Giống như là cốt thiên đế, vũ hoàng cổ đế cùng cao cấp cao thủ, không có tự mình động thủ giết Diệp Thần, là bởi vì là cố kỵ Nhâm Phi Phàm lực lượng. Một khi Nhâm Phi Phàm suy yếu, vậy Diệp Nhưng Thần liền nguy hiểm. Đáng tiếc, ta bước vào không không lúc nào không thời gian quá ngắn, cùng những cái kia cao cấp cao thủ, chênh lệch vẫn là quá lớn quá lớn. Diệp Thần có chút không cam lòng nắm quyền một cái, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có lòng tin trưởng thành đến đỉnh cấp. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thần đạo cảnh, nhưng bị vô số thiên đế cao thủ để mắt tới, áp lực này cũng không phải lớn như vậy. Ta có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi tranh thủ điểm lớn lên thời gian, nhưng đặc biệt mạo hiểm. Nhâm Phi Phàm nói, biện pháp gì? Diệp Thần rất là tò mò. Nhâm Phi Phàm chần chờ, muốn nói lại thôi, cuối cùng than thở lắc đầu một cái, nói, được rồi, chậm một chút nói sau, chờ ngươi trước tiên gặp đại chủ tể, hấp thu thiên đế thần nguyên nói sau. Diệp Thần nói, được rồi. Sáng sớm hôm sau, theo đạo tông thi đấu hạ màn, chư thiên các phái mọi người, cũng là rối rít rời đi vẫn tinh thế giới. Trước đây vẫn là vô cùng náo nhiệt vẫn tinh thế giới,
rất nhanh lại khôi phục thê lương cùng ngưng vắng vẻ, chỉ còn lại đạo tông người, đang thu thập đồ. Luân hồi trận doanh mọi người, chính là trở lại trên Hoàng Thiên Cung. Ở lúc trước, trên Hoàng Thiên Cung tọa độ, là hoàn toàn bảo mật. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lấy được rồi đạo tông thi đấu hạng nhất, toàn bộ luân hồi trận doanh, khí vận bạo tăng, trên Hoàng Thiên Cung vậy không cần lại che giấu quá nhiều, tọa độ từ đây công khai, chỗ này chính là luân hồi trận doanh lớn nhất đại bản doanh. Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ, từ đây cũng ở lâu dài ở trên cao Hoàng Thiên Cung bên trong. Phật Tổ có mình lãnh địa, nhưng hắn đối Phật môn công việc, không có hứng thú chút nào, chỉ muốn điều nghiên tinh không đạo thư, Nhâm Phi Phàm đi nơi nào, hắn cũng theo tới chỗ đó, có thể thuận lợi so tài, cộng nhân xâm tinh không vĩ đại. Diệp Thần phải đi gặp Đại Chủ Tể, tiếp nhận Thiên Đế Thần Nguyên Quán Đỉnh, có thể cần phải mấy ngày thời gian. Hắn trước đưa đừng luân hồi trận doanh mọi người, lại đi gặp Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt người mặc rất tinh xảo váy, màu trắng nhạt mái tóc dài hơi vén lên, một bộ mặc trang phục lộng lẫy hình dáng, thấy Diệp Thần tới, liền cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi tới. Diệp Thần nói, hiện tại đi gặp Đại Chủ Tể sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, ngươi nhớ, yết kiến Đại Chủ Tể thời điểm, không thể ngẩng đầu. Ngẩng đầu nhìn thẳng Đại Chủ Tể, là đại bất kính cử chỉ, hơn nữa Đại Chủ Tể tu vi ngút trời, uy nghiêm của hắn cùng ý chí, không phải ngươi có thể tiếp nhận, ta cũng không dám ngẩng đầu. Lần trước cái dám dòm ngó Đại Chủ Tể tôn dung người, chính là Long Tổ, ha ha, hắn đã bị Đại Chủ Tể giết chết. Tôn tổ vị trí cũng bị thi quỷ lão tổ thay thế. Cho nên, kêu người cúi đầu, là vì người tốt, nếu không, người đại lộ tranh phong cầm hạng nhất thì như thế nào? Người vẫn là sẽ chết, đứng ở đỉnh cấp, bởi vì rốt nát mà tống táng sinh mạng, là buồn cười biết bao. Thiên Pháp Lộ Nguyệt trong miệng Long Tổ, chính là đã từng là đạo tông bát tổ một trong, ý tưởng rất điên cuồng, muốn dùng tạo thần tiên trì, bắt trước một cái đại chủ tể đi ra. Hiện tại vậy tạo thần tiên trì, ngay tại Diệp Thần trong tay, Long Tổ đi qua, hắn dĩ nhiên biết. Long Tổ chết sau đó, hắn vị trí, bị một cái kêu là thi quỷ lão tổ người thay thế. Vị kia thi quỷ lão tổ, cũng được đạo tông bát tổ một trong, tinh thông khống thi quỷ đạo thuật, đặc biệt tà môn, cùng hoa tổ là bạn rất thân. Hắn có thể làm được đạo tông tôn tổ, chủ yếu cũng là bởi vì là có hoa tổ tiến cử. Thi quỷ lão tổ thường xuyên sẽ cầm ra một ít thi thể, làm là phân bón, giao cho hoa tổ làm vườn. Diệp Thần nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói quy củ, gật đầu nói, thẩm phán chi chủ, ta nhớ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, rất tốt, vậy chúng ta lên đường đi, ta đã nghe được đại chủ tể triệu hoán. Vừa nói, Thiên Pháp Lộ Nguyệt đầu ngón tay ở trong hư không liền xé ra liền một cái vết nứt không gian quy luật vo ve vang động trước. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, bước vào vậy vết nứt không gian bên trong. Diệp Thần mang mong đợi khẩn trương tâm tình, cũng là đi theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt bước chân, xuyên qua vết nứt không gian, đi yết kiến Đại Chủ Tể. Rào. Xuyên qua vết nứt không gian, Diệp Thần trước mắt có rất nhiều ánh sáng ánh chiếu, trước mắt là một phiến màu sắc sặc sỡ thế giới, xây dựng trước tất cả loại bất đồng phong cách kiến trúc, thần điện, miếu thờ, đạo quan, nhọn tháp, thành lớn vân. Vân. Lại đứng sừng sững rất nhiều pho tượng. Diệp Thần thấy được Thiên Đấu Sát Thần, Vũ Hoàng Cổ Đế, Cửu Thương Cổ Hoàng, Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế pho tượng, còn có rất nhiều hơn hắn không nhận biết pho tượng, thậm chí còn có chính hắn pho tượng. Rất nhiều pho tượng, đơn độc xốc lên ra đến xem, vậy là đặc biệt nguy nga, nhưng như thế nhiều pho tượng tập hợp tới một chỗ, tán loạn phân phối, liền lộ vẻ được có điểm quái dị. Nơi này chính là Đại Chủ Tể lãnh địa. Kêu vạn thần điện. Đại chủ tể hơi thở quá mạnh mẽ, hắn vậy rất ít đi ra ngoài, vạn cổ tới nay, đều ở đây vạn thần điện bên trong cô độc đánh cờ. Đại chủ tể một mực ở ý nghĩ cuối cùng trật tự, muốn sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới, vì tìm chân chính hoàn mỹ, hắn kiêm dung cũng bao, thu thập thế gian rất nhiều tư tưởng, ở vạn thần điện trung lập hạ từng ngọn pho tượng. Nơi này mỗi một pho tượng sau lưng, cũng đại biểu một cái thế giới ý nghĩ. Ví dụ như, ta muốn thành lập một cái luật pháp quản trị thế giới, mà ngươi muốn thành lập luân hồi thiên quốc, dĩ nhiên, ta ý nghĩ thế giới, khẳng định so với ngươi hoàn mỹ được hơn. Thiên Pháp Lộ Nguyệt khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt, chỉ vạn thần điện rất nhiều pho tượng, trong đó có nàng và Diệp Thần pho tượng. Nói đến mình thế giới ý nghĩ thời điểm, nàng giọng tràn đầy tự tin,
cổ tự tin này biểu dương ra to lớn lòng tin. Diệp Thần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, cái gì là chân chánh hoàn mỹ thế giới, hắn không biết. Nhưng nếu như, thế gian thật không tồn tại hoàn mỹ nói, vậy hắn luân hồi thiên quốc, chính là hắn ý nghĩ bên trong tốt nhất thế giới. Hắn có tuyệt đối tự tin. Thiên Pháp Lộ Nguyệt, người và luân hồi chi chủ tới sao? Bỗng nhiên, phương xa chỗ sâu một tòa cung điện bên trong, truyền đến một đạo thanh âm thê lương. Thiên Pháp Lộ Nguyệt vừa nghe, tinh thần chấn động, thấp giọng hướng Diệp Thần nói. Đại chủ tể kêu ngươi, mau đi qua đi, ta liền đi trước. Diệp Thần con ngươi híp lại, tựa hồ đang suy tư điều gì, sau đó bừng tỉnh, nói, ngươi phải đi sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, đừng sợ, cùng Thiên Đế Thần Nguyên Quán đỉnh kết thúc, đại chủ tể sẽ đích thân đưa ngươi đi ra ngoài. Sau đó, Thiên Pháp Lộ Nguyệt hướng chỗ sâu cung điện làm vái chào, nói, đúng vậy, đại chủ tể, luân hồi chi chủ tới. Chỗ sâu đột nhiên truyền đến một giọng nói, vậy tất nhiên là đại chủ tể thanh âm, ngươi kêu hắn tới đây, ngươi có thể rời đi trước. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cực kỳ cung kính đáp, ừ. Sau đó liền hướng Diệp Thần nháy mắt, thấp giọng nói, nhớ ta cùng ngươi nói, ở đại chủ tể trước mặt, ắt phải chú ý cẩn thận nhỏ. Diệp Thần nói, được. Thiên Pháp Lộ Nguyệt dặn dò xong, liền xoay người phá không rời đi. Cái này phiến vạn thần điện thế giới, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần và đại chủ tể hai người. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, dọc theo mới vừa thanh âm phát ra địa phương đi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới một tòa hùng vĩ cung điện trước, vậy cung điện treo một tấm bảng, phía trên in vạn thần điện ba chữ. Mà ở cung điện hai bên, tất cả đứng sừng sững một pho tượng, trong đó một tòa đẹp thánh khiết, khác một tòa nhưng là xấu xí vô cùng, lại là đẹp thần và sử thần pho tượng. Cái này hai pho tượng, mài rũa được trông rất sống động, Diệp Thần thấy sau đó, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng nghĩ tới đây là vạn thần điện, cái gì pho tượng đều có. Vậy không có gì đáng kinh ngạc. Vào đi. Đại chủ tể thanh âm từ bên trong truyền tới. Diệp Thần hơi khom người, duy trì khiêm nhường tư thái, cúi đầu đi vào. Ở đi vào vạn thần điện sau đó, hắn liền thấy chỗ tòa này cung điện, đặc biệt to lớn, từng cây một cẩm thạch trụ khổng lồ, chống lên tráng lệ mái vòm, vậy mái vòm trên hội họa trước vạn thần phù ảnh, mười phần nguy nga. Cung điện bên trong, một người mặc hắc bào nam tử, đang cô độc ngồi ở một cái bàn đá cạnh, trên bàn để một bộ cờ cái, nam tử kia đang một mình đánh cờ. Nam tử kia chính là đại chủ tể, như Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, trong quá khứ trong năm tháng, đại chủ tể cơ hồ chưa bao giờ xuất ngoại, chỉ ở vạn thần điện trung hạ cờ. Mà vạn thần điện tọa độ, cũng không phải là cố định, thời thời khắc khắc cũng đang biến hóa, đạo tông người muốn liên lạc đại chủ tể, tu được trước thời hạn khấn cầu. Vậy dưới tình huống, đại chủ tể rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, đặc biệt khó khăn thấy hắn chân nhân. Diệp Thần lúc này thấy liền đại chủ tể chân nhân, nhưng ở Thiên Pháp Lộ Nguyệt dặn dò hạ, hắn hôm nay cũng chỉ có thể cúi đầu, chỉ thấy đại chủ tể hạ nửa bên mặt. Tuy không thấy đại chủ tể toàn cảnh, nhưng Diệp Thần đã cảm nhận được liền mãnh liệt áp lực. Nửa bên mặt thì có kinh khủng như vậy uy thế, cả khuôn mặt là biết bao khủng bố. Đại chủ tể khí thế, mười phần bằng bạc, bao trùm ở vạn thần điện chư thần bên trên. Hắn mạnh mẽ, cường đại đến không thể nói, đã không cách nào dùng không không thời không hệ thống tu luyện đi hình dạng. Không nghi ngờ chút nào, đại chủ tể là chạm đến không thể nói cảnh người. Ngẩng đầu lên, nhìn ta. Đại chủ tể thấy Diệp Thần, câu nói đầu tiên, chính là để cho hắn ngẩng đầu. Diệp Thần sửng sốt một chút, trước khi tới, Thiên Pháp Lộ Nguyệt liền dặn dò hắn không muốn ngẩng đầu. Nhưng hiện tại, nếu đại chủ tể phân phó, Diệp Thần cũng không để ý nhiều như vậy, hắn trong lòng vậy hết sức tò mò đại chủ tể hình dáng, liền ngẩng đầu lên. Cái này ngẩng đầu một cái, Diệp Thần thấy đại chủ tể ánh mắt, nhất thời được mãnh liệt đánh vào, đạo tâm lay động nghiêm trọng. Đại chủ tể ánh mắt, hàm chứa ác liệt uy thế, coi chúng sanh như con kiến hôi, cao cao tại thượng, người bình thường nếu là nhìn thẳng hắn ánh mắt, có thể sẽ tại chỗ tan vỡ, hù được tè ra quần. Thật may, Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, tuy bị to lớn đánh vào, nhưng ngoài mặt cũng không có thất thố, đúng mực hướng đại chủ tể chắp tay nói. Tại hạ Diệp Thần, gặp qua đại chủ tể. Đại chủ tể gật đầu, hơi có chút tán dương cười một tiếng nói, rất tốt, người biểu hiện, so với năm đó Hồng Quân Lão Tổ và Phật Tổ mạnh hơn nhiều, năm đó bọn họ vẫn là thần đạo cảnh thời điểm, thấy ta một sát,
hù được mặt cũng trắng, ha ha, người đạo tâm tu vi so bọn họ thâm hậu. Diệp thần có chút bất ngờ, Hồng Quân lão tổ và Phật tổ ở không không lúc nào không thì kinh khủng bực nào tồn tại, cũng sẽ như vậy thất thố, có thể gặp nhìn thẳng đại chủ tể là bực nào giá phải trả. Hắn thở ra một hơi, chế trụ nội tâm khiếp sợ, nói cảm ơn đại chủ tể khen ngợi. Đại chủ tể nói, ừ, chúc mừng ngươi lấy được rồi đạo tông thi đấu hạng nhất, ta có chút quá mức lễ vật muốn tặng cho ngươi. Vừa nói, đại chủ tể đánh một cái hưởng chỉ. Diệp thần hai bên trái phải hư không nứt ra, xuất hiện một khối mảnh vỡ và một cái mặt nạ. Vậy mảnh vỡ, dịch thấu trong suốt, bên trong chiếu ngược thiên ma cổ bảo hình dáng, lại là thiên ma cổ bảo mảnh vỡ. Thiên ma cổ bảo, tổng cộng có 6 khối mảnh vỡ, nếu như tập đủ, có thể phát huy ra thiên ma cổ bảo nhất uy lực cường đại. Diệp thần trong lòng vui mừng, hắn trên đầu đã có 4 khối mảnh vỡ, đại chủ tể hiện tại lại đưa cho hắn một khối, vậy thì còn thiếu cuối cùng một khối, là được gom đủ. Còn như bộ kia mặt nạ, thì để cho Diệp thần có chút sợ hãi. Đại chủ tể đưa ra mặt nạ, ra là một cái đồng xanh chế tạo quỷ diện cái, thấm ra không rõ cùng âm u hơi thở. Cái này cổ không rõ hơi thở, so với đuôi thú, chỉ sợ cũng là không hoàng hơn để cho. Đại chủ tể, cái này cái là pháp bảo gì? Diệp thần có chút kinh nghi bất định hỏi. Đại chủ tể đưa cho hắn hai kiện lễ vật bên trong, thiên ma cổ bảo mảnh vỡ hắn nhận được, nhưng cái này mặt nạ cũng không biết là thứ gì. Đại chủ tể nói, là hư không quỷ diện lưu lại mặt nạ. Diệp thần nói, hư không quỷ diện, 6 đạo cổ thần. Hư không quỷ diện, chính là 6 đạo cổ thần một trong. Diệp thần nghe đại chủ tể nói, nhẹ nhàng cầm lấy mặt nạ, vuốt ve, quả nhiên cảm thấy luân hồi mộ địa mơ hồ truyền tới chấn động. Đao phong nữ hoàng cũng nói, cái này đích xác là hư không quỷ diện mặt nạ, cái này mặt nạ đeo lên đi, có thể che giấu thiên cơ, thu liễm hơi thở, trước kia hư không quỷ diện coi như đứng trước mặt ta, ta cũng là không cảm giác được chút nào vật còn sống hơi thở, ha ha. Đại chủ tể nói, ừ, cái này cái, là năm đó hư không quỷ diện chết sau đó, lưu lại đồ. Năm đó, hắn bị sử thần giết chết, chết được thật đúng là quá thảm, cả người bị ô nhiễm, tim thành trùng ổ, mỗi ngày đều có đại lượng độc trùng con giòi bò ra ngoài, bụng ruột toàn bộ nát vụn hết, xương tủy toát ra màu đen bài tiết vật, ánh mắt chảy ra hôi thối mủ, à. Sử thần giết người, luôn là như thế bẩn thỉu cùng kinh tởm. Năm đó hư không quỷ diện chết thảm. Hắn mặt nạ vậy mang theo hắn oán niệm, hóa thành không rõ. Luân hồi chi chủ, người luân hồi máu có siêu độ năng lực, giọt máu tế luyện cái này cái, là được hóa đi oán niệm. Cái này đồng xanh quỷ diện, có che giấu thiên cơ, thu liễm hơi thở thần hiệu, là một kiện không tệ lễ vật, ta sẽ đưa cho ngươi. Ha ha, ta lúc ban đầu, là ở vẫn tinh thế giới dưới lòng đất, khai thác đến cái này mặt nạ, lo lắng sát khí quá nặng. Cho nên mang ra ngoài, sợ ảnh hưởng các ngươi thi đấu. Diệp thần nội tâm chấn động, nói, hư không quỷ diện, là bị sử thần giết chết sao? Đại chủ tể nói, đúng vậy, 6 đạo cổ thần bên trong, có 2 cái là bị sử thần giết chết, một cái là hư không quỷ diện, một cái khác là đao phong nữ hoàng, bọn họ đều chết rất thảm. Ừ, chính xác mà nói, đao phong nữ hoàng không phải sử thần tự mình ra tay giết chết, mà là bị hắn một cái hậu duệ. Nhưng cũng không có gì khác nhau, nhân quả tội nghiệt đều là coi là ở trên người hắn. Sử thần tồn tại, thật hại chết quá nhiều vốn nên sừng sững ở thế giới đỉnh cấp cường giả. Diệp thần vẫn là lần đầu tiên nghe được sử thần và đao phong nữ hoàng như vậy nhân quả, nhất thời cảm giác rợn cả tóc gáy, vội vàng câu thông luân hồi mộ địa, hướng đao phong nữ hoàng hỏi nói. Nữ hoàng tiền bối, đại chủ tể nói, đều là thật sao? Là sử thần giết chết ngươi. Ngươi năm đó thực lực lớn mạnh như vậy, coi như không địch lại sử thần, cũng hẳn có thể tự vệ. Đao phong nữ hoàng rơi vào trầm tư, tựa như trí nhớ bay về phía viễn cổ xa xôi thời đại, mấy tức sau đó, nàng tinh thần mới trở về, nhưng là lộ ra một cái cười nhạt cho, nói, là thật, nhưng ta kỹ không bằng người, ta không trách người khác, tên yếu luôn là phải bị cường giả lấn ép, chỉ ít chúng ta khi đó, thế giới quy luật chính là như vậy. Diệp thần nhìn đao phong nữ hoàng bộ dáng này, có chút kinh ngạc, lại hỏi, vậy ngươi hận sử thần sao? Ngươi muốn báo thù sao? Đao phong nữ hoàng nói, hận ngược lại không hận, bởi vì thế giới quy luật chính là như vậy, giống như ngươi ở vào một cái phàm nhân thế giới, ngươi ở dã ngoại đụng phải một con dã thú, không cẩn thận bị vậy dã thú hung mãnh ăn,
trong lòng có thể sẽ có tuyệt vọng sợ hãi, nhưng ngươi sẽ không tận lực đi căm ghét vậy con dã thú, mạnh hiếp yếu mà. Mà tuyệt vọng sợ hãi trải qua nhiều, hoặc là chính là chết lặng, hoặc là chính là thói quen, ta là thói quen, ta thời gian tuyến cũng có thiên thiên vạn vạn cái, năm đó là chết qua vô số lần, cuối cùng vừa vặn bị sử thần chung kết sau cùng thời gian tuyến thôi. Diệp thần nghe Đao Phong nữ hoàng mà nói, trong phảng phất cảm thấy nàng giơ ví dụ không đúng, nhưng trong chốc lát lại không nghĩ tới như thế nào phản bác. Đao Phong nữ hoàng lại nói, bất quá báo thù mà, có cơ hội, vậy khẳng định là muốn báo thù, ta cũng không muốn cứ như vậy trắng trắng chết. Diệp thần gật đầu, đến nơi này một khắc, mới rốt cuộc biết, Đao Phong nữ hoàng và hư không quỷ diện, là bị sử thần giết chết. Chỉ nghe đại chủ tể tiếp tục nói, luân hồi chi chủ, rất kỳ quái, Đao Phong nữ hoàng và hư không quỷ diện, bọn họ và sử thần ân oán, đều là rất cổ xưa sự việc. Theo lý mà nói, phải cùng câu ngươi không liên quan. Nhưng ta hết lần này tới lần khác, nhưng bắt được trong chỗ u minh một chút sâu xa, ngươi và sáu đạo cổ thần nhân quả, liên lạc mật thiết. Ngươi trên mình, có ta nhìn không thấu bí mật. Đại chủ tể ánh mắt mang theo uy nghiêm bức người, tựa hồ muốn nhìn thấu Diệp thần hết thảy. Nhưng Diệp thần luân hồi mộ địa, nhưng cũng là không có thể nói tồn tại, liền đại chủ tể cũng không nhìn thấu. Diệp thần mỉm cười không nói, vừa không thừa nhận, vậy không phủ nhận, chỉ giữ đúng mực tư thái. Đại chủ tể bén ánh mắt, dần dần từ hỗn loạn bên trong đổi được rửng rưng, than thở một tiếng, nói thôi, người người đều có mình bí mật, ta cũng không cần phải tra cứu. Người ta tới giữa, có thể coi như là đồng minh, ta muốn tạo một cái chân chính hoàn mỹ thế giới. Hoàng lão đã đưa ra đặc biệt hoàn mỹ đề nghị, tương lai cần ngươi trợ lực. Chân chính hoàn mỹ thế giới trật tự, rốt cuộc là cái gì? Hoàng lão ban ngày ngộ đạo, đã có ý nghĩ, thậm chí bởi vì cái này ý nghĩ, một ngày đắc đạo thành làm thiên đế. Hôm nay đại chủ tể, cũng là đồng ý hoàng lão ý nghĩ, muốn cùng chế tạo hoàn mỹ thế giới. Chỉ bất quá, Diệp thần còn không biết vậy hoàn mỹ trật tự ý nghĩ, rốt cuộc là cái gì? Hoàng lão còn không có chân chính nói cho hắn. Đại chủ tể nói, ngươi tu vi còn chưa đủ, ta thiên đế thần nguyên, có thể giúp ngươi tăng tiến tu vi, ngươi trước luyện hóa nói sau. Ừ, nơi này có một phần trận pháp bản vẽ, chính ngươi bày trận, đem thiên đế thần nguyên thả vào tâm trận bên trong, là được luyện hóa. Ngươi tự mình ra tay, có thể để tránh cho ta dính nhân quả. Nếu như ngươi bày trận thất bại, ta lại tự mình ra tay, vì ngươi quán đỉnh cũng không muộn. Đại chủ tể sử dụng một bản trục cuốn. Ném cho Diệp thần, lại cho hắn một ít bày trận công cụ, chỉ trên đại điện một nơi đất trống, tỏ ý Diệp thần tự đi bày trận, hắn chẳng muốn dính nhân quả. Diệp thần nhận lấy trục cuốn, đem mở ra. Trục cuốn phía trên, in một cái dung luyện đại trận hình vẽ, bên cạnh viết bày trận rất nhiều bí quyết, đặc biệt phức tạp. Cái này dung luyện đại trận, kêu làm phần lớn thiên đại chủ tể tạo hóa sinh diệt đại thiên trận, ẩn chứa trong đó rất nhiều diệu pháp thần thông. Diệp thần ở trong đó thậm chí thấy được hóa thiên đại pháp biến hóa. Hóa thiên đại pháp, là năm đó nguyên thiên đế sáng chế thuật pháp, truyền nói thứ gì đều có thể luyện hóa, Diệp thần đã sớm nắm trong tay. Thật ra thì chính hắn vận dụng hóa thiên đại pháp mà nói, miễn cưỡng cũng có thể luyện hóa thiên đế thần nguyên, nhưng cần cực kỳ rất dài thời gian, có thể phải hao phí mấy cái kỷ nguyên. Hiện tại đại chủ tể ban thưởng dung luyện đại trận, ẩn chứa muôn vàn luyện hóa pháp môn. Liền hóa thiên đại pháp cũng bao ngậm vào, có thể nói là bác đại tinh thâm, nếu như trận pháp bày thành công, đủ để ngay tức thì luyện hóa thiên đế thần nguyên. Diệp thần cao mày nói, trận pháp này ngược lại là phức tạp. Đại chủ tể nói, dĩ nhiên, luyện hóa thiên đế thần nguyên, không đơn giản như vậy. Cái này thiên đế thần nguyên, là ta lợi dụng đại hoang trộm thiên thuật, chưa từng không thời không thiên đạo căn nguyên bên trong, trực tiếp trộm lấy ra, là trộm thiên ngưng tụ mà thành thần vật. Vô cùng chân quý. Diệp thần sửng sốt một chút, nói, đại hoang trộm thiên thuật. Đại chủ tể, người vậy sẽ chiêu này thuật pháp. Đại chủ tể gật đầu nói, thế gian 3.000 đại lộ, 800 bàng môn, ta cũng có chút xem qua, cái này đại hoang trộm thiên thuật, ta cũng biết một chút. Diệp thần nói, thì ra là như vậy. Trong đầu nghĩ đại chủ tể quả nhiên là thần thông quảng đại. Lập tức, Diệp thần liền lợi dụng đại chủ tể cho hắn công cụ. Tại trên đại điện khắc họa trận văn, bố trí nghi quỹ, bơm vào linh khí, điều chỉnh quy luật, lại đang khắc viết rất nhiều đại lộ thần thông, trình tự 10 phần rườm rà, mỗi một bước cũng cần phải cẩn thận,
hơi lơ là được có thể đưa đến thất bại. Thật may, Diệp Thần trận pháp thành tựu, cũng là khá là cường hãn, ở ước chừng tiêu phí 3 ngày thời gian sau đó, Diệp Thần rốt cục thì bày trận hoàn thành, cũng đem Thiên Đế Thần Nguyên, thả vào tâm trận bên trong. Rào! Thiên Đế Thần Nguyên, một bỏ vào tâm trận, thoáng chốc tới giữa, cuồn cuộn năng lượng chính là bạo dũng ra, toàn bộ đại trận cũng hóa thành sáng chói màu vàng, thần quang lóa mắt. Từng luồng dư thừa thiên đạo linh khí, không ngừng dòng nước chảy, không ngờ miễn cưỡng tạo hóa ra vô số thế giới, quang quái lục cách, 10 phần lóa mắt. Diệp Thần hơi có chút giật mình, cái này Thiên Đế Thần Nguyên năng lượng, so hắn tưởng tượng, còn muốn dồi dào thâm hậu được hơn. Đại chủ tể nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, người thủ đoạn rất cao minh, lại có thể nhanh như vậy liền bày trận hoàn thành. Hiện tại, người có thể hấp thu Thiên Đế Thần Nguyên. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này đi tới trận pháp bên trong, ngồi xếp bằng xuống. Hô hô hô! Hắn ngồi xuống, vậy Thiên Đế Thần Nguyên năng lượng, chính là cuồn cuộn hội tụ đến trên người hắn. Hào hùng kim quang, vần quanh Diệp Thần toàn thân, các loại thiên đạo phù văn xen lẫn, vĩ đại quy luật trật tự lực lượng, đánh thẳng vào hắn đầu óc. Các loại kim quang như nước thủy triều, Diệp Thần cảm thấy mình kinh mạch, giống như là độ kim vậy, đổi được vô cùng huy hoàng sáng chói. Vô số tinh thuần thiên địa linh khí, lắng đọng đến trong đan điền. Ở ước chừng 2 ngày trôi qua, Diệp Thần mới đưa vậy Thiên Đế Thần Nguyên năng lượng, hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Hắn tu vi, có chút đột phá, từ thần đạo cảnh nhất tầng thiên trung cấp, không ngừng bước vào, vượt qua cao cấp, vượt qua đỉnh cấp, một mực đột phá đến thần đạo cảnh tầng 2 thiên tầng thứ. Thiên Đế Thần Nguyên là một loại bổn nguyên năng lượng, phần lớn linh khí, đều là lắng đọng ở trong đan điền. Cho nên từ ngoài mặt xem, Diệp Thần đột phá tu vi không hề coi là mãnh liệt, chỉ là tăng lên nhất tầng thiên. Nhưng trong thực tế, hắn đã lấy được chỗ tốt vô cùng, cả người kinh mạch đều bị trọng tố một lần, đan điền lắng đọng liền vô hạn năng lượng, coi như hắn hiện tại, bế quan không ra khỏi cửa, dựa hết vào đan điền bên trong lắng đọng năng lượng phụng dưỡng lại, đều có thể không ngừng tăng lên tu vi, cho đến tăng lên tới thiên đế cảnh giới. Dĩ nhiên, điều này cần cực kỳ rất dài thời gian. Thấy Diệp Thần luyện hóa Thiên Đế Thần Nguyên, đại chủ tể hài lòng gật đầu một cái, nói, rất tốt, người luyện hóa Thiên Đế Thần Nguyên, tu làm căn cơ liền hoàn toàn vững chắc, muốn tấn thăng Thiên Đế, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có Thiên Đế Thần Nguyên che chở, người cũng có thể vạn ma bất xâm, chư tà không vào. Nhưng, không không thời không hắc ám căn nguyên chiếm đoạt, cũng không phải Thiên Đế Thần Nguyên có thể ngăn cản, đó là thế giới phép tắc căn nguyên ăn mòn, người ắt phải chú ý. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, ừ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, không không lúc nào không đối hắn hắc ám chiếm đoạt dấu hiệu, cũng không có bất kỳ chậm tách ra, thiên bia còn có một nửa là đen. Muốn phá giải bóng tối chiếm đoạt, cần dùng quang minh chi tâm lực lượng, cũng không phải dựa vào Thiên Đế Thần Nguyên có thể làm được. Đại chủ tể nói, tốt lắm, ngươi hiện tại có thể rời đi. Cuối cùng, ta nhắc nhở ngươi, chú ý sử thần. Hắn là một cái rất buồn nôn, rất người bẩn thỉu, là hoàn mỹ thế giới nhất cuối cùng kẻ địch, đáng tiếc ta không có biện pháp chân chính tiêu diệt hắn. Tương lai chúng ta muốn tạo hoàn mỹ thế giới, phải giải quyết hắn mới được. Diệp Thần ngẩn ra, nói, đại chủ tể, liền ngươi cũng không cách nào tiêu diệt sử thần sao. Đại chủ tể nói, đúng vậy, chỉ cần thế gian vẫn tồn tại kinh tởm, sử thần cũng sẽ không chết. Người tham niệm, tư dục, giữa người và người giết hại. Tranh đấu, người ngu ta gạt, đều là kinh tởm. Chỉ cần những thứ này kinh tởm vẫn tồn tại, sử thần liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, vô luận ta giết hắn bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ sống lại. Ta giết không chết hắn, hắn kinh tởm nhưng sẽ từ từ đem ta ăn mòn, cuối cùng cả thế giới đều có thể biến thành một phiến bẩn thỉu cùng dơ bẩn, tên kia thật là buồn nôn à. Nói đến sử thần thời điểm, đại chủ tể cũng là mặt đầy chán ghét. Diệp Thần trong lòng đại chấn. Không nghĩ tới sử thần khó đối phó như vậy, nói, vậy sử thần há chẳng phải là vô địch. Đại chủ tể nói, vô địch đổ không thể nói, chỉ là buồn nôn thôi, ta giết không chết hắn, nhưng có thể đem hắn vĩnh hằng phong ấn. Nhưng chân chính hoàn mỹ thế giới, không nên cất ở đây loại bẩn thỉu ra hỏa. Được rồi, những chuyện này, người tạm thời không cần để ý tới, mau sớm tăng lên mình tu vi, ta sẽ vì người tiếp tục chuẩn bị cơ duyên, nhưng người cũng phải có năng lực tiếp mới được. Sử thần vẫn ẩn núp ở sau lưng,
hắn liền xem không được thế gian tồn tại đẹp đồ tốt. Lần này ngươi thuận lợi đoạt cúp, bắt được thiên đế thần nguyên, sử thần có thể sẽ xuất thủ mưu hại ngươi. Ta đang ngó chừng hắn, hắn không có biện pháp tự mình động thủ, nhưng có thể lợi dụng kinh tởm, vặn vẹo cổ tinh môn, thiên khư thần điện cùng cao tầng cường giả tâm tính, để cho bọn họ không để ý giá phải trả, không tiếc hết thảy thủ đoạn đi giết ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như cốt thiên đế, ban thiên đế, rắn thiên đế, vũ hoàng cổ đế, chu mục thần, thiên khải chí tôn vân. Vân, tất cả người không tiếc giá phải trả muốn giết ngươi, ngươi luân hồi trận doanh, thì như thế nào chống đỡ được? Ta cũng không bảo vệ được ngươi. Diệp thần trong lòng lại là chấn động, đúng là, nếu như hắn đối nghịch trận doanh, hoàn toàn liên hiệp, bất kể giá phải trả ra tay, vậy hắn vô luận như thế nào, đều là không đỡ được. Đại chủ tể, thật là làm như thế nào? Diệp thần liền vội vàng hỏi.